Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 50. Diệp Phong cùng Giang Thiên Vân hợp mưu, hai người hiểu ý cười một tiếng chuẩn bị bay đi về hướng Giang gia phủ đệ, mưu tính tiếp theo nên làm như thế nào. Tiêu Phàm, cút ra đây. Đột nhiên, một tiếng gầm lên từ đằng xa truyền đến, thanh âm hùng hậu, chấn động trời xanh, đám mây trên không trung như bị chấn vỡ. Đám người đồng loạt ngẩng đầu nhìn, liền thấy một cỗ sát khí đáng sợ từ nơi xa đang gầm thét đến. Hình như là Diệp gia phủ đệ. Hàn Nhạc Thiên kinh ngạc, lập tức lộ ra nụ cười như hoa. Diệp Phong trưởng lão, hay là chúng ta đi xem. Giang Thiên Vân hỏi thử, trong lòng hắn đã vui như nở hoa, bởi hắn đã nghe ra chủ nhân thanh âm vừa rồi là ai. Mong còn không được. Diệp Phong cười ha ha một tiếng. Hắn vô cùng mong đợi được thấy cảnh Diệp gia gặp chuyện không may. Vốn dĩ hắn nghĩ Diệp gia tại Vô Song Thánh Thành cũng được coi là gia tộc số 1 số 2, nhưng mà không nghĩ tới vẫn còn có người dám đi tìm Diệp gia gây phiền phức, điều này khiến hắn làm sao không vui cho được. Hiện tại hắn đang nghĩ cách ứng phó Diệp gia, chỉ cần là kẻ địch của Diệp gia, hắn đều sẽ không bỏ qua cơ hội liên minh. Đám người đồng loạt đạp không mà lên, bay đi về vị trí Diệp gia phủ đệ. Vân Lạc Thần ngoài mặt mặc dù bất phi sở động, nhưng trong lòng lại ngưng trọng vô cùng. Không chỉ có bọn hắn đuổi theo hướng Diệp gia phủ đệ, Thượng Trọng Thiên còn có rất nhiều tu sĩ khác cũng đang hướng tới đó. Bên ngoài Diệp gia phủ đệ, bóng người lít nha lít nhít vây quanh Diệp gia chật như nêm cối. Phía trước cửa chính Diệp gia phủ đệ, một thân ảnh khôi ngô đứng đấy. Đó là một nam tử trung niên chừng 50 tuổi, mặc một bộ trường bào màu đen, đầu đội kim quan. Khiến người ta cảm thấy một loại khí tức bức người. Áo bào quanh người hắn không gió mà bay, uy phong lẫm liệt, khí thế khiếp người, đứng ở đó tựa như một dãy núi cao không thể vượt qua. Sau lưng hắn, trên trăm tu sĩ đứng đó, mỗi người đều lửa giận trùng thiên, sát khí nặng nề. Gác cổng của Diệp phủ bị dọa đến vội vàng trốn vào bên trong Diệp phủ. Tiêu Phàm, cút ra đây nhận chết. Nam tử trung niên mặc kim quan quát khẽ. Một cỗ lệ khí ngập trời chất chứa trên ngực hắn, suýt chút liền bộc phát ra. Hoàng phủ danh hiên, người coi Diệp phủ ta là nơi nào? Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ bên trong Diệp phủ truyền đến, ngay sau đó mấy lão giả xuất hiện, lạnh lùng nhìn nam tử trung niên mặc kim quan. Hoàng phủ danh hiên, chẳng lẽ là gia chủ hoàng phủ gia tộc, hắn chẳng lẽ muốn tiến đánh Diệp gia hay sao? Tiến đánh Diệp gia, người nói giỡn à? Trong bát đại thế gia thì Diệp gia xếp hàng thứ hai, hoàng phủ gia tộc chỉ xếp hàng thứ sáu, hắn làm sao dám tiến đánh Diệp gia? Vậy là chuyện gì xảy ra, hoàng phủ danh hiên lại ở cửa ra vào của Diệp gia hô to tên Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không phải đang tham gia Nam vực đại bỉ sao? Nam vực vừa mới kết thúc, hơn nữa ta nghe nói hoàng phủ thiên thần rất có thể đã bị Tiêu Phàm giết chết. Tiêu Phàm bị Diệp điện chủ mang đi, hoàng phủ danh hiên đoán chừng là đến tìm Tiêu Phàm báo thù. Tiêu Phàm giết hoàng phủ thiên thần, hắn muốn chết à, hoàng phủ thiên thần chính là người thừa kế gia chủ hoàng phủ gia tộc đó. Đám người phần lớn người không biết vì sao, trong đó có không ít tu sĩ biết rõ nguyên do lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu như hoàng phủ thiên thần thật sự chết, hoàng phủ gia tộc cùng Diệp gia đoán chừng thực rất có thể sẽ khai chiến. Lần trước Lăng gia cùng Giang gia khai chiến còn chưa kết thúc, hiện tại lại có hai đại thế gia khai chiến. Chẳng lẽ Vô Song Thánh Thành thật muốn biến thiên sao? Bỉ nhân không có ý tứ gì khác, chỉ muốn Diệp gia chủ giao Tiêu Phàm ra. Hoàng phủ danh hiên thản nhiên nói, hai mắt hắn lại đỏ bừng vô cùng, lộ ra một loại cuồng dã. Tựa như chỉ cần Diệp gia không giao Tiêu Phàm ra, hắn liền chuẩn bị đánh vào Diệp gia. Tiêu Phàm không ở Diệp gia, một lão già Diệp gia mở miệng nói. Có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy Tiêu Phàm bị Diệp gia chủ mang đến Thượng Trọng Thiên, chẳng lẽ còn không phải sao? Hoàng phủ danh hiên lông mày nhíu lại, hắn cảm giác việc này sẽ không thuận lợi như thế. Tiêu Phàm ở đâu, lăn ra đây nhận chết. Đúng lúc này, lại một thanh âm vang lên, thu hút lực chú ý rất nhiều người. Cuối chân trời, vô số điểm đen nhanh chóng to dần ra, rất nhanh liền xuất hiện ở trước cửa Diệp phủ. Cầm đầu là một nam tử trung niên nhìn qua vô cùng gầy gò, chỉ tầm hơn 40 tuổi, sát khí nặng nề liếc nhìn tứ phương. Sở Tam Sinh, ngươi cũng đến tìm Diệp gia ta gây phiền phức sao? Sắc mặt Diệp gia trưởng lão không vui vẻ chút nào.
một hoàng phủ gia tộc thì Diệp gia không để vào mắt, nhưng Sở gia lại là đại gia tộc xếp hạng thứ ba trong bát đại thế gia. Hai đại gia tộc cộng lại, ngay cả Diệp gia cũng phải tránh né kiêng dè. Sở Tam Sinh chính là nam tử trung niên kia của Sở gia. Nhìn qua hắn cùng Sở Nhạn Nam có chút rất giống, người này chính là gia chủ Sở gia, phụ thân Sở Nhạn Nam. Hoàng phủ Danh Hiên cũng hơi kinh ngạc nhìn Sở Tam Sinh, chẳng lẽ Sở Nhạn Nam cũng bị Tiêu Phàm giết chết? Tiêu Phàm đâu, dám cắt hai chân con ta muốn lấy mạng hắn để hoàn lại. Con người Sở Tam Sinh lạnh lẽo liếc nhìn tứ phương, tìm kiếm bóng dáng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cắt hai chân Sở Nhạn Nam, đám người hít một hơi lạnh, trong lòng co quắp một trận. Tiêu Phàm vậy mà không chỉ giết Hoàng phủ Thiên Thần còn cắt hai chân Sở Nhạn Nam. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Tiêu Phàm làm sao có thể sống sót được ở trong tay hai đại gia tộc này. Cho dù là Diệp gia cũng chưa chắc có thể bảo vệ được Tiêu Phàm. Đám người Diệp gia trong lúc nhất thời cũng không biết mở miệng như thế nào, đối diện chính là gia chủ hai đại gia tộc, không phải người mà bọn hắn có thể quát lớn. Nhưng mà khiến bọn hắn thất vọng là gia chủ Diệp gia Diệp Thệ Thủy mãi vẫn chưa xuất hiện, áp lực này bọn hắn không thể không dựa vào bản lĩnh bản thân để đứng vững. Trong lúc nhất thời, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vị trí Diệp gia phủ đệ. Tiêu Phàm, trả mạng con ta đây. Một tiếng quát như sấm phá vỡ yên tĩnh, dường như sấm sét cuồn cuộn mà đến, ngay sau đó, lại có mấy chục thân ảnh từ phía chân trời bay vụt tới. Đó là gia chủ Công Tôn gia tộc Công Tôn Ngạn, hắn cũng tìm đến Tiêu Phàm để báo thù. Đám người lên tiếng kinh hô, thần kinh đã hơi choáng. Hai đại gia tộc đã đủ cho Tiêu Phàm lãnh đủ, hiện tại lại thêm một Công Tôn gia tộc. Phải biết là nội tình Công Tôn gia tộc không kém gì bát đại thế gia đâu. Hiện tại có thể nói là tam đại thế gia đều muốn giết Tiêu Phàm, đừng nói Tiêu Phàm chỉ là một tu sĩ chiến đế cảnh, dù cho có là chiến thánh cảnh cũng chưa chắc chịu được. Nhưng khiến tất cả mọi người ngạc nhiên là đây mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Không bao lâu, chân trời lại có mấy tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tiêu Phàm, trả mạng cho gia chủ Ngô gia ta. Chỉ thấy trên trăm tu sĩ mặc tăng phục trắng bay vụt tới bên này. Cầm đầu là một lão giả lưng còng, khí tức trên người hắn vô cùng phiêu miểu, không hề yếu hơn so với khí thế một đám gia tộc, người này hiển nhiên là lão tổ Ngô gia. Tiêu Phàm, trả mạng cho con ta. Gia chủ Lăng gia Lăng Thừa Đạo bay vụt tới, khí tức đáng sợ trên người hắn nở rộ. Nam vực đại bỉ kết thúc, Lăng Thiên không thấy tăm hơi. Lăng Thừa Đạo tất nhiên nghĩ đến Tiêu Phàm trước tiên. Người dám giết Lăng Thiên cũng không nhiều, hơn nữa có thực lực này thì càng ít, chỉ có một mình Tiêu Phàm có thể làm được. Công Tôn Dạ chết, Lăng Thiên cũng chết, trái tim đám người phù phù nhảy lên, có chút không thể tin được những chuyện này. Hoàng phủ Thiên Thần chết, Công Tôn Dạ chết, Lăng Thiên chết, Sở Nhạn Nam bị chặt hai chân, thương vong của những người này vậy mà tất cả đều là một mình Tiêu Phàm gây ra. Bây giờ ngũ đại gia tộc đều muốn Tiêu Phàm chết, Tiêu Phàm còn có thể sống sao? Diệp gia phủ đệ, giờ phút này xung quanh toàn người ngũ đại gia tộc, dù là một con muỗi cũng đừng hòng chạy thoát. Ngũ đại gia tộc đều là vì Tiêu Phàm mà đến, cho dù Diệp gia cũng không dám ngăn cản. Một đám tu sĩ Diệp gia sắc mặt khó coi vô cùng, trong lòng bọn hắn cực kỳ bất an. Ngũ đại gia tộc này mặc dù đều vì Tiêu Phàm mà đến, nhưng mà ai dám cam đoan bọn hắn sẽ không nảy sinh ra tâm tư khác chứ? Gia chủ, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, đám người Diệp gia đồng loạt lấy lại tinh thần, nhìn thấy Diệp Thệ Thủy mặc một bộ chiến bào màu vàng óng chậm rãi đi tới. Nhìn đội hình ngũ đại gia tộc bốn phía, thần sắc Diệp Thệ Thủy cũng hơi có chút ngưng trọng. Nếu như bọn hắn thực sự liều chết không thôi, cho dù Diệp gia cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Trong đám người, Giang Thiên Vũ cùng Diệp Phong trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, bọn hắn đang ước gì Diệp gia bị diệt. Nhất là Giang Thiên Vũ, nếu như Diệp gia bị hủy diệt, Giang gia hắn liền rất có khả năng trở thành một trong bát đại thế gia, Giang Thiên Vân hắn rất có khả năng trở thành điện chủ chiến hồn điện, đây chính là chuyện hắn tha thiết ước mong. Đương nhiên, đây chỉ là một ý nghĩ của Giang Thiên Vũ mà thôi, dù cho chi nhánh này của Diệp Thệ Thủy diệt tộc thì chức điện chủ chiến hồn điện cũng không tới lượt Giang gia. Không vì điều gì, chỉ bởi vì điện chủ cửu vực chiến hồn điện chiến hồn đại lục, đều là người Diệp gia. Nếu như chi mạch Diệp gia này của Diệp Thệ Thủy bọn hắn diệt tộc,
cũng sẽ có một Diệp gia chi mạch khác tới đây đảm nhiệm chức điện chủ chiến hồn điện mới. Trong một ngõ ngách, gia chủ Lôi gia Lôi Cô Vân, đại trưởng lão Lôi Cửu cùng Lôi Hạo nhìn về nơi xa, trong mắt lóe lên một vòng ý cười nồng đậm. Lần này không cần Lôi gia ta xuất thủ, Tiêu Phàm cũng chắc chắn phải chết. Lôi Cửu hài lòng cười nói. Hy vọng không cần dùng đến Lôi chi ảnh vệ của Lôi gia ta. Lôi Cô Vân gật gật đầu, lại nhìn về phía Lôi Hạo nói, Hạo Nhi, Hoàng Phủ Thiên Thần thực sự là bị Tiêu Phàm giết chết. Không biết. Lôi Hạo lắc đầu, thần sắc ngây ra, con người hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, tựa như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất thủ. Mà ở cách đó không xa, gia chủ Tô gia Tô Cổ Tông mang theo tỉ muội Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn nhìn về vị trí Diệp gia phủ đệ, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Cha! Trong mắt Tô Mạch Huyên lóe lên vẻ khẩn cầu nồng đậm. Chỉ là lời còn chưa dứt, liền bị Tô Cổ Tông ngắt lời, việc này liên lụy quá lớn, một khi không cẩn thận liền sẽ đưa Tô gia ta vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tô Mạch Huyên không nói, nàng biết rõ tính nghiêm trọng sự tình. Từ thời khắc Tiêu Phàm chặt hai chân Sở Nhãn Nam, nàng cũng đã nghĩ đến hôm nay. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới là Tiêu Phàm còn giết cả Công Tôn Giả cùng Lăng Thiên, về phần Hoàng Phủ Thiên Thần, nàng cũng không biết cụ thể là hắn sống hay chết. Cha, dù chúng ta bảo hộ Tiêu Phàm, bọn hắn cũng không dám ứng phó chúng ta chứ. Tô Mạch Hàn mở miệng nói, có chút không đành lòng nhìn Tiêu Phàm chết. Sự tình không đơn giản như vậy, mấy đại gia tộc, bọn hắn nếu như cùng động thủ, chắc chắn sẽ có can đảm hủy diệt Tô gia ta. Tô Mạch Huyên lắc đầu. Nếu như là một gia tộc nào đó ứng phó Tô gia tất nhiên không cần e ngại, dù sao đằng sau Tô gia cũng không đơn giản. Nhưng mà nếu mấy gia tộc lớn cùng ứng phó Tô gia, vậy liền thật phiền phức. Tô Mạch Hàn trầm mặc không nói, Tô Mạch Huyên lại bổ sung một câu, mạch này của chúng ta nếu bị diệt, dù chủ gia có báo thù cho chúng ta thì cũng còn ý nghĩa gì. Tiêu Phàm sống hay chết, chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. Tô Mạch Hàn gật đầu, hắn mặc dù không muốn Tiêu Phàm chết, nhưng mà cũng không thể dựa vào toàn bộ Tô gia. Các vị muốn cùng Diệp gia ta khai chiến sao? Lúc này, thanh âm Diệp Thệ Thủy vang lên, một cỗ uy thế cường đại từ trên người hắn nở rộ ra, dù là bị ngũ đại gia tộc vây công, uy phong hắn cũng không hề yếu hơn. Diệp huynh quá lời, chúng ta chỉ muốn ngươi giao Tiêu Phàm ra. Gia chủ Sở gia Sở Tam Sinh sắc mặt âm trầm nói, hai chân Sở Nhãn Nam bị chặt đứt, thù này chỉ có người phụ thân như hắn có thể đến báo. Tiêu Phàm không ở đây. Diệp Thệ Thủy lắc đầu nói. Hắn ở đâu? Sở Tam Sinh không cần nghĩ ngợi hỏi. Chiến hồn điện, Long hồn cốc. Diệp Thệ Thủy mị mị hai mắt nói. Long hồn cốc, đi, chúng ta đi Long hồn cốc là được, không giết Tiêu Phàm, thề không bỏ qua. Sở Tam Sinh vô cùng hào khí nói, hắn hận thấu xương đối với Tiêu Phàm, hận không thể lập tức đi giết hắn. Vừa dứt lời, Sở Tam Sinh liền quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà ngoài hắn ra, những người khác đều bất phi sở động, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên âm trầm. Sở Tam Sinh cũng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, con người khẽ run lên, trầm giọng nói, Tiêu Phàm tại Long Hồn Cốc. Lúc nói đến ba chữ Long Hồn Cốc, trong mắt hắn đều là vẻ kiêng dè, cũng không đề cập tới chuyện đi vây giết Tiêu Phàm nữa. Không sai, hắn thi đấu được hạng nhất, dựa theo quy định từ trước tới nay, tất nhiên có thể đi Long Hồn Cốc. Diệp Thệ Thủy gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người nói, nếu như các người muốn tìm Tiêu Phàm có thể đi Long Hồn Cốc tìm. Đương nhiên, nếu như các người muốn tiếp tục canh chừng ở chỗ này cũng được, cố gắng yên tĩnh chút. Nói xong câu đó, Diệp Thệ Thủy liền quay người đi vào trong Diệp Phủ, cũng không đợi đám người phản ứng. Các vị, hiện tại làm sao bây giờ? Sở Tam Sinh nhìn mấy vị gia chủ khác nói. Long Hồn Cốc chính là chỗ của Chiến Thần Điện, muốn giết hắn rất khó. Hoàng Phủ Danh Hiên hít sâu một hơi nói. Tại Vô Song Thánh Thành, bọn hắn dám đối địch với bất luận kẻ nào, nhưng chính là không dám đối địch với Chiến Thần Điện. Cho dù là cổ tộc phía sau bọn hắn cũng không dám khiêu khích quyền uy Chiến Thần Điện. Một khi Chiến Thần Điện giận dữ, cổ tộc đều có nguy cơ diệt tộc. Chúng ta có thể canh chừng tại bốn phía Long Hồn Cốc, Lão Hủ không tin hắn sẽ không ra. Lão Tổ Ngô Gia mở miệng nói, trước nay hắn đều ngăn cản Ngô Gia tìm Tiêu Phàm báo thù, chính là muốn giờ phút này dành cho Tiêu Phàm một kích tất sát. Đoán chừng khá khó,
Long hồn cốc là chỗ giao giới giữa chiến thần điện cùng chiến hồn điện. Chúng ta tùy tiện vây lên, sẽ mạo phạm uy nghiêm chiến thần điện. Sở Tam Sinh lắc đầu. Thế nhưng, nếu như hắn gia nhập chiến thần điện, chúng ta muốn giết hắn còn khó hơn lên trời. Hoàng Phủ Danh Hiên không cam lòng, hắn là người tức giận nhất, bởi vì Hoàng Phủ Thiên Thần hắn nắm giữ thần phẩm chiến hồn, tương lai rất có khả năng trở thành chiến thần, vậy mà chết ở trong tay Tiêu Phàm. Các ngươi nói xem, nếu như Tiêu Phàm vĩnh viễn không có khả năng gia nhập chiến thần điện thì sao? Lúc này, gia chủ Công Tôn gia tộc Công Tôn Ngạn luôn trầm mặc không nói liền mở miệng. À, tất cả những người khác đều kinh ngạc nhìn Công Tôn Ngạn, không biết lời này của hắn là ý gì. Mọi người có biết Công Tôn gia tộc ta tại sao không dám tìm Tiêu Phàm báo thù không? Công Tôn Ngạn hít sâu một hơi nói. Tại sao? Hai đầu lông mày Công Tôn Ngạn lộ ra một vẻ ngưng trọng, cắn răng nói, bởi vì Tiêu Phàm là người Huyết Lâu, hơn nữa, hắn còn là đồ đệ của lâu chủ Huyết Lâu. Cái gì? Gia chủ cùng lão tổ mấy đại gia tộc khác tất cả đều kêu lên kinh ngạc, trong mắt mỗi người đều lóe qua một tia sợ hãi, có điều rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Thanh âm Công Tôn Ngạn không lớn, nhưng không ít tu sĩ bốn phía đều nghe nhất thanh nhị sở, tất cả mọi người trong lòng khẽ run lên, tin tức này thực sự quá kinh người. Tiêu Phàm lại là đồ đệ lâu chủ Huyết Lâu, đám người cũng nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Sát thủ Huyết Lâu không phải đều am hiểu ám sát à, nhưng Tiêu Phàm chính diện đối địch cũng rất lợi hại, phải nói là quá lợi hại. Phải rồi, lúc đầu Lăng gia ứng phó Tiêu Phàm, không phải đột nhiên từ hư không quỷ dị xuất hiện hai người à, đây rõ ràng chính là thủ đoạn sát thủ. Hơn nữa hai người kia kêu Tiêu Phàm là công tử, Tiêu Phàm 89 phần 10 chính là người Huyết Lâu. Có người phân tích nói, những người khác nghe vậy, cũng không nhịn được gật gật đầu. Nếu quả thật là như thế, Tiêu Phàm kia muốn sống sót rời khỏi Vô Song Thánh Thành, cơ bản là không có khả năng. Công Tôn Ngạn, lời này của ngươi là thật? Hoàng Phủ Danh Hiên trầm giọng hỏi, hắn rất lâu mới hồi phục lại tinh thần. Vô cùng chân thực, đây cũng là nguyên nhân Công Tôn gia tộc ta không dám đối địch với Tiêu Phàm. Chỉ là bây giờ Huyết Lâu bị hủy diệt, Công Tôn gia tộc ta cũng không còn gì phải lo lắng. Thần sắc Công Tôn Ngạn hết sức trịnh trọng. Nói, chiến thần điện cùng chiến hồn điện không có khả năng cho người tam đại tổ chức sát thủ gia nhập. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là đồ đệ lâu chủ Huyết Lâu, vậy hắn lần này chết chắc, chiến hồn điện cũng không giữ được hắn. Ngữ khí Lăng Thừa Đạo lạnh như băng nói. Đã như vậy, chúng ta liền ở bên ngoài Long Hồn Cốc chờ hắn đi ra, cũng không tính là mạo phạm chiến thần điện. Hoàng Phủ Danh Hiên ngưng tiếng nói. Đi. Mấy người trùng trùng điệp điệp đi hướng về Long Hồn Cốc vị trí Tiêu Phàm, người ngũ đại gia tộc tất nhiên là không ngoại lệ cũng cùng đi lên. Tu sĩ khác của Vô Song Thánh Thành cũng đều đi theo xem náo nhiệt, bọn hắn rất muốn nhìn xem, lần này Tiêu Phàm rốt cuộc chết như thế nào. Rất nhanh, bên ngoài Long Hồn Cốc liền bị vây chật như nêm cối. Hai ngày tiếp theo, tin tức ngũ đại gia tộc vây giết Tiêu Phàm lan truyền nhanh chóng, tu sĩ Thượng Trọng Thiên lần lượt tụ tập về hướng bên ngoài Long Hồn Cốc. Thậm chí, tin tức này còn truyền đến Hạ Trọng Thiên, nhất là tin tức Tiêu Phàm là đệ tử lâu chủ Huyết Lâu, gần như người người nhà nhà đều biết. Trong phòng một gian khách điếm, Quan Tiểu Thất cùng Bàn Tử ngồi ở bên cạnh một cái bàn, sắc mặt vô cùng khó coi. Cách đó không xa, còn một đứa trẻ và một hồn thú tử sắc lớn khoảng 2 mét đang nằm, nhìn qua liền như là một lão hổ tử sắc, rất hiển nhiên chính là Tử Tinh Lôi Thú. Bàn Tử cùng Tử Tinh Lôi Thú từ chỗ chiến tộc truyền thừa rời đi, vừa lúc vượt qua truyền tống trận rời khỏi sát lục cổ địa. Chỉ là thời điểm hắn xuất hiện, Tiêu Phàm đã đi theo Diệp Thệ Thủy, cho nên hắn đành tìm tới Quan Tiểu Thất. Không thể nào, Tam Ca sao có thể là người Huyết Lâu? Quan Tiểu Thất nghe được tin tức này, trước tiên liền phủ định, hắn thường xuyên ở bên Tiêu Phàm là ai, hắn còn không biết sao. Có lẽ đây là sự thật. Bàn Tử hít sâu một hơi nói, lần trước sau khi ta hôn mê, Lão Tam không phải biến mất mấy tháng à? Ta đoán, lúc đó Lão Tam đi tham gia sát phương thí luyện. Cái này, Quan Tiểu Thất vẫn có chút không thể nào tiếp thu được, cũng không phải việc Tiêu Phàm là một sát thủ khiến hắn sợ hãi, mà là bây giờ Huyết Lâu đã bị hủy diệt, không còn chỗ cho Tiêu Phàm dựa vào nữa. Bây giờ ngũ đại thế gia ứng phó Tiêu Phàm làm sao có thể ứng phó được? Tiểu Thất,
chúng ta phải nghĩ biện pháp chui vào Thượng Trọng Thiên mới được. Bàn Tử ngữ khí vô cùng ngưng trọng nói. Xin hỏi Nam Cung Tiêu Tiêu là ở đây không? Đột nhiên, bên ngoài cửa phòng truyền đến một thanh âm êm tai, giống như âm thanh thiên nhiên. Lông mày Bàn Tử nhíu lại, ở Vô Song Thánh Thành này hắn không quen biết người nào, lại càng không cần phải nói có người biết hắn. Mở cửa phòng, Bàn Tử ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một thiếu nữ mặc quần dài trắng, con người thanh thuần đang lóe lên nhìn hắn. Lão đại, Bàn Tử kém chút lên tiếng kinh hô, kinh dị nhìn thiếu nữ, ốc còn không mang nổi mình ốc nói, dù huynh muốn tới gặp ta cũng không cần biến thành nữ nhân chứ. Không thể phủ định là, huynh biến thành nữ nhân thật sự có mấy phần tư sắc. Phốc phốc, thiếu nữ trực tiếp cười ra, người chính là Nam Cung Tiêu Tiêu đi, người cũng cảm thấy ta rất giống ca ca đúng không? Đáng tiếc, người không phải người đầu tiên cho rằng như vậy. Ca ca, Bàn Tử gãi đầu, trong lúc nhất thời không lấy lại được tinh thần, lúc này, ánh mắt hắn bỗng sáng lên nói, ca ca ngươi là Lăng Phong. Không sai, ta là Lăng Thi Thi, là em song sinh của Lăng Phong. Lăng Thi Thi cười cười, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, tất nhiên đã sớm nhận ra. Lão đại còn có muội muội, làm sao ta không biết? Bàn Tử mắt trợn tròn, nhỏ giọng thì thầm, ngươi tới đây làm gì? Ca của ta nói, ngươi khẳng định muốn tiến vào Thượng Trọng Thiên, hắn bảo ta tới mang ngươi tiến vào. Lăng Thi Thi gật đầu. Bàn Tử vẻ mặt cổ quái, thật đúng là lúc khó khăn đã có người đến giúp. Hắn vừa nghĩ tới làm thế nào đi Thượng Trọng Thiên, đột nhiên liền xuất hiện một người muội muội của Lăng Phong. Mặc dù dung mạo của Lăng Thi Thi và Lăng Phong rất giống, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Biết rõ ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng ta, cho ngươi xem cái này. Lăng Thi Thi mở bàn tay ra, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm hắc sắc. Ngũ phẩm hắc phong kiếm, Bàn Tử nhìn một cái liền nhận ra, tiếp nhận trường kiếm hắc sắc, trong nháy mắt trong đầu hắn nghĩ đến cảnh năm đó săn giết Độc Nha tiểu đội. Lúc ấy bọn hắn còn rất yếu, bây giờ đều đã trở thành cường giả chiến đế cảnh, trong lòng Bàn Tử không khỏi cảm khái. Không sai, chính là hồn lực khí tức của lão đại. Bàn Tử trực tiếp thu hồi hắc phong kiếm lại, hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại cất giữ một chuôi ngũ phẩm hồn binh đến hiện tại. Lập tức hít sâu một hơi nói, chúng ta đi theo ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền qua hơn 2 ngày, bên ngoài Long Hồn Cốc, nỗi tức giận đang được kiềm chế, tất cả mọi người đang chờ Tiêu Phàm xuất hiện. Bên trong Long Hồn Cốc, trong một tiểu không gian bí cảnh, hai người Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần sắc mặt khó coi đứng ở bên bờ ao, ao nước vốn dĩ đổ đầy Long Hồn Tuyền Lộ. Vậy mà giờ phút này đã thấy đáy. Phải biết là, Long Hồn Tuyền Lộ cho tới bây giờ không ai có thể hấp thu sạch sẽ, đây là lần đầu tiên. Quan trọng nhất là, Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần mới hấp thu không đến 1%, tất cả chỗ còn lại đều là bị một mình Tiêu Phàm hấp thu. Diệp Trường Sinh thấy may mắn là cánh tay trái hắn bị chém giờ đã dài ra, hơn nữa tu vi bất cứ lúc nào cũng có thể tiến một bước, đột phá chiến đế đỉnh phong. Diệp Lâm Trần cũng vậy, khoảng cách đến chiến đế đỉnh phong chỉ còn một bước. Giờ phút này, Tiêu Phàm xếp bằng ở phía dưới ao nước, trên người tách ra từng đạo quang mang màu đỏ và màu xám, quang mang đỏ hừng hực vô cùng, liếc mắt nhìn một cái cũng khiến người ta kinh ngạc run sợ. Rất hiển nhiên, tu la ý chí của Tiêu Phàm đã hoàn toàn ổn định ở tứ trọng. Về phần quang mang màu xám kia chính là bất hủ ý chí, quang mang màu xám chia chia hợp hợp. Ngừng tụ thành một vòng xoáy thái cực đang không ngừng xoay quanh. Chỉ có điều vòng xoáy này không ổn định, vừa vận chuyển một chút liền nổ tung ra. Thử nghiệm rất nhiều lần vẫn không thể thành công. Xem ra, muốn lĩnh ngộ đệ tứ trọng bất hủ ý chí không phải dễ dàng như vậy. Sinh tử chi lực nhất định phải duy trì cân bằng, nhưng điểm cân bằng này ta hiện tại không có cách nào chân chính nắm giữ. Tiêu Phàm thở dài nói. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng có thể thuận tiện đột phá chiến đế cảnh đỉnh phong, nhưng mà hiện tại xem ra muốn đột phá cũng không phải dễ dàng. Bất hủ ý chí so với hắn tưởng tượng còn khó lĩnh ngộ hơn. May mắn là, phệ hồn huyết tàm đã một chân bước vào cửu giai, u linh chiến hồn cũng trưởng thành không ít. Với thực lực hiện tại của ta, nếu như tung hết át chủ bài ra, không biết có thể giết chết chiến thánh sơ kỳ không? Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ. Sau đó chậm rãi mở hai mắt ra,
lại phát hiện Diệp Lâm Trần cùng Diệp Trường Sinh đang nhìn hắn như nhìn quái vật. Hai người các ngươi nhanh như vậy đã không hấp thu long hồn tuyển lộ nữa rồi. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn hai người nói. Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần hai người không nói, nhưng trong lòng đang rỉ máu. Long hồn tuyển lộ này đều bị một mình ngươi hấp thu không còn một mảnh, chúng ta còn hấp thu thế nào? Tiêu Phàm hình như phát hiện long hồn tuyển lộ khô cạn, ngại ngùng gãi đầu một cái, xem như bản thân chưa nói gì. Sau đó ngẩng đầu nhìn chân trời, phát hiện quang môn vẫn chưa xuất hiện, trong lòng lại nói, không biết bên trong hồn giới của bọn Lăng Thiên có đồ vật gì tốt. Đến giờ rồi. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị điều tra xem bên trong hồn giới hắn lấy được ở Nam Vực Đại Bỉ có cái gì, một thanh âm thăm thẳm đột ngột vang lên, ngay lúc đó, nơi xa một quang môn xuất hiện tại hư không. Ba ngày trôi qua nhanh như vậy. Tiêu Phàm khe khẽ thở dài, lách mình bay đi về hướng quang môn. Hắn không biết là có rất nhiều người đang ở bên ngoài chờ hắn. Bên ngoài Long Hồn Cốc, người ngũ đại gia tộc cùng tu sĩ thượng trọng thiên vây nơi đây chật như nêm cối. Tiêu Phàm bọn hắn đang ở trong Long Hồn Cốc, nên chỉ có thể đợi 3 ngày. Thời hạn 3 ngày có vẻ như sắp đến rồi. Chớ nóng vội, ngũ đại gia tộc còn không vội, chúng ta vội cái gì? Đúng vậy, lần này, Tiêu Phàm tai kiếp khó thoát. Ta hiếu kỳ là hắn đến cùng sẽ có kiểu chết thế nào? Đám người nhìn bên trong Long Hồn Cốc, nghị luận không kiêng nể gì cả. Tiêu Phàm mạnh mẽ và cuồng bá sớm đã xâm nhập lòng người. Mặc dù nhiều lần hắn sáng tạo kỳ tích, nhưng mà lần này không một ai xem trọng Tiêu Phàm. Các ngươi nhìn xem, đột nhiên, có người kêu lên sợ hãi. Ông chỉ thấy bên trong Long Hồn Cốc, hư không đột nhiên nhộn nhạo một gợn sóng, sau đó đột ngột xuất hiện một quang môn. Bọn hắn sắp đi ra. Đám người nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm bên trong Long Hồn Cốc, sợ bỏ lỡ cái gì. Hô, bỗng nhiên, hai thân ảnh thoáng hiện từ trong quang môn. Người đầu tiên xuất hiện là Diệp Trường Sinh, thứ hai là Diệp Lâm Trần, hai người nhìn thấy động tĩnh bốn phía, mắt liền trợn tròn. Bóng người đầy trời, vây kín Long Hồn Cốc không kẽ hở, chẳng lẽ không biết nơi này là địa bàn của Chiến Hồn Điện cùng Chiến Thần Điện sao? Hay là, những đại gia tộc này chuẩn bị động thủ với Chiến Hồn Điện cùng Chiến Thần Điện? Diệp Trường Sinh, Diệp Lâm Trần, Tiêu Phàm đâu? Ngữ khí Hoàng Phủ Danh Hiên lạnh như băng nói. Ngươi tìm ta sao? Không đợi Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần mở miệng, lại có một thân ảnh từ trong quang môn bước ra, mặc một bộ áo bào đen đón gió lay động, một mái tóc đen dày đặc bay lên trong gió, ngoài Tiêu Phàm ra còn có thể là ai? Ánh mắt đám người trong nháy mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm, biểu lộ không giống nhau, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thầm than đáng tiếc, cũng có người trầm mặc không nói. Ngũ đại gia tộc vây giết một tu sĩ chiến đế cảnh, kết quả còn phải nghĩ sao? Tiêu Phàm nhìn bóng người lít nha lít nhít bốn phía, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, có mấy cỗ sát khí tập trung vào hắn, khiến hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng làm tim đập nhanh. Đều vì ta mà đến. Trong lòng Tiêu Phàm có cảm giác nặng nề, hắn không nghĩ đến những gia tộc này tới nhanh như vậy, nơi này chính là phạm vi Chiến Hồn Điện, vậy mà bọn hắn dám ở chỗ này dương oai. Tiêu Phàm, cút ra khỏi Long Hồn Cốc. Tiêu Phàm, có bản lĩnh thì đừng trốn ở Long Hồn Cốc. Lăng gia ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Còn có Sở gia ta, dám đả thương thiếu chủ nhà ta, ngươi phải dùng tính mệnh để hoàn lại. Hoàng phủ gia tộc ta cũng vậy, giết thiếu chủ nhà ta, hoàng phủ gia tộc ta nhất định phải thiên đao vạn quả nhà ngươi, lấy thần hồn ngươi để đốt đèn trời. Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện, tu sĩ các đại gia tộc đều la ầm lên, khí thế cuồng bạo quay cuồng bên ngoài Long Hồn Cốc, thiếu chút nữa thì xông đi vào. Sắc mặt Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần lộ ra vẻ kinh dị, không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà dẫn động ngũ đại gia tộc xuất thủ. Tình thế này cơ hồ chắc chắn phải chết, hắn làm sao có thể vượt qua. Thần sắc Tiêu Phàm khá bình tĩnh, trực tiếp tìm tảng đá bên trong sơn cốc ngồi xuống, nhìn hàng vạn tu sĩ phía bên ngoài, cười nhạt nói, ngũ đại gia tộc để ứng phó một chiến đế cảnh nho nhỏ như ta, thật đúng là nhọc lòng. Khiến hắn thở phào là... Ngũ đại gia tộc có vẻ như không dám xông vào sơn cốc này để giết mình, chỉ tạm thời an nguy bản thân chưa đến nỗi nguy hiểm. Yên tĩnh, lúc này, một tiếng quát như sấm vang lên, giống như một tiếng sét quanh quẩn tại hư không, hiện trường ồn ào trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ánh mắt tất cả đám người đều rơi vào trên người Hoàng Phủ Danh Hiên, chỉ thấy Hoàng Phủ Danh Hiên đứng lơ lửng trên không,
quan sát Tiêu Phàm bên trong Long Hồn Cốc, giống như nhìn một con giun dế, lạnh giọng nói, Tiêu Phàm, chẳng lẽ ngươi muốn vĩnh viễn đợi trong Long Hồn Cốc hay sao? Ngươi là đứa nào? Tiêu Phàm nhìn Hoàng Phủ Danh Hiên, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ngươi tự tìm cái chết, dám nói chuyện như thế với gia chủ, Hoàng Phủ gia tộc ta chắc chắn lột da chóc thịt ngươi. Hoàng Phủ Danh Hiên còn chưa mở miệng, một lão già phía sau phẫn nộ quát. À, hóa ra là gia chủ Hoàng Phủ gia tộc, không biết Tiêu Mỗ đắc tội ngươi chỗ nào vậy? Tiêu Phàm cố gắng giúp bản thân duy trì bình tĩnh. May mắn là, sơn cốc này tạm thời coi như an toàn. Ngươi giết con ta, ngươi nói xem ngươi đắc tội ta thế nào. Hoàng Phủ Danh Hiên thiếu chút nữa thì không kìm nén được cảm xúc, vừa nghĩ tới con trai của hắn bị Tiêu Phàm giết chết, liền hận không thể lập tức xông vào Long Hồn Cốc. Con trai của ngươi là Hoàng Phủ Thiên Thần. Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc, Hoàng Phủ gia chủ nói lời ấy sai rồi, Hoàng Phủ Thiên Thần phá vỡ hư không rời khỏi thế giới này, có liên can gì đến ta? Nói năng hàm hồ, mệnh bài con ta đã vỡ, chẳng lẽ còn có thể là giả? Hoàng Phủ Danh Hiên tức giận nói. Mệnh bài vỡ, thì nhất định là hắn chết rồi sao? Tiêu Phàm hỏi lại, phía trên mệnh bài ẩn chứa một sợi hồn lực của tu giả, hồn lực này có thể cảm ứng tinh khí thần tu giả, sau khi không cảm ứng được liền sẽ vỡ vụn, không biết ta nói có gì sai không? Hoàng Phủ Danh Hiên trầm mặc không nói, không biết phản bác như thế nào, đây là nguyên lý chế tác mệnh bài, ai cũng rõ ràng. Lúc này, thanh âm Tiêu Phàm tiếp tục vang lên, ta không nói sai hay đúng. Hoàng Phủ Thiên Thần phá vỡ hư không, rời khỏi thế giới này, mạng hắn bài tất nhiên không cảm ứng được tinh khí thần của hắn, cho nên tất nhiên bị vỡ ra. Hoàng Phủ gia chủ có thể không tin, có điều ngươi có thể hỏi người lúc ấy nhìn thấy ta cùng với Thiên Thần huynh chiến đấu, thần phẩm chiến hồn của Thiên Thần huynh có thể phá vỡ hư không, chắc hẳn có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Tiêu Phàm vừa nói, đến cả cách xưng hô cũng biến đổi, từ Hoàng Phủ Thiên Thần biến thành Thiên Thần huynh. Hoàng Phủ Danh Hiên nghe vậy, phẫn nộ liền tiêu tán không ít. Không sai, Hoàng Phủ Thiên Thần quả thực nắm giữ năng lực phá vỡ hư không. Nơi xa Tô Mạch Hàn trước tiên hét lớn, ngoài ra còn có không ít tu sĩ cũng khe khẽ bàn luận. Những tu sĩ chưa từng thấy qua trận chiến lúc ấy, lại lộ ra vẻ kinh hãi, phá vỡ hư không, con người thực có thể làm được sao? Hoàng Phủ Danh Hiên trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Tiêu Phàm tiếp tục chọc gậy bánh xe, ta cũng không nghĩ tới thực lực Thiên Thần huynh cường đại như thế, trực tiếp đã thông thông đạo kết nối hai thế giới, ta nhìn thấu qua thông đạo thậm chí còn nhìn thấy hình dạng một thế giới khác. Bởi vì lúc ấy có một cỗ lực hút to lớn giữ chặt Thiên Thần huynh, ta muốn kéo cũng không kéo được. Nói đến đây, Tiêu Phàm thở dài một hơi, mặc dù ta không giết Thiên Thần huynh, nhưng mà nói Thiên Thần bị nuốt vào một thế giới khác, nguyên nhân quả thực bắt nguồn từ ta. Cho nên tâm tư Hoàng Phủ gia tộc ta có thể lý giải, bởi vì vị trí hạng nhất này vốn nên thuộc về Thiên Thần huynh. Trái một câu phải một câu Thiên Thần huynh, khiến Hoàng Phủ Danh Hiên đều có chút tin tưởng lời Tiêu Phàm nói. Trên đời này làm sao có thể còn có thế giới khác, người căn bản chính là đang ăn nói bừa bãi. Gia chủ, đừng nghe hắn nói bậy. Những người khác của Hoàng Phủ gia tộc căm tức nhìn Tiêu Phàm. Nhưng mà, Hoàng Phủ Danh Hiên lại trầm mặc không nói. Thậm chí ngay cả mấy gia chủ khác cũng chưa mở miệng, bọn hắn nhìn lẫn nhau một hồi, tâm tư không giống nhau. Cha, tại sao Hoàng Phủ Danh Hiên không nói lời nào? Chẳng lẽ hắn thực sự tin Tiêu Phàm? Nơi xa, Tô Mạch Huyên kinh ngạc nhìn phía xa, trong lòng vô cùng nghi ngờ nói. Tô Cổ Tông hít sâu một hơi, truyền âm cho huynh muội Tô Mạch Huyên, bởi vì ngoài chiến hồn đại lục ra, quả thật có thế giới khác. Cái gì? Huynh muội Tô Mạch Huyên trực tiếp kêu lên sợ hãi, lộ ra thần sắc không thể tin được. Về sau có cơ hội các ngươi sẽ biết, đây cũng không phải là bí mật gì. Tô Cổ Tông lắc lắc đầu nói, trong lòng vừa trầm ngâm, cái khác không nói, Tiêu Phàm đối mặt ngũ đại gia tộc hỏi tội, có thể thấy nguy không loạn đã vô cùng khó. Kẻ này lần này nếu đại nạn không chết, tương lai chiến hồn đại lục tất có một chỗ hắn đứng. Tiêu Phàm nhìn thấy Hoàng Phủ Danh Hiên không nói. Trong lòng cũng ngoài dự liệu, chẳng lẽ hắn thực sự bị ta hù dọa? Hay là hắn tin tưởng lời mình nói? Chẳng lẽ ngoài chiến hồn đại lục, thật sự còn có một thế giới khác? Trong lòng Tiêu Phàm hồ nghi, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới phía dưới U Minh Thâm Giản nhìn thấy ngũ hành phong ấn. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm run một cái, có điều rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh,
trong lòng oán thầm, xem ra chiến hồn đại lục này còn phức tạp hơn so với ta tưởng tượng. Tiêu Phàm, người có dám thề với trời, con ta không chết. Hồi lâu, Hoàng Phủ Danh Hiên nói ra một câu. Đương nhiên, Tiêu Phàm lập tức liền chuẩn bị thề với trời, tu giả vốn là nghịch thiên nhi hành, hơn nữa hắn là Tu La Điện Chủ, nên chẳng tin cái gì lời thề. Chỉ là chưa đợi Tiêu Phàm mở miệng, đột nhiên lại có một thanh âm vang lên. Thiên thần hiền chất có bị ngươi giết chết hay không thì tạm thời để ở một bên, con ta bị ngươi chặt hai chân, ngươi lại muốn từ chối thế nào? Chỉ thấy gia chủ Sở gia Sở Tam Sinh mở miệng nói. Ngươi lại là ai vậy? Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra. Gia chủ Sở gia Sở Tam Sinh. Sở Tam Sinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mặc dù không dám xông vào Long Hồn Cốc, nhưng khí thế trên người hắn sớm đã bao phủ Tiêu Phàm, đáng tiếc Tiêu Phàm cũng bất vi sở động. Thế nào, chẳng lẽ sinh tử thiên thần huynh liền không quan trọng bằng con trai của ngươi hay sao? Hoàng phủ gia chủ lo lắng cho an nguy của con trai thì có gì sai? Khi nào đến lượt ngươi nói chuyện linh tinh, trên người Tiêu Phàm sát ý tràn ngập, đối mặt gia chủ Sở gia, hắn cũng không ăn nói nhẹ nhàng. Sở gia dù sao hắn cũng sẽ giết tận, hiện tại có đắc tội hay không thì cũng thế. Về phần Hoàng phủ gia tộc, mặc dù Tiêu Phàm giết Hoàng phủ thiên thần, nhưng mà tạm thời cũng không muốn đối địch với Hoàng phủ gia tộc. Ngươi, sắc mặt Sở Tam Sinh âm trầm, cách đó không xa Hoàng phủ Danh Hiên sắc mặt không tốt, hiển nhiên lời nói của Tiêu Phàm đặt trọng tâm vào hắn. Ngươi cái gì ngươi, Sở Nhãn Nam con trai của ngươi chính là bị ta gây thương tích, vậy ngươi muốn thế nào? Vòng thứ ba Nam vực đại bỉ, mặc dù không thể giết người, nhưng mà bị thương là không thể tránh được. Sở ra ngươi chẳng lẽ còn muốn phá vỡ quy củ chiến hồn điện hay sao? Ngữ khí Tiêu Phàm ngày càng khó nghe. Quy củ chiến hồn điện tất nhiên phải tuân thủ, nhưng ngươi không nên tâm địa ngoan độc như thế. Sở Tam Sinh đâu nghĩ đến miệng lưỡi Tiêu Phàm lợi hại như vậy, trong lúc nhất thời không biết nói gì, hồi lâu mới nói ra một câu. Tâm địa ngoan độc, trong thi đấu sử dụng độc dược, người gian trá âm hiểm như thế, nói thật, nếu như vòng thi đấu thứ ba có thể giết người, ta sẽ không chỉ là chặt hai chân con trai ngươi, ta sẽ trực tiếp lấy mạng hắn. Tiêu Phàm sát ý ngày càng lạnh, quanh thân kiếm khí tung hoành. Lời này hắn phát ra từ nội tâm, nếu như có thể giết người, Sở Nhãn Nam đã không biết chết bao nhiêu lần. Sắc mặt Sở Tam Sinh âm trầm tới cực điểm, toàn thân hơi run rẩy, từng ấy năm tới nay, hắn còn chưa bao giờ tức giận với một tên tiểu bối như thế. Lúc ấy có rất nhiều người nhìn thấy, Chỉ Thu Tuyết bị con trai của ngươi dùng độc ăn mòn không còn một mảnh, nếu như ta không phải luyện dược sư, bây giờ còn có thể đứng đây nói chuyện cùng ngươi sao? Ta không giết hắn, chỉ là chặt hai chân hắn, miễn cho hắn đi khắp nơi hại người, lại có gì sai? Ngươi không biết cách dạy con, còn dám tới đây tìm ta gây phiền phức, đòi đánh đòi giết. Nếu như ta là ngươi, đoán chừng đã sớm tìm khối đậu hũ đâm vào đó tự tử. Đâu dám ở nơi này mất mặt xấu hổ. Tiêu Phàm nói như bắn liên thanh, khiến Sở Tam Sinh không có chút lực nào phản bác, câu nói sau cùng, càng khiến Sở Tam Sinh tức giận mặt đỏ tới mang tai, kém chút phun ra một ngụm máu. Đám người tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn đều nghĩ đến, Tiêu Phàm lại không coi ai ra gì như vật, đến Sở Tam Sinh cũng dám mắng, hắn chán sống rồi sao? Có điều, lúc bọn hắn nghe được lời Tiêu Phàm nói, cũng không khỏi nhíu mày. Nếu như đổi lại bọn hắn, lại có dám chặt hai chân Sở Nhãn Nam hay không? Đoán chừng phần lớn người mặc dù có đủ thực lực, cũng sẽ không dám làm thế, tối đa cũng chỉ đánh bại Sở Nhãn Nam mà thôi. Nơi xa, Tô Cổ Tông thấy cảnh này, trong lòng sớm đã bồn chồn, Tiêu Phàm này, thật đúng là không đơn giản, hai đại gia tộc liền bị hắn bãi bình như thế, đoán chừng Sở Tam Sinh đã hận không thể lập tức rời đi, lại không có mặt mũi giết Tiêu Phàm. Quả nhiên, Sở Tam Sinh nơi xa hất áo bào lên, lạnh rên một tiếng nói, hừ, chữa cho con ta xong, ta sẽ để hắn tự tìm ngươi báo thù. Dứt lời, Sở Tam Sinh mang theo người Sở gia giận dữ rời đi. Nhớ kỹ lần sau trước khi đến tìm cái chết thì viết di thư trước đi, ta sẽ không thủ hạ lưu tình nữa đâu. Tiêu Phàm nhìn qua bóng lưng Sở Tam Sinh, mặt coi thường nói. Người Sở gia liền đi như vậy, còn chưa bắt đầu đánh. Sở gia liền bị miệng Tiêu Phàm đánh bại, đây là điều chẳng ai ngờ tới. Tiêu Phàm, Lăng Thiên con ta chết như thế nào? Đột nhiên, thanh âm Lăng Thừa Đạo lạnh lùng phá vỡ yên tĩnh. Tiêu Phàm được hạng nhất,
hắn muốn quang minh chính đại giết Tiêu Phàm đoán chừng hơi khó. Nhưng mà, nếu như Lăng Thiên bị Tiêu Phàm giết chết, dù phải liều cái mạng này, hắn cũng sẽ diệt Tiêu Phàm. Con trai của ngươi chết như thế nào thì liên quan rắm gì tới ta? Có phải trong thiên hạ có con chó con mèo nào chết, cũng phải tới hỏi Tiêu Mỗ ta? Tiêu Phàm cau mày một cái, vô cùng khó chịu nói. Con chó con mèo, Tiêu Phàm vậy mà nói Lăng Thiên là chó mèo. Đám người vẻ mặt kinh ngạc, tiểu tử này không phải cố ý chọc giận Lăng Thừa Đạo chứ, chẳng lẽ hắn không đặt Lăng gia vào mắt? Những người khác dù muốn giết con ta, đoán chừng cũng không làm được, cũng chưa chắc dám làm. Ngoài ngươi ra còn ai, ai có thể giết hắn? Lăng Thừa Đạo sát khí trùng thiên. Lăng gia chủ đang khen ta sao? Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói, nể tình ngươi khen ta, ta ngược lại có thể nói cho ngươi biết con trai ngươi chết như thế nào. Lăng Thừa Đạo cau mày, những người khác cũng nín thở ngưng thần, cẩn trọng lắng nghe, sợ bỏ lỡ cái gì. Sắc mặt Tiêu Phàm rất bình tĩnh, tình cảnh này hắn đã sớm quen thuộc, ánh mắt hắn tìm gì trong đám người, hồi lâu, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào một trên một thân ảnh. Cái hướng kia, chính là hướng vị trí Giang Thiên Vân cùng Giang U Nguyệt, hai người nhìn thấy ánh mắt Tiêu Phàm nhìn về phía mình, trong lòng nhấc lên một cỗ bất an nồng đậm. Ta nhớ, lúc ấy Lăng Thiên hình như là cùng Giang U Nguyệt mang người đến đánh. Phải rồi, Giang U Nguyệt dẫn người có vẻ như đều là cái gì mà người dự tuyển chiến thần điện, từng người đều là tu vi chiến đế đỉnh phong. Lúc đầu ta tưởng là bọn họ đến giết ta, nhưng ta bị dọa cho phát sợ. Không nghĩ tới về sau bọn hắn vậy mà tự giết lẫn nhau. Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh nói ra. Ngươi nói xàm, nơi xa, Giang U Nguyệt phẫn nộ gào thét, Lăng Thiên phế tu vi của ta, ta làm sao có thể giết chết được hắn. Lời này vừa nói ra, ánh mắt đám người không hẹn mà cùng rơi vào trên người Giang U Nguyệt, bên trong ánh mắt đều là vẻ cổ quái Giang U Nguyệt đúng không, có vẻ như ta không hề nói ngươi giết chết Lăng Thiên, làm sao ngươi chưa gì đã thừa nhận. Tiêu Phàm nhún nhún vai, bộ dáng vô tội. Cùng lúc đó, trên người Lăng Thừa Đạo bộc phát ra sát khí đáng sợ, từng bước một đi về hướng mấy người Giang Thiên Vân. Lăng Thừa Đạo, cho dù là con ta giết Lăng Thiên, nhưng Lăng Thiên cũng phế con ta, khiến hắn sống không bằng chết, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Sắc mặt Giang Thiên Vân đại biến, người của bọn hắn ở đây đều không phải đối thủ của Lăng Thừa Đạo. Vậy hắn càng đáng chết. Lăng Thừa Đạo giờ phút này lửa giận xen lẫn, đâu để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp đánh thẳng hướng cha con Giang Thiên Vân. Liền đánh rồi, nơi xa, đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hoàn toàn bị chiêu này của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Vốn dĩ ngũ đại gia tộc vây giết Tiêu Phàm, lại bị hắn gặp chiêu phá chiêu, từng chút phá giải, bây giờ chỉ còn lại hai đại gia tộc. Hai đại gia tộc này, lại phát sinh chuyện gì đây? Tiêu Phàm cũng ngoài dự liệu. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Lăng Thừa Đạo sẽ không tin tưởng, hắn đã chuẩn bị kỹ một lý do thoái thác, không nghĩ tới Lăng Thừa Đạo vậy mà trực tiếp khai chiến. Giang Thiên Vân, nếu ngươi dám giết con ta, Giang gia ta cùng Lăng gia ngươi không chết không thôi. Thanh âm Giang Thiên Vân gào thét vang vọng trời cao. Không chết không thôi, đã sớm không chết không thôi rồi, Giang U Nguyệt ta nhất định phải giết. Lăng Thừa Đạo căn bản khó chơi, Lăng Thiên đã chết. Hắn đâu còn kiêng dè nhiều như vậy. Tốc độ của hắn rất nhanh, lách mình liền xuất hiện ở trước người Giang U Nguyệt, một tay bấm cổ Giang U Nguyệt, tùy ý bóp, trong mắt Giang U Nguyệt đều là vẻ hoảng sợ. Oanh một tiếng nổ vang, đầu Giang U Nguyệt trực tiếp nổ tung, hóa thành từng trận huyết vụ tràn ngập hư không. Lăng Thừa Đạo, lão phu giết ngươi. Giang Thiên Vân chu lên, giống như con sói đói nhào lên, hắn rốt cuộc cũng có cảm giác nhi tử bị giết là như thế nào. Hừ, Lăng Thừa Đạo lạnh rên một tiếng, hắn chính là chiến thánh cảnh, há lại e ngại chiến đế cảnh đỉnh phong như Giang Thiên Vân này. Dù hắn đã một bước tiến vào chiến thánh cảnh, nhưng đạt tới cấp độ như bọn hắn, chênh lệch giữa hai người vẫn rất lớn. Một trường cương hỏa diễm đánh vào ngực Giang Thiên Vân, máu tươi trong miệng Giang Thiên Vân cuồng phún, lục phủ ngũ tạng vỡ vụn, thân thể bay ngược như đạn pháo ra. Lăng Thừa Đạo vẫn không dự định buông tha hắn. Nếu như đã xuất thủ, vậy phải chém tận giết tuyệt. Có điều, khi hắn xuất hiện ở trên không chỗ Giang Thiên Vân trước khi rơi đập xuống đất, lông mày lại nhíu lại, trong bụi bặm phía dưới đã không thấy bóng dáng Giang Thiên Vân đâu nữa. Chạy, Lăng Thừa Đạo mắt lộ vẻ hung ác, liếc nhìn bốn phía, lại không thấy bóng dáng Giang Thiên Vân, dám giết con ta,
vậy để Giang gia ngươi đền mạng. Lăng Thừa Đạo hoàn toàn không phát hiện ra, trước đó Giang Thiên Vân tâm tình phẫn nộ khi biết được Lăng Thiên phế Giang U Nguyệt, lúc ấy hắn còn khuyên ngăn Giang Thiên Vân. Nhưng mà hiện tại, hắn hận Giang Thiên Vân càng sâu, hận không thể lập tức giết sạch cả nhà Giang gia. Tiêu Phàm, nợ giữa ngươi và ta, sau này sẽ lại tính với ngươi. Lăng Thừa Đạo lạnh lùng quét Tiêu Phàm một cái, liền mang người Lăng gia bắn nhanh đi về nơi xa. So với thủ Tiêu Phàm giết Lăng Băng Điệp, Lăng Thừa Đạo càng hận Giang U Nguyệt giết Lăng Thiên hơn, dù sao, Lăng Thiên thế nhưng là gia chủ Lăng gia tương lai. Hơn nữa, còn Ngô gia cùng Công Tôn gia tộc đối phó Tiêu Phàm, Lăng Thừa Đạo tin tưởng, Tiêu Phàm vẫn sẽ phải chết. Nhìn thấy người Lăng gia biến mất, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi, lần nữa nhìn về phía người Ngô gia cùng Công Tôn gia tộc. Trong đám người cách vị trí Giang Thiên Vân trước đó không xa, Diệp Phong nhìn chăm chú phương hướng Giang Thiên Vân chạy trốn, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, Giang gia thực lực có như vậy. Thật đúng là rác rưởi. Giang gia còn không phải là đối thủ Lăng gia, vậy thì sao có thể hơn được Diệp gia chứ? Sư tôn, bây giờ chúng ta làm thế nào? Hàn Nhạc Thiên nheo mắt, liếc nhìn đám người, lúc này mới phát hiện, có vẻ như không có ai có thể gây phiền phức cho Diệp gia. Chờ một chút trước đã. Sắc mặt Diệp Phong âm trầm, nếu cứ như vậy rời đi, hắn tuyệt đối sẽ không cam lòng. Chính như Diệp Thệ Thủy nói, dù hắn muốn hãm hại vị trí chi nhánh Diệp gia của Diệp Thệ Thủy cũng không được, dù sao hắn ở Diệp gia cũng chỉ là một trưởng lão chi nhánh bình thường mà thôi. Ưu thế duy nhất chính là, hắn là đến từ bản bộ chiến hồn điện, địa vị không thấp hơn Diệp Thệ Thủy bao nhiêu. Bọn hắn không biết là, Vân Lạc Thần ngay cách bọn hắn không xa, lời bọn hắn nói hắn nghe được nhất thanh nhị sở, trong lòng không khỏi trầm ngâm, xem ra, bọn hắn không phải chống đối Tiêu Phàm, mà là chống đối Diệp gia. Lúc này, thanh âm gia chủ Công Tôn gia tộc Công Tôn Ngạn lại vang lên, Tiêu Phàm, con ta có phải bị ngươi giết chết hay không? Là ta giết. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Công Tôn Ngạn trợn mắt nhìn, hắn vốn cho là Tiêu Phàm còn sẽ tranh luận một hồi, không nghĩ tới hắn trực tiếp thừa nhận. Chẳng lẽ Tiêu Phàm hắn có tự tin đối mặt với Công Tôn gia tộc ta hay sao? Công Tôn gia tộc ta coi như trước đó đắc tội ngươi, nhưng về sau rốt cuộc không hề làm khó ngươi. Ngươi thật đúng là ác độc, bị nhân liền thay thế nhân diệt trừ hạng người hung tàn này như ngươi. Công Tôn Ngạn phẫn nộ tới cực điểm. Là Độc Cô Trường Phong nói cho ngươi biết, ta giết Công Tôn Dạ phải không? Vậy phải chăng hắn cũng nói cho ngươi biết, Công Tôn Dạ cùng người Độc Cô gia tộc cùng vây giết huynh đệ ta? Ngữ khí Tiêu Phàm vô cùng bình thản, hồn lực khí tức trên người Công Tôn Ngạn này mặc dù cường đại, nhưng còn chưa tới cấp độ Tiêu Phàm phải kiêng dè. Công Tôn Ngạn nhất thời không biết nói gì, Tiêu Phàm lại từng bước một đi ra ngoài Long Hồn Cốc, lạnh giọng nói, người giết huynh đệ ta, nếu bây giờ bảo ta giết hắn lần nữa, ta cũng không chút do dự. Đám người nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm lại thay đổi mấy phần, những tu sĩ châm chọc khiêu khích đối với Tiêu Phàm, thậm chí cười trên nỗi đau của người khác, tất cả đều trở nên nghiêm nghị. Nói đi cũng phải nói lại, người Tiêu Phàm giết chết đều là người chủ động đi trêu chọc hắn. Hắn cũng không tàn nhẫn cùng bá đạo như trong tưởng tượng. Đúng vậy, bất luận là Công Tôn Dạ, hay là Sở Nhãn Nam, hoặc là gia chủ Ngô gia, đều là bọn hắn chủ động đi trêu chọc Tiêu Phàm, đều cho là Tiêu Phàm dễ bị khi dễ, cho nên mới bị Tiêu Phàm phản sát. Nghe nói trên người Tiêu Phàm có một cửu giai khôi lỗi thú, không biết có thể tránh thoát một kiếp này được không, dù sao Công Tôn gia chủ và lão tổ Ngô gia đều là chiến thánh cảnh. Hãy chờ xem. Có lẽ Tiêu Phàm sẽ sáng tạo kỳ tích thì sao? Đám người xì xào bàn tán, ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở trên người Tiêu Phàm nơi xa, rất nhiều người đều có thay đổi cái nhìn đối với Tiêu Phàm. Những ngày qua, Tiêu Phàm mặc dù tại Vô Song Thánh Thành gây ra những động tĩnh lớn, nhưng mà không có chút ngoài dự liệu nào, đều là người khác chủ động tìm đến Tiêu Phàm gây phiền phức, điều này căn bản không mắc mớ gì đến Tiêu Phàm, hắn chỉ là bị động mà thôi. Giờ phút này, Tiêu Phàm đã đi ra khỏi Long Hồn Cốc, lạnh lùng nhìn Công Tôn Dạ nói, ta ở đây, muốn báo thù thì tranh thủ thời gian đi. Công Tôn Ngạn cau mày, hắn biết trên người Tiêu Phàm có một cửu giai khôi lỗi thú cửu u ma hổ, chỉ dựa vào một mình hắn thì khó mà chiếm thượng phong, lại càng không cần phải nói giết chết Tiêu Phàm. Công Tôn gia chủ, khôi lỗi thú cửu u ma hổ kia giao cho ta, ngươi mau chóng giết chết Tiêu Phàm, để tránh đêm dài lắm mộng. Lúc này,
lão tổ Ngô gia đột nhiên đi đến trước mặt Công Tôn Ngạn. Được, trên mặt Công Tôn Ngạn hiện lên một nụ cười, chỉ cần giải quyết cửu U Ma Hổ, hắn có 10 phần nắm chắc giết chết Tiêu Phàm. Vừa dứt lời, hai người liếc nhau, liền phóng đi về phía trên không Long Hồn Cốc, bọn hắn sợ ở chỗ này chiến đấu lan đến gần Long Hồn Cốc. Đến lúc đó đắc tội chiến thần điện, vậy coi như ăn không được lại phải ôm hận đi. Tiêu Phàm, đừng trách chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ, lấy cửu giai khôi lỗi thú kia của ngươi ra đi, bằng không ngươi sẽ chết rất nhanh. Phía trên không trung, Công Tôn Ngạn lạnh giọng nói, lần này, sư tôn huyết lâu lâu chủ của ngươi cũng không cứu được ngươi. Ngươi nói cái gì? Tiêu Phàm căm tức nhìn Công Tôn Ngạn, trong lòng có dự cảm không tốt, chẳng lẽ huyết lâu đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Ta nói, sư tôn của ngươi huyết lâu lâu chủ đã chết, không có ai có thể cứu ngươi. Công Tôn Ngạn cười gằn nói, yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy ngươi sư tôn trên đường xuống suối vàng. Giống ngửa mặt lên gào thét một tiếng vang vọng đất trời, một cỗ khí thức vô cùng cuồng bạo từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, ngay lúc đó, khí thế của hắn cũng không ngừng tăng lên. Giận, ánh mắt Công Tôn Ngạn đạm nhiên, chỉ cần Tiêu Phàm dám xông lên, hắn có tự tin lấy được mạng Tiêu Phàm. Chết đi, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, sát ý đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra, xông thẳng đến Công Tôn Ngạn. Công Tôn Ngạn nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, trong mắt lóe lên một tia cười, người đã vội vã chịu chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Bỗng nhiên, khí thế Công Tôn Ngạn đại biến, quanh thân cuồng phong gào thét, ngưng tụ thành một vòng xoáy siêu cấp bao phủ mấy ngàn trượng, bên trong vòng xoáy Tiêu Phàm chỉ cảm giác bản thân như là giọt nước trong biển cả, hoàn toàn không tìm thấy phương hướng. Thánh vực, Công Tôn Ngạn lại là chiến thánh cảnh, trước đó hắn vẫn chỉ là chiến đế đỉnh phong mà, còn phải nghĩ sao, nhất định là đột phá, nội tình Công Tôn gia tộc lúc đầu không kém, cộng thêm chiến hồn hắn là cửu phẩm, đột phá chiến thánh cũng hợp tình lý. Lần này Tiêu Phàm quá xúc động, nếu như chỉ là chiến đế đỉnh phong, với cảnh giới bây giờ của hắn, tất nhiên không sợ Công Tôn Ngạn, nhưng mà bây giờ hoàn toàn khác. Đúng vậy, chiến đế đỉnh phong cùng chiến thánh cảnh sơ kỳ, mặc dù nhìn qua chỉ là chênh lệch một tiểu cảnh giới, nhưng cũng là một cái hào rộng bằng trời, không thể vượt qua. Đoán chừng một chiêu là có thể miểu sát Tiêu Phàm. Tất cả đám người đều bị khí tức phát ra trên người Công Tôn Ngạn chấn kinh. Ai cũng không ngờ tới hắn lại là cường giả chiến thánh cảnh. Chiến thánh cảnh rõ ràng khác biệt với chiến đế cảnh. Chiến thánh cảnh có thể trưởng khống thiên địa chi lực, uy lực rộng lớn vô cùng. Đương nhiên, khác biệt lớn nhất với chiến đế cảnh là thiên địa chi lực mà chiến thánh cảnh lĩnh ngộ có thể ngưng tụ thành một mảnh lĩnh vực. Mảnh lĩnh vực này từ hình thành thiên địa chi lực gọi là thánh vực, bên trong thánh vực, chiến thánh là nhất. Nếu như cùng là chiến thánh cảnh còn tốt, lực lượng thánh vực có thể triệt tiêu lẫn nhau cùng khắc chế, nhưng mà chiến đế cảnh muốn đột phá áp chế của thánh vực, vậy thì cơ hồ không có khả năng. Người như vậy có lẽ tồn tại, nhưng mọi người đều không cho rằng Tiêu Phàm là một người trong số đó. Phong linh, giết, Công Tôn Ngạn khẽ quát một tiếng, đưa tay vung lên, trong vòng xoáy phong lực rộng lớn ngưng tụ thành vô số sinh linh, quấn giết tới Tiêu Phàm. Trong vòng xoáy phong lực rộng lớn đó, thân ảnh Tiêu Phàm quá nhỏ bé, hoàn toàn có thể bị bỏ qua. Mối thù Ngô gia ta, cuối cùng cũng báo được. Ngoại giới, lão tổ Ngô gia đang đối kháng cửu U Ma Hổ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó ánh mắt rơi vào trên người cửu U Ma Hổ, nếu như có thể khống chế khôi lỗi thú này, thực lực Ngô gia ta tất nhiên tăng lên không ít. Nghĩ vậy, ánh mắt lão tổ Ngô gia thu hồi lại từ trên người Tiêu Phàm cùng Công Tôn Ngạn, toàn bộ rơi vào phía trên cửu U Ma Hổ. Hắn sở dĩ đồng ý chủ động ngăn cửu U Ma Hổ lại, chính là do có chủ ý này. Bên trong vòng xoáy phong lực siêu cấp, Tiêu Phàm bị vô số sinh linh gió vây giết, công kích sắc bén chạm quanh người hắn, cũng liền bị một đạo kiếm văn huyền diệu ngăn cản lại. Đột phá hồn điêu sư cấp truyền kỳ, Tiêu Phàm lĩnh ngộ đối với kiếm văn sớm đã vượt qua lúc trước nhiều, cho dù chiến thánh sơ kỳ thánh vực cũng không làm gì được hắn. Nhìn thấy một màn này, Công Tôn Ngạn nơi xa thần sắc cứng đờ, hắn vốn cho là Tiêu Phàm chỉ có thể bị hắn nghiền ép, đâu nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà nắm giữ thực lực ngăn cản thiên địa chi lực. Tu sĩ bên ngoài thấy cảnh này cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng bọn hắn rung động mãnh liệt, chẳng lẽ Tiêu Phàm có thể vượt qua cái hào rộng thiên địa này hay sao? Tiêu Phàm không phải đến chiến thánh cảnh cũng có thể chém giết chứ? Nơi xa, Tô Mạch Hàn kinh ngạc nói,
nếu là người khác hắn sẽ không tin, nhưng mà Tiêu Phàm, hắn đã vô cùng quen thuộc. Xem ra, cả Hoàng Phủ Thiên Thần cùng Diệp Trường Sinh đều không thăm dò ra ranh giới chân chính cuối cùng của hắn. Thần sắc Tô Mạch Huyên cực kỳ không bình tĩnh, lại hỏi cha, bây giờ hắn là tu vi gì? Chiến đế hậu kỳ, Tô Cổ Tông nhìn nơi xa, ai cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Hắn chỉ biết, lần trước do Tô Mạch Hàn liên tục thỉnh cầu, lúc hắn từ trong tay Lăng Thừa Đạo cứu Tiêu Phàm ra, Tiêu Phàm vẫn chỉ là chiến đế sơ kỳ. Nhưng mà hiện tại, mới ngắn ngủi qua một tháng, Tiêu Phàm vậy mà đột phá đến chiến đế cảnh hậu kỳ. Thực lực hắn còn có thể cùng chiến thánh sơ kỳ chiến một trận, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Cổ Tông cũng sẽ không tin. Lúc này, Tô Cổ Tông hít sâu một hơi nhìn Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn, truyền âm nói, bất luận như thế nào, Tô gia ta đều phải bảo hộ Tiêu Phàm, ta có cảm giác, Tô gia ta có thể chân chính quật khởi hay không, điểm mấu chốt nằm chính trên người Tiêu Phàm. Cha, trước đó không phải người nói, Tô gia ta nếu mạo hiểm cứu Tiêu Phàm thì có thể dẫn tới nguy cơ bị diệt tộc, như vậy không đáng sao? Tô Mạch Hàn nghi ngờ nói, hắn mặc dù muốn cứu Tiêu Phàm, nhưng mà không muốn để cho Tô gia gặp phải tai họa ngập đầu. Chỉ cần tỉ muội các ngươi sống sót, Tô gia ta liền bất diệt. Con người Tô Cổ Tông vô cùng kiên định. Bên trong vòng xoáy phong lực, Công Tôn Ngạn không ngừng dùng thiên địa chi phong công kích Tiêu Phàm, nhưng bất hủ kiếm giới của Tiêu Phàm lại vững chắc không dễ phá. Theo thời gian đưa đẩy, tốc độ Tiêu Phàm càng lúc càng nhanh, khoảng cách so với Công Tôn Ngạn cũng ngày càng gần. Muốn chính diện đối địch với ta sao? Như vậy ngươi sẽ càng chóng chết mà thôi. Công Tôn Ngạn híp hai mắt, tốc độ phát triển của Tiêu Phàm khiến hắn cảm nhận được một loại đáng sợ. Nếu như lần này còn không giết chết Tiêu Phàm, đoán chừng muốn giết hắn sẽ rất khó, đến lúc đó người không may chính là Công Tôn gia tộc hắn. Thân hình lấp lóe, Công Tôn Ngạn hiện ra sau lưng Tiêu Phàm, một cỗ chi khí âm lãnh đáng sợ trên người điên cuồng đập ra, đưa tay một chưởng đánh về phía sau lưng Tiêu Phàm. Chi khí âm lãnh kia khiến Tiêu Phàm không khỏi lạnh run, cảm giác thần hồn như đông kết lại, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, đến cả chiến hồn vừa triệu hồi ra cũng cảm nhận được một cỗ lực áp bách vô cùng đáng sợ, căn bản là không cách nào động đậy được. Toái hồn trưởng, đôi mắt Tiêu Phàm ngưng tụ, trưởng cương này hắn cũng đã biết, nhưng mà còn xa mới tinh sâu được như Công Tôn Ngạn. Oanh, xích diễm vân giao chiến hồn nổ tung, hóa thành hồn lực cuồn cuộn tiêu tán trong gió. Trong miệng Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt bay ra mấy chục trượng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Công Tôn Ngạn. Cũng có chút kiến thức, đáng tiếc, người hôm nay chắc chắn phải chết. Người cũng đừng hòng để tất cả người bên ngoài có thể nhìn thấy. Công Tôn Ngạn tà tà cười một tiếng. À, người xác định, Tiêu Phàm liếm liếm máu tươi khóe miệng, trong mắt hiện ra một tia cười tà. Ta xác định, ta tất nhiên xác định. Thực lực chiến thánh cảnh, người có thể giải sao? Công Tôn Ngạn lạnh lùng nhìn chăm chú Tiêu Phàm, khóe miệng hiện ra vẻ dữ tợn, dám giết con ta, người phải chết. Phải rồi, cháu trai ta cũng là người giết chết. Công Tôn gia tộc ta tại Đại Ly Đế Triều nhiều năm, cũng bị ngươi làm xáo trộn, người nói người có đáng chết không? Cháu trai ngươi, Nam Cung Thiên Giật sao? Thần sắc Tiêu Phàm bình tĩnh. Cười nói, Công Tôn gia tộc ngươi không phải nói có thể quyết định sinh tử Nam Cung gia tộc sao? Xem ra cũng không hơn gì cái này, hơn nữa, ta với Công Tôn gia tộc ngươi lại có không ít thù oán. Lúc này ngươi còn cười được, Công Tôn Ngạn cau mày nhìn Tiêu Phàm nói. Ta không cười, chẳng lẽ muốn ta khóc sao? Một lúc nữa người khóc có khả năng là ngươi đó. Tiêu Phàm mỉm cười, vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên biến mất tại chỗ, tựa như dung nhập vào trong vòng xoáy. Công Tôn Ngạn kinh ngạc nhìn bốn phía, lại không phát hiện ra bóng dáng Tiêu Phàm. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Phốc, một đạo lợi mang xé rách vòng xoáy phong lực, kéo ra quang mang thật dài chạm ở phía sau Công Tôn Ngạn, tóe lên vô số máu tươi. Công Tôn Ngạn cấp tốc xuyên đi về phía trước, điều động lực lượng phong chi thánh vực đánh phía Tiêu Phàm. Nhưng mà, không đợi hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm lại xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lại là một kích đánh bay hắn. Công Tôn Ngạn căn bản không thấy rõ thân ảnh Tiêu Phàm. Không thể nào, người làm sao có thể mạnh như vậy? Ta là chiến thánh, Công Tôn Ngạn cấp tốc chạy trốn, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, ra sức chu lên. Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn chằm chằm Công Tôn Dạ nơi xa nói,
chiến thánh cảnh sơ kỳ mà thôi, giỏi lắm sao? Thực lực ta ngươi biết được bao nhiêu chứ? Dứt lời, lần nữa như là cuồng phong, xẹt qua vòng xoáy phong lực, xuất hiện ở bên người Công Tôn Ngạn. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên một hồi trong vòng xoáy phong lực, Công Tôn Ngạn máu me khắp người, đầu tóc rối bời, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Miệng hắn mở lớn thở phì phò, kinh hãi nhìn một thân ảnh lơ lửng phía xa, người kia chính là Tiêu Phàm, chỉ là so với trước đó có điểm khác biệt, phía sau hắn mọc ra một đôi cánh to lớn huyết sắc, hơn nữa toàn thân bùng cháy lên hỏa diễm kim sắc vô tận. Tu La Thần Dực, vậy mà ngươi nắm giữ Tu La Thần Dực, khó trách có thể không để vào mắt địa bàn phong lực của ta. Công Tôn Ngạn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đột nhiên, con người hắn bỗng nhiên co rụt lại, ngón tay run rẩy chỉ Tiêu Phàm nói, ngươi là điện chủ Tu La Điện. Ngươi nói xem, Tiêu Phàm lưu lại một thanh âm lạnh lùng, lần nữa đập ra, hiện tại có địa bàn phong lực ngăn trở người bên ngoài quan sát, Tiêu Phàm đã không kiêng kỵ chút nào nữa. Hắn không chỉ thi triển ra Tu La Thần Dực cùng bất diệt kim thân, còn thiêu đốt lên cả Tu La huyết mạch, thậm chí còn điều động lực lượng vô tận chiến hồn. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn sử dụng lực lượng tỏa hồn châu, chỉ là tỏa hồn châu không cách nào làm gì chiến thánh cảnh, dù sao chiến hồn chiến thánh cảnh đã hòa làm một thể cùng huyết mạch. Dù vậy, ngoài Tu La chiến hồn ra, đây cơ hồ đã là toàn bộ lực lượng của Tiêu Phàm. Giờ khắc này, Tiêu Phàm cảm giác lực lượng bản thân đạt tới một cấp độ đáng sợ, dù đối mặt với Công Tôn Ngạn, hắn cũng có thể xem thường, thậm chí hoàn toàn có thể không để vào mắt. Cũng khó trách lúc Công Tôn Ngạn biết Tiêu Phàm là điện chủ Tu La Điện lại sợ hãi như vậy, bởi vì điện chủ Tu La Điện vốn đại diện cho giết chóc và cường đại. Công Tôn gia tộc thân là thế gia ngàn năm, càng biết rõ điện chủ Tu La Điện đáng sợ thế nào, dù Tiêu Phàm chỉ là chiến đế hậu kỳ, hắn cũng không tự tin chiến thắng Tiêu Phàm, thậm chí ngay cả dũng khí cùng Tiêu Phàm đối chiến cũng không có. Phốc, Tu La Thần Dực xẹt qua cánh tay trái Công Tôn Ngạn, máu tươi bay vụt hư không, sau đó bị cuồng phong thổi tan, biến mất không còn một mảnh. Giờ phút này thực lực Tiêu Phàm quá cường đại, đừng nói Công Tôn Ngạn chỉ vừa mới đột phá chiến thánh cảnh, dù là hắn sớm chìm đắm nhiều năm ở chiến thánh cảnh tiền kỳ, Tiêu Phàm cũng tự tin có thể giết hắn. Công Tôn Ngạn đau đến nhe răng trợn mắt, không ngừng kéo giãn khoảng cách với Tiêu Phàm, ở phía xa hét lớn, Tiêu Phàm, ân oán của ngươi cùng Công Tôn gia tộc ta như vậy là kết thúc, thế nào? Ta nhất định cũng sẽ không bại lộ thân phận ngươi, bại lộ thân phận ta. Thân phận ta là huyết lâu người, không phải là do ngươi bại lộ ra sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, nếu như đã thể hiện ra toàn bộ thực lực, Tiêu Phàm cũng không có ý định buông tha hắn. Hơn nữa, hắn cũng không tin tính cách của Công Tôn Ngạn, một khi thả hắn, sau này người hắn phải đối phó, đoán chừng không chỉ là một mình Công Tôn Ngạn. Mà là người chiến hồn điện cùng chiến thần điện, Tiêu Phàm còn không cuồng vọng đến mức cùng hai điện này chiến đấu. Ta nói bậy mà thôi, ngươi đừng để ở trong lòng. Công Tôn Ngạn không chút do dự nói, huống chi, hiện tại ngươi cũng chưa chắc giết chết được ta, một khi ta thu hồi thánh vực, thân ngươi phận sẽ bại lộ. Ngươi đây là đang uy hiếp ta, Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, con ngươi lạnh lẽo vô tình. Không phải, ta chỉ là nói sự thật, bại lộ thân phận huyết lâu của ngươi cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà, ngươi nếu bại lộ thân phận điện chủ Tu La Điện, ngươi biết rõ cái gì đang chờ đợi ngươi đó. Công Tôn Ngạn đầu lúc lắc như trống. Hắn cũng không dám uy hiếp Tiêu Phàm, điện chủ Tu La Điện là thù dai nhất, ai đắc tội thì đó là kẻ bất hạnh, điểm này hắn rất rõ ràng. Phải không, Tiêu Phàm đôi mắt ngưng tụ, Tu La kiếm thoáng hiện, huyết khí tung hoành, sát khí trùng thiên, trước người hắn, đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí. Kiếm khí đáng sợ hóa thành lưới kiếm quấn tứ phương, bao phủ tới hướng Công Tôn Ngạn, phong nhận chạm tại phía trên lưới kiếm, vậy mà phát ra từng đợt thanh âm bén nhọn. Tiêu Phàm, người đừng ép người quá đáng, cùng lắm thì cả hai cùng chết. Nhìn thấy Tiêu Phàm bất phi sở động, Công Tôn Ngạn cũng sợ hãi, chuẩn bị liều mạng cùng Tiêu Phàm. Người tư cách gì cùng chết với ta? Tiêu Phàm mặt coi thường, ngàn vạn kiếm khí hét lên giận dữ, thời khắc kiếm khí vũ động, tại hư không phát họa từng dấu vết quỷ dị. Nếu như chỉ là kiếm khí bình thường, tất nhiên không ngăn cản nổi áp chế thánh vực, mỗi một kiếm của Tiêu Phàm, đều là kiếm văn biến thành, đột phá hồn điêu sư cấp truyền kỳ, tạo nghệ hồn văn của Tiêu Phàm đã đạt tới một cấp độ khủng bố. Giết, Công Tôn Ngạn cũng phát cuồng,
vòng xoáy phong lực điên cuồng gào thét, hóa thành từng con cự long cuồng phong nhào về phía lưới kiếm vô tận kia, mà bản thân hắn lại bay đi về phía xa. Hắn mặc dù rất muốn thu hồi thánh vực, nhưng mà lại sợ Tiêu Phàm đánh lén, không có cảm giác thánh vực, với tốc độ Tiêu Phàm, muốn giết hắn nhất định dễ như trở bàn tay. Tiêu Phàm, người sẽ chết rất thảm. Trong quá trình lui ra phía sau, Công Tôn Ngạn cười lạnh. Điện chủ Tu La Điện mặc dù cường đại, nhưng mà một khi hiện thế, tất nhiên sẽ bị Chiến Hồn Điện cùng Chiến Thần Điện vây công. Trong mắt một đám thế gia ngàn năm, đây sớm đã không phải bí mật gì. Ta chết hay không, người cũng đều không nhìn thấy. Đột nhiên, một thanh âm thăm thẳm vang lên, bên trong hư không, bỗng toát ra một vệt lãnh quang, trực tiếp đâm vào phía sau lưng Công Tôn Ngạn, lạnh đến thấu tim, trực tiếp xuyên thủng hồn hải. Ai, trong miệng Công Tôn Ngạn phun ra mấy ngụm máu tươi, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau, con người bỗng nhiên co rụt lại, Tiêu Phàm. Không thể nào, có cái gì mà không thể. Lại một thanh âm vang lên, lại là ở phía trước Công Tôn Ngạn, một thân ảnh đi ra, vẫn là Tiêu Phàm. Cũng khó trách Công Tôn Ngạn không tin, vậy mà xuất hiện hai Tiêu Phàm, hơn nữa, có khí tức phát ra trên người một Tiêu Phàm khiến hắn đều hãi hùng khiếp vía. Quan trọng nhất là, hắn căn bản không biết Tiêu Phàm này xuất hiện lúc nào, đến thánh vực đều không bắt được thân ảnh Tiêu Phàm, đến tận khi một kiếm đâm vào trong ngực Công Tôn Ngạn, hắn mới quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Phàm này tồn tại. Chiến thánh, vậy mà ngươi đột phá chiến thánh cảnh, Công Tôn Ngạn sợ hãi. Điện chủ Tu La Điện đột phá chiến thánh cảnh đáng sợ đến cỡ nào, hắn khó mà đánh giá. Nhưng mà, Công Tôn Ngạn hiểu rõ, nếu ai dám đắc tội Tiêu Phàm, tất nhiên sẽ máu chảy thành sông. Ngươi trước đó nói huyết lâu thế nào rồi, nói đi, cho ngươi một cái chết thoải mái. Tiêu Phàm không trả lời Công Tôn Ngạn, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo. Ngươi hứa không đối phó với Công Tôn gia tộc, ta sẽ nói toàn bộ cho ngươi biết. Công Tôn Ngạn hít sâu một hơi nói, không có bất kỳ ý tứ phản kháng gì. Ngươi còn có tư cách nói điều kiện với ta sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, Công Tôn Ngạn không nói, bên ngoài cũng có rất nhiều người biết. Được, ta nói cho ngươi biết, Công Tôn Ngạn cũng rất rõ đạo lý này, đâu còn dám nói điều kiện với Tiêu Phàm. Sau đó đem toàn bộ những chuyện phát sinh trong một tháng qua nói với Tiêu Phàm một lần, hai mắt Tiêu Phàm đỏ bừng vô cùng. Sát khí ngày càng đậm hơn. Hay cho một Diêm La phủ, dám diệt huyết lâu ta, Tiêu Phàm ta thề, rồi sẽ có một ngày, nhất định phải giết sạch Diêm La phủ. Tiêu Phàm hung quang chợt hiện, nhưng khiến Công Tôn Ngạn bị dọa không nhẹ. Sư tôn ta thế nào? Tiêu Phàm lại hỏi. Ta không biết, huyết lâu bị công phá, cụ thể như thế nào, ai cũng không rõ. Công Tôn Ngạn lắc lắc đầu nói. Vậy giữ lại ngươi cũng không còn tác dụng nữa. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, một Tiêu Phàm khác đưa tay vung lên, thân thể Công Tôn Ngạn trực tiếp từ phân thành hai nữa, hai mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Đến chết, hắn cũng không nghĩ đến bản thân đường đường là chiến thánh cảnh lại chết ở chỗ này. Tiêu Phàm nhìn thi thể Công Tôn Ngạn, thần sắc vô cùng lạnh lùng, Tu La thần dực cùng vô tận chiến hồn trong nháy mắt biến mất, tất cả sát ý đều thu lại, hoàn toàn không giống bộ dáng vừa mới giết người. Ngay lúc đó, một Tiêu Phàm khác cũng biến mất trong hư không. Ngươi không biết tình hình huyết lâu, ta nghĩ sẽ có người biết rõ. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong đầu hiện lên một thân ảnh, người kia chính là Lôi Hạo. Công Tôn Ngạn chết, vòng xoáy phong lực siêu cấp bốn phía đột nhiên biến mất, lập tức lộ ra tất cả bên trong. Tê sau một khắc, thanh âm toàn trường hít vào ngụm khí lạnh vang lên, tất cả ánh mắt mọi người đều rơi vào Tiêu Phàm cùng thi thể Công Tôn Ngạn. Công Tôn Ngạn chết, hắn là chiến thánh mà. Đám người lộ ra vẻ không thể tin được. Tiêu Phàm là một tu sĩ chiến đế cảnh, vậy mà chém giết chiến thánh cảnh Công Tôn Ngạn, chẳng lẽ hắn ẩn giấu tu vi hay sao? Trong lúc nhất thời, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, ai cũng không tin tưởng kết quả này, thế nhưng thi thể Công Tôn Ngạn vừa bày ở trước mắt, nói cho bọn hắn biết đây là sự thực. Phía trên không trung, lão tổ Ngô gia nhìn thấy cảnh này, mí mắt cuồng loạn. Một trường đẩy lui cửu U Ma Hổ liền thối lui về phương xa. Nếu ngươi dám trốn, ta hủy diệt Ngô gia. Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra một câu, nhất là bốn chữ phía sau, Tiêu Phàm cơ hồ nói ra từng chữ một, ngữ khí âm vang hữu lực. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi Tiêu Phàm ta là cái gì. Lão tổ Ngô gia vội vàng ngừng bước,
nếu như người khác nói ra lời này, hắn tất nhiên chẳng thèm ngó tới, giết sạch cả nhà, người bình thường không dám làm ra chuyện này. Nhưng hắn biết rõ, Tiêu Phàm khẳng định dám, hắn là người Huyết Lâu, hơn nữa còn là đồ đệ lâu chủ Huyết Lâu. Hắn giết người như là chém rau chặt dưa, lần trước hắn chẳng phải giết đến vạn người sao? Ngươi muốn thế nào? Lão tổ Ngô gia trên mặt âm trầm, chẳng biết tại sao, mặc dù trên người Tiêu Phàm không có bất kỳ sát ý gì, nhưng hắn cảm giác toàn thân rét run. Tự chặt một tay, cút đi. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lạnh giọng nói. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, yên tĩnh như ve mùa đông, cho dù là Hoàng Phủ Danh Hiên cũng kinh hãi không hiểu, Tiêu Phàm giờ phút này, giống hệt sát thần giáng thế, quá mức đáng sợ, đến chiến thánh cảnh như hắn cũng không dám mở miệng. Sắc mặt lão tổ Ngô gia như bị kim đâm, ta thật chẳng lẽ phải tự chặt một tay rồi xéo đi sao? Bản thân dù sao cũng đường đường là chiến thánh cảnh, Tiêu Phàm chỉ là một tu sĩ chiến đế cảnh mà thôi, bị một chiến đế cảnh uy hiếp tự chặt một tay, còn không dám hoàn thủ, bản thân về sau làm sao còn mặt mũi ở Vô Song Thánh Thành lăn lộn đây. Một khi làm như thế, đoán chừng Ngô gia đều sẽ trở thành trò cười của Vô Song Thánh Thành. Nếu không chặt, với tính cách của Tiêu Phàm, đoán chừng cái gì cũng có thể làm. Hơn nữa, Tiêu Phàm vốn là người Huyết Lâu, đến lúc đó kẻ chết chính là Ngô gia. Lão tổ Ngô gia trong lòng vô cùng dầu dĩ, dư quang hắn vừa lúc đảo qua thi thể Công Tôn Ngạn nơi xa, còn có cửu U Ma Hổ từ không trung nhìn xuống. Ngô gia chỉ có hắn là chiến thánh cảnh, nếu bản thân trốn, cửu U Ma Hổ liền có thể tùy tiện diệt Ngô gia. Tại Vô Song Thánh Thành, chỉ cần không ai chạm tới lợi ích bản thân, bọn hắn đều sẽ không dễ dàng nhúng tay, coi như Tiêu Phàm diệt Ngô gia, cũng không ai thèm để ý tới. Nghĩ vậy, lão tổ Ngô gia kiên quyết, bàn tay hóa đao, chém tới về hư không. Phốc, một đạo máu tươi bay vụt hư không, con người tất cả mọi người đều mãnh liệt run rẩy một cái. Khiến bọn hắn kinh hãi là, lão tổ Ngô gia thực sự chém rụng một cánh tay của mình. Chẳng lẽ Tiêu Phàm thực sự đáng sợ như vậy sao? Đến chiến thánh cảnh cũng không dám tranh phong cùng hắn. Đám người nơi xa, Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vòng nóng bỏng, kẻ này được đấy, bức chiến thánh cảnh tự chặt một tay, thật đúng là quá bá đạo. Nếu ta thu hắn làm đồ đệ, tương lai có lẽ có thể làm việc cho ta. Sư tôn muốn nhận hắn làm đồ, là phúc khí của hắn nhất định sẽ đồng ý. Hàn Nhạc Thiên vội vàng cười nói, không quên nịnh nọt một câu. Chỉ có Tần Vũ trầm mặc không nói, tựa như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn. Tiêu Phàm, người hài lòng rồi chứ? Lão tổ Ngô gia bưng lấy cánh tay mình, mặt mũi dữ tợn nhìn Tiêu Phàm. Để lại một câu nói, liền chuẩn bị quay người rời đi, tự chặt một tay rất đau đớn, dù là chiến thánh cảnh cũng không dễ chịu. Ta để ngươi đi sao? Đột nhiên, thanh âm Tiêu Phàm tiếp tục vang lên, cửu U Ma Hổ đạp không mà tới. Bay tới hướng về vị trí Tiêu Phàm. Ngươi còn muốn như thế nào? Lão tổ Ngô gia đỏ cả hai mắt, thiếu chút nữa thì phát cuồng. Để cánh tay lại, sau đó xéo đi. Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Tiêu Phàm, ngươi đừng có được đằng chân lại lân đằng đầu. Ngô gia lão giả vô cùng phẫn nộ, hiện tại cánh tay hắn tìm một luyện dược sư còn có cơ hội chữa được. Một khi để cánh tay lại, chỉ cần không thể đột phá chiến thần cảnh. Hoặc là không đạt được khả năng thần phẩm linh dược nắm giữ bạch cốt sinh nhục, tay cụt của hắn đời này vĩnh viễn cũng không phục hồi được như cũ. Ta chính là được đằng chân lân đằng đầu đấy, thế nào? Ngữ khí Tiêu Phàm ngày càng lạnh, sát ý nở rộ, lúc ngươi tìm ta để báo thù, liền phải nghĩ đến hậu quả đắc tội ta. Hừ, lão tổ Ngô gia lạnh rên một tiếng, vứt cánh tay gãy xuống, giận dữ quay người rời đi. Giống Tiêu Phàm thò ra một ngón tay. Cánh tay lão tổ Ngô gia đột nhiên nổ tung. Cùng lúc đó, cửu U Ma Hổ trong nháy mắt phóng lên tận trời, ngăn lại đường đi lão tổ Ngô gia. Tiêu Phàm, người dám nói lời không giữ lời. Lão tổ Ngô gia chuẩn bị liều mạng. Nếu như Tiêu Phàm muốn giết hắn, hắn cũng sẽ cùng Tiêu Phàm liều mạng. Ta bảo ngươi lăn đi, ngươi không nghe thấy sao? Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, sát ý quanh thân lấp lóe. Tiêu Phàm này không phải là muốn để lão tổ Ngô gia thực sự lăn đi chứ? Nhìn tính cách tùy tiện của Tiêu Phàm, thật là có khả năng này. Tiêu Phàm thật đúng là quá bá đạo, lão tổ Ngô gia cũng thật sự là biết nhẫn nhịn, nếu là ta, đã sớm đại chiến một trận rồi tính.
đại chiến một trận, hắn dựa vào cái gì mà đại chiến một trận, Công Tôn Ngạn không phải đều chết à, lão tổ Ngô gia chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Công Tôn Ngạn hay sao? Huống chi bây giờ còn có một cửu giai cửu u ma hổ. Đám người tất cả đều bị lời nói của Tiêu Phàm chấn kinh, để một cường giả chiến thánh cảnh lăn, Tiêu Phàm hắn thật sự dám. Khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là, lão tổ Ngô gia lại thực sự ghé vào hư không, lăn đi về nơi xa, bộ dáng kia vô cùng buồn cười, rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, tựa như làm một chuyện không có ý nghĩa. Với thực lực bây giờ của hắn, tu vi bản thân đã không sợ chiến thánh tiền kỳ, lại cộng thêm một vài át chủ bài của hắn, muốn giết lão tổ cũng không phải quá khó. Còn ai muốn ứng phó Tiêu Phàm ta không? Hôm nay tất cả ta đều tiếp nhận, có điều các ngươi cần phải cân nhắc kỹ hậu quả. Còn người Tiêu Phàm lạnh lẽo liếc nhìn bốn phía, nhất thời không ai dám mở miệng. Ngươi tên Tiêu Phàm đúng không? Ngươi có nguyện bái ta làm sư phụ không? Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, lại thấy một lão già lăng không xuất hiện cách Tiêu Phàm mấy chục trượng, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Tiêu Phàm. Lão già chính là Diệp Phong, hắn giống như đang đợi Tiêu Phàm chủ động bái hắn. Tiêu Phàm nhìn Diệp Phong như nhìn thằng ngốc, quay người liền chuẩn bị rời đi. Tiểu tử ngươi quá không biết điều, sư tôn nguyện ý nhận ngươi làm đồ, đó chính là phúc khí của ngươi, còn không đến dập đầu bái sư tôn. Hàn Nhạc Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm muốn rời đi, lập tức phẫn nộ quát. Dập đầu, Tiêu Phàm đời này, cho tới bây giờ còn chưa dập đầu ai, nam tử hán đại trượng phu, lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, dù là bác lão cùng túy ông hắn còn chưa từng quỳ lạy, há lại quỳ lạy một người xa lạ. Còn ngây ra làm gì, còn chưa lăn tới đây cho sư tôn. Hàn Nhạc Thiên thấy Tiêu Phàm hờ hững lạnh lẽo, lập tức phẫn nộ. Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lùng quét Hàn Nhạc Thiên một cái, như là nhìn một người chết, phẫn nộ quát. Tiểu tử, ngươi dám nói chuyện như thế với ta? Hàn Nhạc Thiên sát khí nặng nề nhìn Tiêu Phàm, từ khi bái Diệp Phong làm sư đến nay, không ai dám cùng hắn nói chuyện như thế. Nhất là ở Vô Song Thánh Thành nho nhỏ này, một tu sĩ chiến đế cảnh vậy mà giận dữ mắng mỏ hắn như thế, hắn càng phẫn nộ không thôi. Ta bảo ngươi cút, không nghe thấy sao? Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, vẫn là câu nói với lão tổ Ngô gia kia. Đột nhiên rơi xuống một người muốn thu hắn làm đồ, còn muốn hắn quỳ lạy, thật là khó hiểu, chẳng lẽ ai cũng có thể sư tôn làm sư tôn của Tiêu Phàm hắn sao? Huống chi, dù là trước mặt bác lão cùng túy ông hắn cũng chưa từng quỳ lạy, há lại quỳ lạy một người xa lạ. Coi như này lão đầu có thực lực làm sư tôn hắn, Tiêu Phàm cũng sẽ chỉ khịt mũi coi thường, một lời không hợp liền muốn hắn quỳ lạy bái sư tôn, căn bản không xứng làm sư tôn hắn, bởi vì ở trước mặt, đồ đệ của hắn cũng chỉ là nô tài mà thôi. Tự tìm cái chết, Hàn Nhạc Thiên lên cơn giận dữ, tất cả phẫn nộ chuyển hóa thành sát ý, đánh tới hướng Tiêu Phàm. Nếu không cút, vậy thì chết đi. Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, dạng người tự cho là đúng này hắn thấy quá nhiều. Giờ phút này hắn cũng đang giận dữ ở trên đầu, có người dám đụng tới hắn, hắn tất nhiên sẽ không khách khí. Tu La kiếm phóng ra huyết mang chói mắt, bao phủ lấy Hàn Nhạc Thiên, tốc độ nhanh vô cùng, nhanh đến mức Hàn Nhạc Thiên căn bản không phản ứng kịp. Dừng tay, Diệp Phong quát to một tiếng, đưa tay chộp tới về hướng Hàn Nhạc Thiên. Nhưng mà lúc này, một bóng roi hắc sắc gào thét mà tới, tốc độ nhanh vô cùng. Oanh, sắc mặt Diệp Phong đại biến, bàn tay hóa thành trưởng chụp về phía bóng roi màu đen kia, hồn lực ba động đáng sợ chấn động ra, Diệp Phong bị bóng roi kia quất bay mấy chục trượng, khó khăn lắm mới ổn định thân hình, cánh tay hắn run rẩy không thôi. Bên cạnh Tiêu Phàm, một cửu u ma hổ to lớn đang ngồi xổm, lạnh như băng nhìn Diệp Phong. A nột tiếng hét thảm truyền ra. Huyết sắc kiếm khí chậm rãi biến mất, thân thể Hàn Nhạc Thiên lộ ra, tại mi tâm hắn hiển hiện một vết máu. Ngươi, Hàn Nhạc Thiên giơ cánh tay lên, kinh hãi chỉ Tiêu Phàm nói, chỉ là vừa mới phun ra một chữ, mi tâm hắn liền phun ra máu tươi cao mấy trượng. Hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng nhìn Tiêu Phàm, đều là kinh hoàng cùng không cam lòng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân vậy mà sẽ ngã quỵ ở chỗ này. Ta thế nhưng là người chiến hồn điện, làm sao có thể chết ở nam vực nho nhỏ. Ngay sau đó, thân thể Hàn Nhạc Thiên phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, trên người xuất hiện vô số kiếm khí, xé nát thi thể hắn, chỉ lưu lại một vũng máu trên mặt đất.
ồn ào. Tiêu Phàm nhìn vũng máu kia, lạnh như băng phun ra hai chữ. Hỗn xược, người dám giết đồ nhi của lão hủ. Diệp Phong ở phía xa phẫn nộ gầm thét, hắn mang theo Hàn Nhạc Thiên tới đây, muốn làm thông gia cùng Diệp gia, bây giờ lại bị người khác trực tiếp làm thịt. Người nói thêm một chữ nữa, có tin đến cả người ta cũng làm thịt hay không? Tiêu Phàm trợn mắt nhìn qua, lạnh lùng chờ Diệp Phong. Trong lòng Diệp Phong run một cái, quả thực là một chữ cũng nghẹn họng không nói ra, nhìn qua ánh mắt kia của Tiêu Phàm, hắn cảm giác được một cỗ khí thế vô cùng đáng sợ. Ánh mắt kia, lạnh lẽo vô tình, tràn ngập giết chóc, đến chiến thánh cảnh như hắn đều sợ hãi. Vừa rồi cảnh Tiêu Phàm chém giết chiến thánh cảnh còn rõ mồn một trước mắt, Diệp Phong nào dám đắc tội sát thần Tiêu Phàm này. Nhất là bên người Tiêu Phàm còn có một cửu giai hồn thú, muốn giết Diệp Phong hắn cũng không phải là quá chuyện quá khó, dù sao hắn cũng chỉ là chiến thánh cảnh sơ kỳ mà thôi. Tu sĩ vây xem tất cả đều bị khí thế Tiêu Phàm chấn nhiếp, vốn dĩ bọn hắn tới đây, là muốn xem Tiêu Phàm chết như thế nào, đâu nghĩ đến lại là kết quả dạng này. Nguy cơ ngũ đại gia tộc vây giết lại bị hắn giải quyết dễ dàng, bản thân hắn lại không có chút hề hấn gì, còn diệt cả gia chủ Công Tôn gia tộc Công Tôn Ngạn. Hơn nữa, lão tổ Ngô gia còn tự phế một cánh tay giận dữ rời đi, dũng khí cùng Tiêu Phàm tranh phong cũng không có. Hoàng phủ Danh Hiên cau mày một cái, trong lúc nhất thời hắn không quyết định chắc chắn được, nhưng không phải sợ Tiêu Phàm, mà là hắn không có cớ ra tay với Tiêu Phàm. Hắn luôn cảm giác, về sau Hoàng phủ gia tộc sẽ xuất hiện nguy cơ rất lớn, hơn nữa nguy cơ này sẽ có quan hệ cùng Tiêu Phàm. Rốt cuộc là giết hay không giết? Nội tâm Hoàng phủ Danh Hiên vô cùng dầu dĩ, thần sắc lấp lóe không yên. Nơi xa bên trong một ngõ ngách, Lôi Cô Vân cùng Lôi Cửu sắc mặt cũng khó coi vô cùng, vốn cho là không cần Lôi ra tiếp tục xuất thủ, Tiêu Phàm cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Phàm đến cả nguy cơ thế này đều có thể yên ổn vượt qua, hơn nữa, Tiêu Phàm trưởng thành vượt qua bọn hắn dự kiến. Nếu như Tiêu Phàm chỉ là thiên phú bát phẩm chiến hồn thì cũng thôi, cả đời cũng chỉ có thể dừng bước tại chiến đế đỉnh phong, đối Lôi ra căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, hơn nữa còn là song sinh chiến hồn, một khi trưởng thành, Lôi ra rất có thể gặp xui xẻo. Không được. Người này trưởng thành khiến cho ta có cảm giác hãi hùng khiếp vía, hắn nhất định phải chết. Chỗ sâu đáy mắt Lôi Cô Vân lóe qua một vòng tinh quang, sau đó nhìn về phía Lôi Cửu nói, đại trưởng lão, khởi động loại thủ đoạn thứ ba. Gia chủ, con người Lôi Cửu khẽ run lên, muốn ngăn cản, nhưng mà Lôi Cô Vân căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội phản bác nào. Tiêu Phàm còn sống liền đại diện cho Diêm La Phủ ra tay thất bại. Hiện tại hắn vẫn chỉ là chiến đế hậu kỳ, nếu để cho hắn tiếp tục đột phá, khả năng chính là ngày chết của Lôi gia ta. Con người Lôi Cô Vân kiên định tới cực điểm. Cha, người chuẩn bị dùng Lôi Chi Ảnh Vệ à? Lôi Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc. Lôi Chi Ảnh Vệ, hiện tại Lôi Chi Ảnh Vệ sợ là không giết được hắn. Lôi Cô Vân mị mị hai mắt, sau đó nhìn về phía Lôi Cửu nói, đại trưởng lão, việc này nhất định phải làm kín không kẽ hở, bằng không. Lôi ra sẽ gặp họa. Yên tâm, lão phu nắm chắc điểm này. Lôi Cửu trịnh trọng gật gật đầu, tinh quang trong mắt lóe lên một cái, liền biến mất tại chỗ. Lôi Hạo không tiếp tục hỏi thăm, có điều hắn biết rõ, việc này chỉ sợ không đơn giản chỉ là Lôi Chi Ảnh Vệ xuất thủ. Chính như Lôi Cô Vân nói, với thực lực bây giờ của Tiêu Phàm, Lôi Chi Ảnh Vệ đã khó mà làm gì được hắn. Nếu Tiêu Phàm điên lên, Lôi Chi Ảnh Vệ rất có thể không còn một mống. Tiêu Phàm tất nhiên không biết, Lôi gia vẫn không hề từ bỏ, luôn nghĩ trăm phương ngàn kế ứng phó hắn. Hắn tâm thần đảo qua tu sĩ toàn trường, phát hiện rất nhiều người cũng không dám nhìn thẳng hắn, Tiêu Phàm không khỏi lộ ra một tia thất vọng, nhiều người như vậy muốn hắn chết, nhưng mà không một ai dám đứng ra. Rất nhiều người chuẩn bị rời đi, hôm nay chú định là Tiêu Phàm sẽ không chết, ở lại chỗ này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Các vị, khó có cơ hội tề tụ đông đủ thế này, Diệp Mỗ có chuyện muốn tuyên bố với mọi người. Đột nhiên, một thanh âm hùng hậu vang vọng hư không, thanh âm không lớn, nhưng mỗi người đều nghe rõ nhất thanh nhị sở. Đám người ngừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào, Diệp Thệ Thủy đã xuất hiện ở không trung. Ánh mắt Diệp Thệ Thủy liếc nhìn toàn trường, dừng lại nhiều hơn một chút trên người Tiêu Phàm,
lại nói, chắc hẳn các vị đã đoán được, không sai, chính là chuyện tiểu nữ tỷ võ chiêu thân. Ba ngày sau tại Diệp Phủ diễn võ tràng dựng lôi đài, phàm là thanh niên tài tuấn chưa đến 25 tuổi, đều có thể báo danh tham gia. Tỷ võ chiêu thân, tâm tư đám người lập tức lại trở nên vui vẻ, nếu như có thể trở thành con rể Diệp gia, vậy về sau còn cần u sầu gì nữa. Đừng nói những tu sĩ bình thường, dù là các đại thế gia cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Diệp Phong trước đó bị Tiêu Phàm trấn nhiếp, nghe được lời này, thần sắc trở nên lạnh lẽo đến cực điểm, hay cho một Diệp Thệ Thủy, lão hủ ta tự mình đề cập chuyện với ngươi, ngươi không đáp ứng, bây giờ lại làm một cái tỷ võ chiêu thân, ngươi đang cố ý đánh vào mặt lão hủ sao? Nghĩ vậy, sắc mặt Diệp Phong âm trầm tới cực điểm. Sư tôn yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng, đến lúc đó, ta nhất định lấy được đệ nhất, đem nữ nhi hắn về nhà chồng, rồi hảo hảo tra tấn nàng. Nhìn thấy Diệp Phong sắc mặt khó coi, Tần Vũ một mực không nói chuyện đột nhiên lạnh giọng nói. Tốt, vi sư tin tưởng ngươi. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, hài lòng gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, trầm ngâm nói, đến thời điểm thầy trò chúng ta nhất định sẽ chơi chết con gái hắn, để Diệp Thệ Thủy hối hận cả đời. Tần Vũ mị mị hai mắt, trong mắt đều là vẻ hung ác, cùng Hàn Nhạc Thiên so sánh, hắn không biết nói chuyện nhưng đùa nghịch hung ác đến Hàn Nhạc Thiên đều phải kiêng kỵ. Những người khác không có âm hiểm như thế, bọn hắn đều đang nghĩ như thế nào mới có thể thắng được cuối cùng, trở thành con rể Diệp gia. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn chờ đợi một ngày này chung quy đã đến, thời khắc khẩn trương trong lòng càng nhiều lo lắng. Bây giờ lại qua một tháng, không biết tiểu ma nữ hiện tại như thế nào, mặc dù Tiêu Phàm bây giờ đã biết rõ biện pháp thức tỉnh hồn tộc nhưng trong lòng vẫn không có yên. Tiểu ma nữ, chờ ta. Bất quá, vừa nghĩ tới có thể mang theo tiểu ma nữ rời đi, Tiêu Phàm liền kích động, hắn hít sâu một cái cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Chỉ là hắn cảm giác việc này cũng không thuận lợi như vậy, trong lòng có một loại bất an mãnh liệt. Còn có ba ngày cuối cùng, trước báo danh rồi nói, quay lại đi tìm hiểu sự tình huyết lâu. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm quyết định, trừ an nguy tiểu ma nữ, Tiêu Phàm bây giờ rất lo lắng Túy Ông cùng sự tình huyết lâu. Vừa nghĩ tới trước khi Nam vực đại bỉ lô chiến nói chuyện cùng hắn, thần sắc Tiêu Phàm liền vô cùng ngưng trọng. Muốn báo danh, đến bên này đăng ký. Thanh âm Diệp Thệ Thủy tiếp tục vang lên, đem suy nghĩ Tiêu Phàm thu lại. Nơi xa sớm có không ít tu sĩ sắp xếp mấy hàng dài, Tiêu Phàm tùy ý lựa chọn một loạt đi qua, những người khác nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, tất cả đều bị dọa đến vội vàng nhường ra một con đường. Bọn hắn đã từng gặp qua hung uy Tiêu Phàm. Sớm đã coi Tiêu Phàm là cấm kỵ, không có mấy người dám theo Tiêu Phàm tranh phong. Tiêu Phàm một mặt bất đắc dĩ, người trước mặt đều tự động nhường ra cho hắn một con đường, rất nhanh liền đến phiên hắn đăng ký tên, liền quay người rời đi. Tiêu Phàm vậy mà cũng tham gia luận võ chọn rể. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, những người khác mới dám thấp giọng nghị luận. Tiêu Phàm đã trở về xa, lúc bên ngoài Long Hồn Cốc Tiêu Phàm được Lôi Hạo nhắc nhở, trong lòng hơi trầm xuống một cái. Lôi ra không định để Lôi Chi Ảnh Vệ ứng phó ta. Chẳng lẽ còn có thứ lợi hại hơn so với Lôi Chi Ảnh Vệ? Trong lòng Tiêu Phàm hồ nghi, lại khiến cho bản thân tỉnh táo. Cỗ bất an trong lòng hắn rất có thể chính là Lôi ra, Tiêu Phàm may mắn là hắn cũng không có giết Lôi Hạo, sớm có được một chút tin tức. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm đã đi tới bên ngoài Diệp Phủ, đứng lơ lửng trên không quan sát chỗ sâu Diệp Phủ, thật sâu nhìn chỗ xa một cái. Đưa tay lấy ra một khối đá, tiện tay vũ động ở giữa, thạch đầu liền biến thành một con thất thải hồ điệp, nhìn thất thải hồ điệp trước mắt, chậm chạp nói, tiểu ma nữ, kiên trì ba ngày sau ta sẽ thắng được tỷ võ chiêu thân, quang minh chính đại mang ngươi rời đi. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền buông thất thải hồ điệp trong tay, con bướm phe phẩy cánh hướng về chỗ sâu Diệp Phủ bay đi, hướng kia chính là vị trí tiểu viện tiểu ma nữ. Giờ phút này, tiểu ma nữ đang đứng bên trong tiểu viện, một bộ váy trắng phiêu nhiên rơi xuống đất dường như muốn theo gió quay về, con người thu thủy như si như say nhìn chằm chằm ong mật cùng hoa trong bụi. Nam vực đại bỉ cũng sớm kết thúc, ta tin tưởng ba hạng đầu đối với ngươi khẳng định không khó. Tiểu ma nữ tự lẩm bẩm, trên mặt hiện lên vẻ hạnh phúc. Vừa nghĩ tới nam nhân bản thân thích đang vì cùng nàng cùng một chỗ mà nỗ lực chiến đấu, nàng liền từ trong đáy lòng ngọt ngào cười ra. Đột nhiên,
một con thất thải hồ điệp phiêu nhiên bay về phía nàng, tại nàng quanh thân vần quanh, tiểu ma nữ duỗi tay, thất thải hồ điệp tựa như nhân tính hóa lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay nàng. Con bướm thật xinh đẹp. Tiểu ma nữ cười một tiếng, tựa như thiên địa đều ảm đạm phai mở phía dưới nụ cười này, người không phải do số lưu manh phái tới nhìn ta chứ. Thất thải hồ điệp lóe cánh, nhân tính hóa gật đầu, tiểu ma nữ càng kỳ lạ không thôi, trên mặt càng cười vui hơn trước đó. Lại nói Tiêu Phàm đã rời khỏi Diệp Phủ, bất quá thất thải hồ điệp chứng kiến tất cả đều rõ ràng in vào trong đầu, nhìn thấy tiểu ma nữ không việc gì, lo lắng trong lòng Tiêu Phàm cũng tạm thời biến mất. Trước tìm Lão Tam, Tiểu Ngũ và Sở Phiền bọn hắn rồi nói. Con người Tiêu Phàm sắc bén quan sát Hạ Trọng Thiên, sau đó hóa thành một vệt sáng hướng xuống dưới. Ngay lúc hắn rời đi mấy tức, tại chỗ lại xuất hiện một đạo bóng người không phải người khác mà là Diệp Phong, hắn một mực theo đuôi Tiêu Phàm mà đến. Dám hù dọa Lão Hủ liền để ngươi sống không bằng chết. Diệp Phong trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Vừa nghĩ tới trước đó bị một chiến đế cảnh nho nhỏ hù dọa, hắn liền hận Tiêu Phàm thấu xương. Thực lực và thủ đoạn Tiêu Phàm mặc dù quỷ dị nhưng vô luận như thế nào đều là một chiến đế cảnh, nếu như đánh lén mà nói, Diệp Phong có 10 thành nắm chắc giết hắn. Một cái lắc mình, Diệp Phong biến mất tại chỗ, hiển nhiên là dọc theo phương hướng Tiêu Phàm rời đi truy theo. Tiêu Phàm tự nhiên không biết phía sau có một cường giả chiến thánh cảnh theo đuôi hắn. Đi tới tiểu viện hắn cùng với quan tiểu thất ước định lại phát hiện sớm đã không gặp bóng dáng quan tiểu thất bọn hắn. Người đâu, lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, cái mũi run run mấy lần, phệ hồn huyết tàm bên trong hồn hải hơi hơi rung động, Tiêu Phàm chậm chạp nói, là khí tức hồn lực Lão Tam và tiểu thất, khí tức đã thập phần mờ nhạt, có lẽ đã rời khỏi hơn 2 ngày. Xin hỏi ngài là Tiêu Phàm sao? Đột nhiên ở ngoài viện đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, nhìn ăn mặc. Hẳn là trưởng quỹ khách sạn. Chuyện gì? Tiêu Phàm đáp một câu. Bằng hữu ngài đã rời đi, nói qua mấy ngày trở lại, để ngài không phải lo lắng, nếu như không có việc gì, tại hạ liền cáo từ. Trưởng quỹ cười nói, không đợi Tiêu Phàm phản ứng đã không thấy tăm hơi. Rời đi, Tiêu Phàm cau mày, trong lòng một trận hồ nghi, Tiểu Ngũ và Sở Phiền coi như rời đi, đoán chừng cũng là vì ta, thậm chí có khả năng đi Thượng Trọng Thiên giúp ta. Đã như vậy vì sao cố ý nói cho ta biết, qua mấy ngày trở lại. Không cần nghĩ cũng biết rõ, ngũ đại gia tộc vây công bản thân, khẳng định đã sớm oanh động cả tòa Vô Song Thánh Thành, quan tiểu thất cùng Sở Phiền muốn cứu bản thân cũng chỉ có tiến về Thượng Trọng Thiên. Một khi tiến về Thượng Trọng Thiên cũng rất có hy vọng nhìn thấy bản thân, căn bản sẽ không trở về nơi này a. Lời này không phải tiểu thất bọn hắn lưu cho ta, có người muốn để cho ta một mực ở chỗ này chờ bọn hắn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Nếu như tiểu thất bọn hắn thực tiến về Thượng Trọng Thiên, tại sao ta không có gặp bọn hắn? Tiêu Phàm cau mày, bỗng nhiên, một cỗ sát ý lạnh lẽo từ trên người Tiêu Phàm tản ra, trong lòng lạnh giọng nói, tiểu thất bọn hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm băng lãnh tới cực điểm, trong con ngươi lóe ra hồng quang, kẻ biết Tiêu Phàm đều biết hắn là thực động sát tâm. Bất quá! Hắn mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh, chậm rãi hướng trong phòng đi đến. Tiêu Phàm vừa đi vào trong phòng, bên trong một gian tiểu viện, một hắc y nhân trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Tiêu Phàm, cái trò chơi này ngươi nhất định sẽ thấy rất thú vị. Hắc y nhân nhếch miệng cười nói, sau đó thần sắc lại trở nên băng lạnh, trước đưa ngươi một lễ vật lớn, ngươi cần phải hảo hảo hưởng thụ, đừng nhanh như vậy bị ta đùa chết. Vừa dứt lời, hắc y nhân chậm rãi biến mất bên trong hắc ám. Lại nói Tiêu Phàm đi vào phòng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, loại bất an trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt, tâm thần dẫn ra tỏa hồn châu, cẩn thận cảm ứng hồn lực biến hóa. Hy vọng Lão Tam cùng với Tiểu Ngũ không sao, bằng không sự tình liền phiền phức. Tiêu Phàm trong lòng cầu nguyện, bên trong tỏa hồn châu có hồn lực khí thức bàn tử. Chỉ cần bàn tử trong phạm vi mấy ngàn dặm liền có thể cảm ứng được vị trí bàn tử. Ông khiến Tiêu Phàm thở phào là, bên trên tỏa hồn châu có 3 sợi quang mang 3 động một cái, Tiêu Phàm biết rõ có 2 sợi là Lăng Phong cùng tiểu ma nữ. Về phần sợi thứ 3, tự nhiên là bàn tử, bởi vì bọn hắn đều từng tiến vào Thần Phong học viện nội viện, tỏa hồn châu có hồn lực ấn ký bọn hắn. Lão Tam không có việc gì, Tiêu Phàm trên mặt hiện lên nụ cười.
nguyên bản hắn lo lắng bàn tử bên trong sát lục cổ địa xảy ra việc ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn còn sống, hơn nữa còn ở Vô Song Thánh Thành. Trong bàn tay Tiêu Phàm lóe lên quang mang trước người, một đạo thân ảnh hiển hiện, nếu như để những người khác nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì đạo thân ảnh này cũng là Tiêu Phàm. Trong phòng xuất hiện hai Tiêu Phàm giống nhau như đúc, trừ một người trên người tạm thời không có bất kỳ cái gì hồn lực khí tức, hai người cơ hồ không có gì khác nhau. U Linh Nhất Hào, người thủ hộ ở chỗ này, ta đi cứu Lão Tam cùng Tiểu Ngũ bọn hắn. Tiêu Phàm hướng về phía người giống hắn như đúc nói ra. Người kia chính là U Linh Nhất Hào mà Bác Lão đã từng đưa cho Tiêu Phàm hồn điêu, lúc trước Tiêu Phàm vẫn cho là U Linh Nhất Hào chỉ là chiến hoàng đỉnh phong mà thôi. Thẳng đến khi đột phá hồn điêu sư cấp truyền kỳ hắn mới phát hiện, U Linh Nhất Hào không chỉ là thất giai, cũng không phải bát giai, mà là cửu giai hồn điêu. Thậm chí, bản thân Tiêu Phàm cũng không biết ranh giới cuối cùng của nó đến cùng ở nơi nào, nhưng tuyệt đối không chỉ là cửu giai sơ kỳ đơn giản như vậy, trước đó sở dĩ có thể giết chết Công Tôn Ngạn là có công lao rất lớn của U Linh Nhất Hào. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Bác Lão sớm đã là hồn điêu sư cấp truyền kỳ đỉnh phong. Điều khác ra một kiện cửu giai hồn điêu thì có cái gì kinh ngạc đâu. Chỉ là bởi vì Bác Lão lo lắng bản thân quá mức ỷ lại vào hồn điêu, cho nên mới nói cho hắn biết U Linh Nhất Hào tối đa cũng liền có thể phát huy ra lực lượng tuyệt thế chiến hoàng mà thôi. Đương nhiên, phẩm giai U Linh Nhất Hào mặc dù rất cao nhưng tiêu hao hồn thạch cũng cực kỳ khủng bố, dù là thi triển lực lượng chiến thánh sơ kỳ, thời gian một nén nhang cũng phải tiêu hao 15 vạn cực phẩm hồn thạch. So với cửu U Ma Hổ tiêu hao còn nhiều hơn 5 vạn. Cũng may cực phẩm hồn thạch trên người Tiêu Phàm đều có không ít, trước đó chém giết Lăng Thiên cùng người chiến thần điện, hắn liền đạt được mấy trăm vạn cực phẩm hồn thạch. Mặt khác, còn có phần thưởng đệ nhất Nam Vực Đại Bỉ, cực phẩm hồn thạch trên người nhiều đến hơn ngàn vạn, trong thời gian ngắn không thiếu hồn thạch. Đương nhiên cũng chịu không được U Linh Nhất Hào cùng cửu U Ma Hổ thời gian dài tiêu hao, mỗi lần mười mấy 20 vạn. Điều này không phải người bình thường chịu đựng được. Tiêu Phàm hiếu kỳ là nếu như U Linh Nhất Hào phát huy ra thực lực chiến thánh cảnh trung kỳ sẽ cần tiêu hao bao nhiêu hồn thạch. Hiếu kỳ là hiếu kỳ, Tiêu Phàm vô luận như thế nào cũng không muốn đi đến bước này, bởi vì đi đến bước này đã không chỉ là tiêu hao cực phẩm hồn thạch mà là tính mệnh. Vâng, chủ nhân, U Linh Nhất Hào cung kính gật đầu. Tiêu Phàm đưa tay một chút, U Linh chiến hồn lập tức hoàn toàn sống lại. Trên người tách ra một cỗ hồn lực ba động như có như không. Chủ nhân cẩn thận, đột nhiên, U Linh Nhất Hào trong nháy mắt đem Tiêu Phàm một chưởng vỗ bay, một cái tay khác đẩy về phía trước, một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ từ trên người nó nở rộ mà ra. Nếu như nói khí tức hồn lực trên người hắn bình tĩnh giống như mặt hồ, mà hiện tại khí tức trên người hắn lại như biển cả lao nhanh, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tiêu Phàm bị đánh bay quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy một vệt sáng từ trong hư không bốc lên, đó là một chuôi huyết kiếm nhỏ bé, nếu như không phải U Linh Nhất Hào phản ứng nhanh, liền trực tiếp xuyên thủng hồn hải hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sớm đã mồ hôi đầm đìa, may mắn bản thân kịp thời kích hoạt U Linh Nhất Hào, bằng không chờ đối đãi hắn khả năng liền chỉ có tử vong. Làm sao có thể, cũng đúng lúc này, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, chỉ thấy một lão già cầm trong tay một chuôi huyết kiếm. Vừa lúc bị U Linh Nhất Hào gắt gao dắt lấy, lão giả căn bản không thể động đậy. Là ngươi, Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra một tia hung ác, hắn liền nhận ra lão giả, không phải là Diệp Phong trước đó muốn bản thân bái hắn làm vi sư, để hắn dập đầu sao. Bên cạnh ngươi lại có chiến thánh cảnh, Diệp Phong cũng một mặt phiền muộn, căm tức nhìn Tiêu Phàm. Nguyên bản hắn chuẩn bị tuyệt sát Tiêu Phàm, nào sẽ nghĩ đến bên người Tiêu Phàm vậy mà ẩn giấu cường giả chiến thánh cảnh. Diệp Phong nghĩ không ra, hồn lực hắn vừa mới dò xét trong phòng, phát hiện trừ Tiêu Phàm, cái khác đều không có. Nhưng mà vẻn vẹn trong nháy mắt lại có thêm một chiến thánh cảnh, điều này nói hắn làm sao tin cho được. Chẳng lẽ Tiêu Phàm lăng không biến ra một chiến thánh cảnh sao? Nếu quả thật là như thế kẻ này cũng quá nghịch thiên. Hắn cũng rốt cục minh bạch Tiêu Phàm tại sao có thể giết chết Công Tôn Ngạn, giết chết Công Tôn Ngạn cũng không phải là Tiêu Phàm, mà là chiến thánh cảnh này. U Linh Nhất Hào, đừng để hắn chạy. Tiêu Phàm quát to, đối với kẻ muốn giết chết hắn, hắn cho tới bây giờ sẽ không thủ hạ lưu tình. Chạy, một chiến thánh cảnh sơ kỳ chẳng lẽ còn có thể lưu lại ta hay sao? Diệp Phong mặt coi thường, vứt bỏ huyết sắc trường kiếm trong tay,
lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm. Không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần đừng giết chết là được. Sắc mặt Tiêu Phàm âm lãnh, đưa tay chính là một kiếm giết ra, ngay lúc đó, sau đó bóp một cái thủ ấn. Sau một khắc, U Linh Nhất Hào quanh thân khí thế lần nữa tăng vọt, toàn bộ hư không đều đứng im. Diệp Phong thân hình ngưng một cái, con người bỗng nhiên co rụt lại, cảm giác liền hô hấp đều có chút khó khăn, kinh hãi nói chiến thánh trung kỳ. Không có khả năng, trừ chiến thần điện, vô song thánh thành tuyệt đối không có chiến thánh cảnh trung kỳ. Đột phá chiến thánh cảnh, mỗi một tiểu cảnh giới đều là một đạo lạch trời, muốn đột phá đều hết sức gian nan, bằng không mà nói, chiến thánh cảnh cường giả cũng sẽ không thưa thớt như thế. Đồng dạng, đột phá chiến thánh cảnh về sau, muốn vượt giai chiến đấu là thập phần gian nan. Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới hiện tại buộc U Linh Nhất Hào thi triển ra thực lực chiến thánh cảnh trung kỳ, vừa nãy hắn còn đang suy nghĩ, một khi thi triển ra cỗ lực lượng này, hắn tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Tiêu Phàm đi đến bên người U Linh Nhất Hào, nhìn Diệp Phong một cái, quát lạnh nói, giết hắn. Diệp Phong nghe vậy, hai chân như nhũn ra, hắn đối với Tiêu Phàm không hiểu nhiều, nhưng trước đó xem Tiêu Phàm giết Công Tôn Ngạn, hắn là thực dám giết hắn. Nếu bản thân chết ở vô song thánh thành nho nhỏ, đoán chừng chết đều bị người đâm cột sống. Hắn trước tiên nghĩ đến chính là thoát đi nơi đây, thế nhưng trước mặt chiến thánh cảnh trung kỳ, hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, chạy trốn, đoán chừng sẽ chỉ chết càng nhanh. Nghĩ vậy, Diệp Phong phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, ta là người chiến hồn điện, ta mà chết cũng sẽ mang đến cho ngươi tai nạn. Chiến hồn điện, Tiêu Phàm đầu tiên là cau mày một cái, sau đó mặt coi thường nói, ngươi cho rằng dùng chiến hồn điện đến uy hiếp ta liền hữu dụng sao? Diệp Thệ Thủy vẫn không ngồi yên, ta nếu giết ngươi, chiến hồn điện có thể xử ta như thế nào? Nghe được Tiêu Phàm nói, Diệp Phong bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, vội vàng giải thích nói, tiền bối, ta không phải Diệp Thệ Thủy phái tới, nói đến cùng, ta theo Diệp Thệ Thủy còn có thù. À, Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, vội vàng ngừng U Linh Nhất Hào, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, sát khí trên người lại hừng hực mấy phần, ta với ngươi không cừu không oán, ngươi liền muốn giết ta, không thể tha ngươi. Vừa nãy nếu như không phải kích hoạt U Linh Nhất Hào, chết chính là Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha hắn đây? Tiền bối tha mạng, ta nguyện ý thần phục tiền bối, vì tiền bối đi theo làm tùy tùng. Diệp Phong vội vàng bái nói. Trước mặt sinh mệnh, tôn nghiêm lại là gì đây? Bình thường quen sống an nhàn sung sướng khiến hắn càng thêm không nỡ bỏ sinh mệnh mình, hắn cũng chưa từng nghĩ tới người vô song thánh thành đều không đem hắn đặt ở trong lòng. Hắn không biết là, tu sĩ tầng dưới có thời điểm so với tu sĩ cao tầng càng có cốt khí, như là Diệp Thệ Thủy, vận mệnh gia tộc của hắn mặc dù trưởng khống trên tay chủ gia. Nhưng vì hạnh phúc nhi nữ, hắn cuối cùng lựa chọn đối địch với Diệp Phong. Mà Tiêu Phàm không đem Diệp Phong hắn đặt ở trong lòng, lại hoàn toàn không quen biết hắn, không nhận ra chiến thánh cảnh, Tiêu Phàm tạm thời còn không cần kính sợ. Tiêu Phàm híp hai mắt xem kỹ lấy Diệp Phong tựa như muốn đem hắn nhìn thấu, thầm nghĩ trong lòng, bên người nếu có chiến thánh cảnh, xử lý sự tình xác thực thuận tiện hơn rất nhiều. Dù sao U Linh Nhất Hào cùng cửu U Ma Hổ đối với hồn thạch tiêu hao quá lớn. Nhất là U Linh Nhất Hào thi triển thực lực chiến thánh trung kỳ vậy mà cần tiêu hao 50 vạn cực phẩm hồn thạch, hơn nữa chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đã có chủ ý, nói ra, thả hồn hải ngươi ra, vô luận phát sinh cái gì cũng không được phản kháng. Không đợi Diệp Phong phản ứng, Tiêu Phàm lại nhìn về phía U Linh Nhất Hào nói, hắn nếu dám phản kháng, trước tiên diệt hắn cho ta. Vâng, chủ nhân, U Linh Nhất Hào ngữ khí lạnh như băng nói. Nếu như không phải Tiêu Phàm ngăn hắn, vừa nãy hắn đã giết Diệp Phong. Không dám, Diệp Phong nào còn dám cự tuyệt, nhất là nghe được chiến thánh cảnh xưng Tiêu Phàm là chủ nhân, hắn càng bị dọa đến kinh hồn táng đảm. Mặc dù hắn không biết Tiêu Phàm để cho hắn mở hồn hải không biết có chuyện gì, nhưng vẫn chiếu theo ý tứ Tiêu Phàm. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không phát hiện Tiêu Phàm cùng U Linh Nhất Hào giống nhau như đúc, ngay từ đầu bởi vì hắn chú ý một mực trên người Tiêu Phàm. Sau là bởi vì bị dọa liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiêu Phàm con người bỗng nhiên biến thành lục sắc, hai đạo lưu quang bắn vào bên trong não hải Diệp Phong. Sau một khắc, Diệp Phong bỗng nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, muốn phản kháng ý chí Tiêu Phàm.
nhưng mà hắn lập tức nhớ tới Tiêu Phàm bàn giao đối với U Linh Nhất Hào, sức phản kháng bị hắn trong nháy mắt áp chế xuống dưới. Bỗng nhiên, cỗ lục quang kia bắn vào bên trong chiến hồn hắn, trong chớp nhoáng, Diệp Phong cảm giác sinh mệnh mình không nghe chính mình khống chế. Hơn nữa, tất cả bí mật bản thân đều bại lộ trước mặt Tiêu Phàm, loại cảm giác này khiến hắn thập phần khó chịu, cũng cảm giác hết sức quen thuộc. Chủng ma chi thuật, đây là chủng ma chi thuật. Diệp Phong đột nhiên tê liệt trên mặt đất, kinh hãi nhìn về phía Tiêu Phàm, hắn lúc này mới phát hiện, hai người trước mắt vậy mà giống nhau như đúc. À, ngược lại là có mấy phần kiến thức. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Diệp Phong, hắn cảm giác mình có thể tùy tiện làm chủ tính mệnh Diệp Phong, sau đó lại nói, đúng, ta ngược lại là quên, người đến Vô Song Thánh Thành là vì ta mà đến. Tiêu Phàm thi triển tam trọng chủng ma chi thuật khống chế tư tưởng Diệp Phong, tất cả mọi thứ Diệp Phong hắn đều thập phần rõ ràng, căn bản không cần hỏi thăm hắn cái gì. Ngay từ đầu Tiêu Phàm còn có chút không thích ứng, dù sao ký ức một chiến thánh cảnh thập phần khổng lồ, khống chế tư tưởng một người cũng phải hấp thu vô số tâm tình tiêu cực. May mắn là tu la ý chí vốn là tâm tình tiêu cực tạo thành, hơn nữa có vô tận chiến hồn, những tâm tình tiêu cực cũng không làm gì được hắn. Bởi vậy Tiêu Phàm mới có thể tùy tiện khống chế Diệp Phong, thậm chí tu la ý chí cũng càng thêm cường đại. Sắc mặt Diệp Phong trắng bệch, sợ hãi nhìn Tiêu Phàm nói, ngươi chính là tu la điện chủ, tu la truyền thừa đã sớm xuất thế. Tiêu hóa ký ức Diệp Phong, Tiêu Phàm cũng biết rõ Diệp Phong lời này là có ý gì, nghe đồn tu la truyền thừa ngàn năm xuất hiện một lần, lần này thời gian lại có chỗ sai lầm. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, hắn thân làm điện chủ đời thứ 19 tu la điện tại sao từ vạn năm trước đó mới bắt đầu có tu la tồn tại. Ngươi cũng biết rõ, hiện tại ta giết ngươi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, dù cách xa nhau vạn dặm ta cũng biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, nếu là dám theo ngoại nhân đề cập ta là tu la, thần hồn câu diệt. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm nói. Mặc dù hắn tạm thời không nỡ giết một chiến thánh cảnh tay chân, nhưng nếu như người này uy hiếp tính mạng hắn, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không chút do dự xóa đi. Thuộc hạ không dám, Diệp Phong cung kính quỳ lạy trên mặt đất, khi biết Tiêu Phàm là tu la điện điện chủ, trong mắt của hắn chỉ có sợ hãi. Tin rằng ngươi cũng không dám. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, hắn có thể đủ biết rõ tư tưởng Diệp Phong, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, Diệp Phong trong lòng vậy mà thật không mảy may phản kháng bản thân. Tiêu Phàm không tin mình có thể làm Diệp Phong ngoan ngoãn dễ bảo như thế. Khả năng duy nhất chính là thân phận tu la điện chủ khiến trong lòng Diệp Phong kính sợ. Chẳng lẽ tu la điện chủ đáng sợ như thế sao? Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi. Nếu như Diệp Phong biết rõ suy nghĩ Tiêu Phàm, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, tu la đâu chỉ đáng sợ, đó nhất định chính là giết chóc, huyết tinh, hủy diệt. Phàm là người nghe nói qua sự tích tu la điện điện chủ đoán chừng đều không thể tốt đẹp hơn so với Diệp Phong hắn. Người yên tâm. Chỉ cần tận tâm tận lực làm việc, tương lai có một ngày ta sẽ thả tự do cho ngươi cũng không chừng. Đánh một bàn tay, cho hắn quả táo ngọt, Tiêu Phàm sớm đã thuận buồm xuôi gió. Vâng, chủ nhân, Diệp Phong cung kính nói, mặt ngoài thập phần thành kính nhưng trong lòng cực kỳ sợ hãi. Gọi ta công tử đi, hai chữ chủ nhân ta không thích. Tiêu Phàm thản nhiên nói, sau đó cho U Linh Nhất Hào một cái ánh mắt. Khí thế trên người U Linh Nhất Hào trong nháy mắt biến mất. Thời gian một nén nhang tiêu hao 50 vạn cực phẩm hồn thạch, cho dù là hắn cũng tiêu hao không dậy nổi, cũng may hiện tại chỉ cần hao tổn chừng 10 vạn. Tốn hao 10 vạn cực phẩm hồn thạch được một tay chân chiến thánh cảnh, Tiêu Phàm là cao hứng phát ra từ nội tâm. Vâng, công tử. Diệp Phong cung bái nói, dư quang không khỏi đánh giá U Linh Nhất Hào, hắn trong lòng cực kỳ kinh ngạc thủ đoạn U Linh Nhất Hào thu liếm khí tức. Khó trách liền hắn đều phát hiện không được. Lấy năng lực U Linh Nhất Hào thu liếm khí tức, đừng nói là hắn, xem như chiến thánh trung kỳ cũng chưa chắc có thể phát hiện ra, hắn không biết là U Linh Nhất Hào chính là hồn điêu, chỉ cần không cố ý tản mát ra khí tức, nó sẽ không có hồn lực ba động. Công tử, đây là thân ngoại hóa thân của ngài. Diệp Phong nịnh nọt nhìn U Linh Nhất Hào nói, hắn cho rằng U Linh Nhất Hào mới là bản thể Tiêu Phàm. Dù sao, U Linh Nhất Hào là chiến thánh cảnh trung kỳ. Không nên hỏi liền không cần hỏi. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Diệp Phong một cái. Vâng, công tử, Diệp Phong bị dọa đến toàn thân run một cái, trực tiếp quỳ trên mặt đất không dám động đậy.
Tiêu Phàm tức giận lại buồn cười nhìn Diệp Phong, hắn phát hiện Diệp Phong đối với Tu La Điện Chủ thật đúng là không phải sợ hãi bình thường, khống chế tư tưởng Diệp Phong, Tiêu Phàm biết rõ tất cả những thứ này cũng không phải là nịnh nọt. Trầm ngâm lúc, Tiêu Phàm lại nói, đúng rồi, đem hồn thạch trên người ngươi cho ta. Vừa mới tiêu hao 10 vạn cực phẩm hồn thạch, Tiêu Phàm tự nhiên muốn lấy trở về. Diệp Phong cũng không do dự, hồn lực đảo qua hồn giới, cực phẩm hồn thạch xuất hiện ở trong phòng. Tiêu Phàm cũng vội vàng đem tất cả cực phẩm hồn thạch thu nhập bên trong hồn giới. Sau nửa ngày mới dừng lại, Tiêu Phàm tính ra có chừng hơn 400 vạn cực phẩm hồn thạch, hắn trong lòng không thể không sợ hãi thán phục. Không hổ là người chiến hồn điện, quả nhiên tài sản phong phú. Công tử, hồn thạch tạp ta đây cũng cho ngài, trong này có chừng ngàn vạn cực phẩm hồn thạch. Diệp Phong còn nói thêm, lấy ra một tép hồn thạch tạp đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghe vậy thiếu chút nữa thì lảo đảo một cái, trong lòng oán thầm không thôi, mẹ, quả nhiên không hổ là chiến hồn điện, giàu đến chảy mỡ. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, 1.000 vạn cực phẩm hồn thạch đối với hắn mà nói cũng là một bút không ít tài phú, hơn nữa hắn hiện tại xác thực rất thiếu hồn thạch. Tạm thời nhớ ngươi một cái công lớn. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong lòng cũng hết sức hài lòng. Có thể vì công tử tận tâm tận lực là phúc thuộc hạ. Không thể không nói, Diệp Phong thay vào nhân vật cũng rất nhanh liền thích ứng cái thân phận này. Tiêu Phàm không có nói thêm cái gì, trong đầu hắn lại nhanh chóng tiêu hóa một chút tin tức trong trí nhớ Diệp Phong. Theo thời gian chuyển rời, Tiêu Phàm thần sắc cũng càng ngày càng khó coi, Diệp Phong đứng ở một bên không dám quấy nhiễu. Diệp Phong, người có biết chiến hồn điện tìm ta có chuyện gì hay không? Mặc dù thô sơ giản lược quét một lần ký ức Diệp Phong nhưng vẫn có rất nhiều sự tình không đặc biệt rõ ràng, Tiêu Phàm đành phải hỏi thăm Diệp Phong. Thuộc hạ không biết, đây là điện chủ chiến hồn điện tự mình an bài, thuộc hạ chỉ là một cái chân chạy. Diệp Phong không chút do dự hồi đáp, bất quá, chiến hồn điện 89 phần 10 sẽ gây bất lợi cho công tử. Tiêu Phàm gật đầu, trong lòng hắn cũng càng ngày càng khẳng định điện chủ Tu La Điện đời trước rất có thể bị chiến thần điện cùng chiến hồn điện giết chết. Có lẽ là ngăn cản điện chủ Tu La Điện trưởng thành đến thời điểm tìm chiến thần điện cùng chiến hồn điện báo thù, cho nên mới có thể khắp nơi tìm kiếm hắn. Đúng, chiến hồn điện dị động là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm lại hỏi, việc này trong trí nhớ Diệp Phong biết rõ cũng không nhiều. Bất quá, Tiêu Phàm muốn biết rõ ý nghĩ Diệp Phong. Dù sao hắn cũng là người chiến hồn điện. Thuộc hạ không rõ ràng, bất quá thuộc hạ nghe nói, tìm hiểu chiến hồn điện dị động chính là chiến thần điện trưởng lão. Hơn nữa ta nghe nói chiến hồn truyền thừa điện từ 11 năm trước bắt đầu, qua một năm liền sẽ phát sinh dị động, hết thảy dị động qua 9 lần. Hơn nữa tháng trước, vị trí thiên thần phong chiến thần điện rung động một cái, chiến thần điện trưởng lão nói một khi phát hiện người có quan hệ với dị động chiến hồn điện và thiên thần phong đều phải mang trở về. Diệp Phong cơ hồ là biết gì nói nấy, nói không cái nào không tường tận, điểm này Tiêu Phàm rất hài lòng. Trong đầu hắn nhanh chóng lóe qua một đám suy nghĩ, trong lòng nhấc lên một loại ý nghĩ đáng sợ, 11 năm trước, không phải là ta bắt đầu thức tỉnh chiến hồn sao? Hơn nữa ta cũng liên tục thức tỉnh 9 lần, mặt khác, hơn nửa tháng trước, U Linh chiến hồn vừa lúc đột phá cửu phẩm, ta dường như nghe được một loại thanh âm kêu gọi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cảm giác lưng phát lạnh. Nếu quả thật là như thế này, chiến thần điện cùng chiến hồn điện tìm người, không phải đều là BT ỉm hắn sao? Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu, cưỡng ép bản thân bình tĩnh xuống. Lúc này trầm ngâm nói, không đúng, từ khi U Linh chiến hồn cùng Tu La huyết mạch hòa làm một thể, ta luôn cảm giác có chút bất an, chỉ ít loại bất an này là chính xác, việc này tuyệt đối không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Nếu như chiến hồn điện cùng thiên thần phong dị động, thực cùng U Linh chiến hồn có quan hệ. U Linh chiến hồn đoán chừng cũng không đơn giản, chỉ là không biết lúc trước ta nghe đến hai chữ thí thần là có ý gì. Càng nghĩ, Tiêu Phàm cảm giác sự tình càng phức tạp, đầu có một trận đau nhức. Trong lòng hắn có loại cảm giác không lâu sau rất nhiều bí mật cái thế giới này liền sẽ bại lộ ở trước mặt hắn, chỉ là hiện tại hắn còn không có đầy đủ thực lực đối mặt mà thôi. Có lẽ ngay từ đầu được vô tận chiến điển đã được chú định, sau đó được vô tận chiến hồn, gặp gỡ bất ngờ Tu La kiếm, kế thừa vô tận truyền thừa, những điều này chắc hẳn không phải đều là trùng hợp, mà là sớm đã được chuẩn bị tốt rồi.
Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Nghĩ đến những cái này, Tiêu Phàm toàn thân phát lạnh, nếu quả thật là như thế này, cái kia há không phải có một đôi tay vô hình thôi động tất cả những thứ này sao? Khuôn mặt Tiêu Phàm chậm rãi băng lạnh, sát ý trên người hắn liền lặng lẽ tỏa ra, kiếm khí gào thét. Vận mệnh Tiêu Phàm ta sẽ chỉ do ta nắm giữ trong tay, cho dù là hôm nay không thể làm chủ vận mệnh, ta cũng một kiếm xuyên phá. Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng, một cỗ lệ khí vô cùng cuồng bá từ trên người hắn bạo phát ra. Mệnh ta do ta, không phải do trời. Tiêu Phàm sẽ không đem vận mệnh chính mình giao cho người khác. Cảm nhận được sát khí trên người Tiêu Phàm, trong lòng Diệp Phong có chút phát lạnh, chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm rõ ràng chỉ là chiến đế cảnh nhưng làm hắn đều có chút sợ hãi. Ong ong Tu La kiếm cũng giống như cảm ứng được cảm xúc Tiêu Phàm, không ngừng rung rung, nhộn nhạo từng đợt huyết quang, tựa như khát máu. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền bình tĩnh xuống, hít sâu một cái, thầm nghĩ trong lòng, chờ ta đủ mạnh, thế gian này không có ta không có khả năng biết rõ đáp án. Diệp Phong, Tiêu Phàm đột nhiên kêu lên. Có thuộc hạ, Diệp Phong cung kính gật gật đầu. Sự tình liên quan tới Tu La Điện hủy diệt, người biết rõ bao nhiêu. Tiêu Phàm từ bên trong Tu La truyền thừa tìm không thấy đáp án, đành phải hỏi Diệp Phong. Diệp Phong lại là thập phần ưa thích Tiêu Phàm đặt câu hỏi, bởi vì Tiêu Phàm hỏi hắn liền đại biểu Tiêu Phàm không có tự tiện tìm tòi ký ức hắn, hắn không muốn tất cả mọi thứ bại lộ tại trước mặt người khác. Ta cũng không phải rất rõ ràng, việc này đoán chừng chỉ có những chuyện lặt vặt lão quái vật hóa thạch biết rõ. Diệp Phong lắc lắc đầu nói. Có phải cùng chiến thần điện có quan hệ hay không? Còn nữa, truyền thừa điện lúc trước hiện tại làm sao biến thành chiến hồn điện? Tiêu Phàm hơi có chút thất lạc, lại hỏi hai vấn đề. Sắc mặt Diệp Phong trầm xuống, hít sâu một cái nói, Tu La Điện hủy diệt phải chăng cùng chiến thần điện có quan hệ, ta không rõ ràng. Bất quá truyền thừa điện biến mất ta lại biết rõ, việc này cùng Tu La Điện hủy diệt có quan hệ. Nói tiếp, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, khá là kích động nói. Tu La Điện hủy diệt, truyền thừa điện chia hai phái, một phái quyết định lấy chiến thần điện vi tôn, cho rằng thiên hạ chỉ có một phe làm chủ. Mà một phái khác lại quả quyết cự tuyệt, tuyệt không cúi đầu xưng thần. Diệp Phong nói ra, sắc mặt hơi có chút trầm trọng. Những sự tình này đối với hắn mà nói cũng là tuyệt thế bí mật. Tiêu Phàm phát hiện, một ít nghi hoặc trong đầu của mình sắp sáng tỏ thông suốt, hắn không có quấy rầy Diệp Phong. Ngừng lại, Diệp Phong lại nói, về sau hai phái phát sinh mâu thuẫn rất lớn, cuối cùng truyền thừa điện giải thể, lấy chiến thần điện làm vi tôn, thành lập chiến hồn điện. Mà điện một phái cự tuyệt thần phục lại quỷ dị biến mất, thời gian ngàn năm rốt cuộc không ai biết rõ hành tích, thẳng đến mười mấy năm trước. Mười mấy năm trước phát sinh cái gì? Tiêu Phàm không chút do dự hỏi. Mười mấy năm trước, thần sắc Diệp Phong có chút mê ly, tựa như lâm vào hồi ức xa xôi. Mười mấy năm trước, phát sinh đại sự kiện chấn động chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm nhìn thấy ngữ khí Diệp Phong, thiếu chút nữa thì không nhìn xuống đánh hắn một trận tơi bời. Tạo thần, hồi lâu, Diệp Phong mới biệt xuất hai chữ. Tạo thần, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Trong lúc nhất thời không biết có ý tứ gì. Không sai, chính là tạo thần, người sáng tạo chiến thần trong truyền thuyết. Diệp Phong rầm rầm nuốt vài ngụm nước miếng, từ ngàn năm trước đó, Tu La Điện hủy diệt, trong khoảng thời gian này cơ hồ lại không có chiến thần, mặc dù có, đoán chừng cũng chỉ có những ẩn thế cổ tộc đó có. Bởi vì trừ những cổ tộc đó, những người khác căn bản không biết như thế nào đột phá chiến thần cảnh. Chắc hẳn công tử cũng nên biết rõ tại sao chiến hồn chỉ chia làm cửu phẩm A. Mặc dù quả thật có thần phẩm chiến hồn nhưng bình thường mà nói, cửu phẩm chiến hồn đã đủ để đột phá chiến thần cũng không phải là chỉ có người sở hữu thần phẩm chiến hồn mới có thể đột phá chiến thần trong truyền thuyết. Không sai, thần phẩm chiến hồn ta cũng gặp qua, nhưng nếu như chỉ có thần phẩm chiến hồn mới có thể đột phá chiến thần mà nói, thế gian này chiến thần cường giả từ xưa đến nay khẳng định có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên cũng sẽ không hoàn toàn không gặp được. Tiêu Phàm gật đầu. Đột phá đến cảnh giới bây giờ hắn cũng liền từ trên người Hoàng Phủ Thiên Thần nhìn qua một cái thần phẩm chiến hồn, cửu phẩm và chiến hồn đặc thù ngược lại là gặp qua không ít. Tiêu Phàm cũng thập phần kinh ngạc, thời gian ngàn năm, chiến hồn đại lục vậy mà cơ hồ không có chiến thần, khó trách hắn cơ hồ không có nghe nói qua sự tình liên quan tới chiến thần. Người nói tạo thần khó. Lúc đó một phái khác truyền thừa điện làm ra.
Tiêu Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh dị nói. Diệp Phong gật đầu, không sai, đại khái là mười mấy năm trước, đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại, cũng không thành công, bằng không mà nói, chiến hồn đại lục đã sớm gió tanh mưa máu. Truyền thừa điện ở phương nào? Tiêu Phàm hỏi. Diệp Phong lắc lắc đầu nói, không biết, lúc trước tạo thần là tiến hành ở thiên vực, thời khắc chiến thần điện cùng chiến hồn điện cao tầng chạy tới, người kia vì sáng tạo chiến thần thiếu chút nữa thì thành công. Chỉ là về sau không biết xảy ra cái gì ngoài ý muốn mới thất bại, những người khác cũng bị siêu cấp cường giả kia dùng thủ đoạn che giấu, không có tung tích gì có thể tìm ra. Những năm này chiến thần điện cùng chiến hồn điện một mực tìm kiếm, đáng tiếc cũng không có tìm ra, nhưng bọn hắn khẳng định vẫn tồn tại ở một nơi hẻo lánh chiến hồn đại lục. Trong lòng Tiêu Phàm thật lâu không thể bình tĩnh, người sáng tạo chiến thần, truyền thừa điện thật đúng là vô cùng khủng bố. Nếu quả thật để bọn hắn thành công, đoán chừng sẽ lập tức tìm tới chiến hồn điện. Có lẽ đời trước Tu La Điện điện chủ nhắc nhở nhị điện, cũng không phải chỉ người truyền thừa điện hiện tại, mà là để cho ta cẩn thận những người chiến hồn điện kia. Trong lòng Tiêu Phàm đã có một chút minh ngộ. Hồi lâu, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, những sự tình này không phải hiện tại hắn có thể tiếp xúc đến. Đừng nói chiến thần, chính là cách chiến thánh cảnh đều còn một đoạn xa xôi. Đúng. Ta còn phải đi tìm Lão Tam, Tiểu Ngũ và Sở Phiền. Tiêu Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bởi vì Diệp Phong công kích, hắn thiếu chút nữa thì quên sự tình trọng yếu nhất. Nhìn về phía ngoài phòng, màn đêm đã buông xuống, Tiêu Phàm cho U Linh Nhất Hào một mệnh lệnh, nhìn về phía Diệp Phong nói, Diệp Phong, người đi theo ta. Diệp Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt, hai người lóe ra cửa phòng. Nếu như không phải có người để Tiêu Phàm lưu trong phòng, hắn cũng sẽ không đem U Linh Nhất Hào lưu ở chỗ này. Phía trên không trung, Tiêu Phàm quét tiểu viện phía dưới một cái, liền hướng lấy nơi xa bay đi. Có tỏa hồn châu, Tiêu Phàm căn bản sẽ không mất phương hướng, đang trong quá trình đuổi, Tiêu Phàm lại lấy ra mấy mai hồn giới, đây là chiến lợi phẩm của hắn tại Nam Vực Đại Bỉ, thẳng đến hiện tại mới có thời gian mở ra. Tổng cộng có mười mấy mai hồn giới. Cực phẩm hồn thạch ngược lại là thu hoạch không ít, đại khái cũng có 600.700 vạn, dù sao trong đó có 6 người là người chiến thần điện. Hơn nữa còn có Lăng Thiên và Hoàng Phủ Thiên Thần, hai người thân làm thiếu chủ thế gia, đồ vật trên người làm sao có thể ít đây. Trừ cái đó ra còn có không ít hồn binh, linh dược cùng đan dược, bất quá đối Tiêu Phàm mà nói cũng không có quá nhiều tác dụng. Lại là một bản vẽ, ánh mắt Tiêu Phàm ngưng lại. Xuất hiện một quyển gia cửu cùng quyển gia cửu lúc trước hắn đoạt trong tay ngọc diện vô tình từ bên trong sát phương thí luyện chất liệu giống nhau như đúc. Chẳng lẽ quyển gia cửu cùng Tu La truyền thừa có quan hệ? Hồn giới chứa quyển gia cửu hình như là của Lăng Thiên. Ánh mắt Tiêu Phàm lóe một cái, Lăng Thiên thiên hỏa kỳ lân chiến hồn, dung hợp một tia vô tận chi hỏa hẳn là cùng quyển gia cửu này có quan hệ. Tiêu Phàm vội vàng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi quyển gia cửu. Vô tận chiến hồn bây giờ vẫn như cũ chưa hoàn chỉnh, rất có thể quyển gia cửu này ghi chép vị trí chính là vị trí vô tận chi hỏa. Vừa nghĩ tới vô tận chiến hồn lại có thể hoàn thiện không ít, Tiêu Phàm trong lòng liền hết sức kích động. Đột nhiên Tiêu Phàm dừng bước chân ngắm nhìn nơi xa, nói, lại là tòa sơn mạch này, hình như gọi là Bàn Long Sơn Mạch. Diệp Phong không biết Tiêu Phàm đến nơi này làm cái gì, bất quá không dám hỏi nhiều. Nơi này cách chỗ ở chỉ á 1-2 ngàn dặm, vậy mà không cảm ứng được U Linh Nhất Hào. Tiêu Phàm cau mày, khẽ cắn môi tiếp tục hướng về chỗ sâu Bàn Long Sơn Mạch bay đi. Vì an nguy bàn tử cùng quan tiểu thất, Tiêu Phàm không lo được nhiều như vậy. Cũng đúng lúc này, bên trong vị trí tiểu viện Tiêu Phàm trước đó, bên ngoài đột nhiên có mấy đạo thân ảnh lóe qua. Trong phòng, U Linh Nhất Hào thần sắc đạm nhiên nhìn bên ngoài, đột nhiên, ầm một tiếng. Một đạo hắc ảnh xuyên đến, ngay sau đó, cửa phòng đóng lại, giữa gian phòng lại nằm một đạo bóng người. U Linh Nhất Hào quét mắt một vòng, lại là một nữ tử y phục phá toái, phía trên còn có mấy đạo vết máu, tóc rối tung không chịu nổi, thật giống như bị người vũ nhục qua. Chủ yếu nhất là, nữ tử đã không còn hô hấp, nhưng trên người nhiệt độ cơ thể vẫn còn tồn tại, hiển nhiên là không chết được bao lâu. U Linh Nhất Hào nhìn nữ tử kia một cái, có loại cảm giác quen thuộc, nó biết người này Tiêu Phàm khẳng định biết, chỉ là nó không quen biết mà thôi.
nó muốn đem tin tức chứng kiến phản hồi cho Tiêu Phàm, lại phát hiện cùng Tiêu Phàm đoạn tuyệt liên hệ. Dám hãm hại chủ nhân, U Linh Nhất Hào ngữ khí thập phần băng lãnh, nó phẩm giai có thể không thấp, sớm đã đầy đủ linh trí. Bọn chuột nhắt, chạy đi đâu? Đột nhiên, một tiếng gầm lên từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó mấy tiếng giòn vang truyền ra, vài huyết kiếm bắn phía trên cửa sổ, ba bộ thi thể nằm bên trong tiểu viện. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh từ trên cao rơi xuống, vững vàng rơi trong sân. Lăng gia chủ, chính là mấy người này bắt đi thi thi chất nữ. Trong đó một trung niên nam kim bào ngồi xổm trên mặt đất, đánh giá ba bộ thi thể, sau đó hét lớn. Phía sau hắn chính là Lăng Thừa Đạo, trước đó giận dữ giết đến tận Giang gia, chỉ vì diệt sát Giang Thiên Vân, lại bị Giang gia cường giả ngăn cản ở ngoài. Lăng Thừa Đạo không công mà lui về gia tộc, lại đột nhiên biết được có người bắt đi Lăng Thi Thi, lập tức giận tím mặt, không chút do dự truy sát. Lăng gia chủ, Thi Thi chất nữ ngay ở bên trong. Kim bào trung niên nam tử lại nói. Lăng Thừa Đạo trầm mặc không nói, con người vô cùng băng lãnh, từng bước một hướng về gian phòng đi đến. Kim bào trung niên nam tử khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, tựa như hận không thể làm Lăng Thừa Đạo lập tức đẩy cửa phòng ra. Sát vách trong sân, một hắc y nhân cách cửa sổ nhìn thấy Tiêu Phàm trong sân, ta cười nói, Tiêu Phàm, trò chơi chính thức bắt đầu. Con người Lăng Thừa Đạo vô cùng băng lãnh, đi đến trước của phòng, duỗi tay đẩy cửa phòng bỗng nhiên mở ra, tất cả bên trong lập tức lộ trước mắt hắn. Phía sau, kim bào trung niên nam tử khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, vội vàng đi lên trước phẫn nộ quát, Tiêu Phàm, người dám bắt Thi Thi chất nữ, còn chưa đi ra tạ tội. Nhưng mà khiến hắn thất vọng là trong phòng cũng không có bất kỳ ai trả lời. Tiêu Phàm, còn chưa cút đi ra, kim bào trung niên nam tử phát hiện có chút không thích hợp, lần nữa phẫn nộ quát. Lăng Thừa Đạo mặc dù phẫn nộ nhưng không phải người ngu, nghe được kim bào trung niên nam tử tiếng hét phẫn nộ, lập tức ngẩng đầu lạnh lùng nhìn kim bào trung niên nam tử nói, Lôi Cửu, người nói đây là gian phòng Tiêu Phàm. Ngạch, kim bào trung niên nam tử sững sờ, không sai. Kim bào trung niên nam tử chính là Lôi Cửu. Hắn cũng phát hiện bản thân có vẻ như không nên biết rõ đây là gian phòng ai, vội vàng giải thích nói, không sai, Tiêu Phàm hắn một mực ở chỗ này, Lăng gia chủ cũng biết rõ, Lôi gia ta cùng hắn có thù cho nên nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Hừ, Lăng Thừa Đạo lạnh rên một tiếng, chẳng lẽ ngươi cũng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động Lăng gia ta hay sao? Lăng gia chủ nói đùa, tại hạ làm sao dám? Lôi Cửu vội vàng giải thích. Chỉ là nói còn chưa dứt lời liền bị Lăng Thừa Đạo cắt ngang, nói đùa. Ta không phải đùa giỡn với ngươi, ngươi nếu không phải nhìn chằm chằm Lăng gia ta, lại còn biết người Lăng gia ta bị Tiêu Phàm bắt đi. Sau đó, Lăng Thừa Đạo lại chỉ ba bộ thi thể trên mặt đất nói, ba người này ta tới chưa kịp hỏi thăm bọn hắn liền bị ngươi giết chết, chẳng lẽ ngươi không phải giết người diệt khẩu sao? Lôi Cửu bị hỏi ngậm miệng không nói gì. Trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, trước mặt Lăng Thừa Đạo, hắn vẫn có loại áp lực cực lớn. Ta biết rõ Lôi gia ngươi cùng Tiêu Phàm có thù, ta cũng hận không thể lập tức giết Tiêu Phàm, nhưng ta trước tiên đem lời nói đặt tại nơi này, ngươi nếu dám lợi dụng người Lăng gia ta đến để cho ta ứng phó Tiêu Phàm, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết, còn có Lôi gia ngươi, nếu như chịu nổi lửa giận Lăng Thừa Đạo ta, các ngươi cứ việc thử một chút. Lăng Thừa Đạo lạnh giọng nói. Hắn mặc dù muốn giết Tiêu Phàm nhưng tuyệt không cho phép những người khác lợi dụng người Lăng gia hắn mượn tay hắn giết Tiêu Phàm, nhất là nhi nữ hắn. Lăng Thi Thi mặc dù chỉ là con thứ nhưng vô luận như thế nào đều là người nhà hắn, không cho phép những người khác lợi dụng. Ngươi nhớ cho kỹ, Lăng Thừa Đạo hừ lạnh một tiếng, hất áo bào lên liền quay người rời đi. Lăng, Lôi Cửu còn muốn gọi lại Lăng Thừa Đạo nhưng mà Lăng Thừa Đạo đã không thấy tăm hơi. Lôi Cửu trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, hồn lực bỗng nhiên hướng về trong phòng bao phủ tới. Làm sao có thể, Lôi Cửu mở chừng hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin, Tiêu Phàm rõ ràng ở bên trong, còn có Lăng Thi Thi vừa nãy cũng bị bọn hắn vứt vào trong phòng, làm sao có thể đột nhiên không gặp. Cũng khó trách Lôi Cửu kinh ngạc như thế, người đang yên đang lành làm sao có thể không gặp đâu. Đi vào gian phòng, Lôi Cửu đem mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều kiểm tra một lần. Nhưng chính là không có gặp bóng dáng Tiêu Phàm cùng Lăng Thi Thi, chẳng lẽ ra quỷ hay sao? Hừ, nhất định là hắn đang làm trò quỷ,
nghĩ ngay cả Lôi gia ta đều kéo vào sao? Lôi Cửu hừ lạnh một tiếng ra khỏi phòng, còn người lạnh lẽo bỗng nhiên nhìn chằm chằm sát vách trong sân, lạnh giọng nói, nếu như không cho ta một cái công đạo, việc này không xong với Lôi Cửu ta. Lời này Lôi Cửu dường như là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng mà hắc y nhân bên trong cách vách căn phòng lại biết rõ, lời này là nói cho hắn nghe. Nhìn Lôi Cửu rời đi, hắc y nhân trên người tản ra sát ý như có như không, tự nhủ, không có khả năng, Tiêu Phàm rõ ràng ở bên trong mới đúng. Hơn nữa, Lăng Thi Thi cũng vừa mới vứt vào trong phòng, làm sao có thể không gặp. Hắc y nhân nghĩ không ra, hắn vừa định tiến đến dò xét, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, thân thể hắn lơ lửng giữa không trung, không có hai chân. Két mới vừa đi tới cửa, cách cửa phòng không xa đột nhiên lần nữa đóng lại, hắc y nhân nhìn lại, lại nhìn thấy một đạo thân ảnh lạnh như băng từ trong khe cửa chậm rãi biến mất. Tiêu Phàm, hắc y nhân nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, xuyên thấu qua khe hở, hắn nhìn rất rõ ràng người kia chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm rõ ràng ngay tại trong phòng, Lăng Thừa Đạo cùng Lôi Cửu làm sao có thể nhìn không thấy. Hắc y nhân không hiểu ra sao, luôn cảm giác bị người đùa nghịch. Chẳng lẽ Lăng Thừa Đạo cùng Lôi Cửu liên hợp lại gạt ta? Hắc y nhân ngữ khí băng lãnh, sau đó lại bác bỏ nói, sẽ không, coi như Lôi Cửu dám gạt ta, cũng không dám gạt phụ thân ta, vô luận như thế nào Tiêu Phàm đều phải chết. Hắc y nhân hít sâu một cái, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, bước một mặc dù thất bại, nhưng còn có bước hai, đáng tiếc, lần tiếp theo liền muốn chơi lớn một chút. Tiêu Phàm, người không phải vì Diệp Thi Vũ mà tới sao? Không biết, trước mặt nữ nhân và huynh đệ, người sẽ lựa chọn thế nào? Ngẫm lại đều rất thú vị. Hắc y nhân tự nhiên không biết, trong phòng kia cũng không phải là Tiêu Phàm mà là U Linh Nhất Hào, U Linh Nhất Hào muốn biến mất lại rất đơn giản. Bởi vì hắn vốn không phải sinh mệnh, có thể dễ như trở bàn tay giấu vào bên trong hồn giới, đồng dạng, Lăng Thi Thi đã chết, thi thể nàng cũng có thể thu nhập bên trong hồn giới. Về phần hồn giới kia là Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị xong, đeo trên cổ một con rối hình người, giống như thủ đoạn lúc trước ăn cắp hoa ra bảo khố. Loại thủ pháp này người bình thường thật đúng là khó mà phát hiện, nhất là con rối không có hành động căn bản không có bất kỳ cái gì đặc biệt khác. Đường đường chiến đế cùng chiến thánh cảnh cường giả há lại sẽ đi quan tâm một cái tượng gỗ. Tiêu Phàm trong phòng, U Linh Nhất Hào nhìn thi thể nằm trước mặt, thi thể không phải người khác, chính là Lăng Thi Thi muội muội Lăng Phong. Nếu như có thể liên lạc với Tiêu Phàm khẳng định có thể nhận đi ra, nhưng giờ phút này U Linh Nhất Hào hoàn toàn cùng Tiêu Phàm mất đi liên hệ. U Linh Nhất Hào cũng không phát hiện, nơi xa có một đôi u lãnh quang mang nhìn chằm chằm vào vị trí gian phòng hắn. Bất quá Tiêu Phàm đã thông báo hắn, trước khi Tiêu Phàm trở về, nó cũng sẽ không rời phòng. Mà Tiêu Phàm chân chính đã ở chỗ sâu trong bàn long sơn mạch, hắn và Diệp Phong dừng lại trước một tòa sơn phong đen kịt. Nhắm hai mắt cảm ứng hồn lực trong đầu, mấy tức sau Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra, dám đụng đến huynh đệ ta, chết. Diệp Phong, ngươi ẩn trước, qua một lúc có việc để ngươi làm. Vừa dứt lời. Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, một đạo huyết hồng kiếm mang xé rách bầu trời đêm, xông thẳng sơn phong, thời khắc đang đến gần sơn phong, một đạo ánh sáng chói sóng dập dờn mà ra ngăn cản kiếm khí ở ngoài. Phốc một tiếng, sóng ánh sáng phía dưới kiếm khí sắc bén trong nháy mắt bạo tán, hóa thành quang vũ đầy trời tiêu tán trên không trung. Ai dám ở nơi này làm càn? Một tiếng quát như sấm vang lên, ngay sau đó, hơn 10 đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Đem Tiêu Phàm vây quanh ở trong. Tiêu Phàm, có người kinh hô mà ra, trong nháy mắt nhận ra Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, có mấy người càng muốn chạy trốn. Đều biết ta, Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, trong tươi cười lộ ra quang mang khát máu, nhiệt độ hư không trong nháy mắt hạ thấp mấy độ. Ánh mắt Tiêu Phàm rảo qua, tu sĩ chung quanh tất cả đều lui về sau mấy bước, cánh tay nắm hồn binh đều có chút run rẩy. Mọi người không phải sợ hãi, hắn không dám động thủ với các ngươi. Cũng đúng lúc này, một tiếng hét lớn từ phía dưới truyền đến, chỉ thấy một hắc sắc cẩm bào nam tử trung niên chậm rãi đi tới, nghiền ngẫm nhìn Tiêu Phàm, nói: "Tiêu Phàm, ngươi còn biết ta? Ngươi là ai?" Tiêu Phàm nhìn nam tử trung niên, lông mày nhíu lại, hai mắt híp thành một đường tia. "Ngươi là ai?" Nghe thấy Tiêu Phàm nói, sắc mặt nam tử trung niên cứng đờ, phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm. Lúc này mới bình tĩnh lại,
lạnh giọng nói, coi như hiện tại giả bộ như cố ý không quen biết ta liền có thể thoát chết sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, trong đầu không ngừng tìm kiếm dung mạo nam tử trung niên nhưng hắn cảm thấy mình chưa bao giờ thấy qua người này. Tại sao người này còn nói gặp qua mình? Ta thật sự không biết ngươi, nhìn bộ dáng này, ta cùng ngươi có thủ giết cha à? Tiêu Phàm nhún nhún vai, thập phần nghiêm túc nói. Nam tử trung niên lạnh lẽo, trầm ngâm, hắn lúc này mới phát hiện, Tiêu Phàm có vẻ như chưa từng gặp qua hắn, ngữ khí lạnh như băng nói, ngươi nhớ kỹ, lão phu kêu Sở Trung Thiên. Ngươi hiện tại nhớ ra rồi chứ? Tiêu Phàm sờ cằm một cái, thử thăm dò hỏi, Sở Trung Thiên, phụ thân Sở Dịch Phong. Tiêu Phàm mặc dù chưa từng gặp qua Sở Trung Thiên nhưng cũng đã được nghe nói đến cái tên này, phụ thân Sở Dịch Phong, thúc phụ Sở Khinh Cuồng. Sở Khinh Cuồng đã nhắc nhở hắn, nhất định phải cẩn thận Sở Trung Thiên, vốn cho là Sở Trung Thiên biến mất, không nghĩ tới hắn vậy mà xuất hiện ở nơi này. Hiện tại nhớ tới, Tiêu Phàm, thật đúng là đã lâu không gặp, bắt đầu từ ngày giết con ta, ngươi liền chú định sẽ có hôm nay. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng. Cười có chút dữ tợn, sát cơ trên người không thèm che giấu. Sở Dịch Phong giết cũng giết rồi, lúc trước ngươi không dám tìm ta báo thù, hiện tại ngươi cũng không làm gì được ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nguyên bản ta cho là ngươi đã chết, không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Còn rất nhiều thứ ngươi không nghĩ tới, những ngày qua ta giờ nào khác nào cũng muốn giết ngươi, một ngày này rốt cuộc cũng đến. Sở Trung Thiên cười gằn nói. Ngừng lại lạnh giọng nói, lần này, không chỉ ngươi phải chết, nữ nhân ngươi yêu mến cũng phải chết, huynh đệ đồng sinh cộng tử với ngươi cũng phải chết, một lần liền để ngươi vĩnh viễn không có thời gian xoay sở. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, khóe miệng hiện lên một vòng rét lạnh, nói, Sở Trung Thiên, Sở Khinh Cuồng bị Sở gia mang đi, phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Bây giờ còn có tâm tư quan tâm những người khác? Sở Trung Thiên cười lạnh, nói, yên tâm, Sở Khinh Cuồng hắn cũng sẽ chết. Không bao lâu nữa. Nói xong chưa, Tiêu Phàm cau mày một cái. Tiêu Phàm, ta biết rõ ngươi là tới cứu huynh đệ ngươi, chỉ cần ngươi tự phế tu vi, ta liền để ngươi mang Nam Cung Tiêu Tiêu đi, như thế nào? Sở Trung Thiên cười lạnh một tiếng. Lúc trước hắn tốn sức thiên tân vạn khổ mới trở thành gia chủ Sở gia, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, Tiêu Phàm cứu Sở Khinh Cuồng, giết con trai Sở Dịch Phong của hắn khiến hắn lần nữa từ thần đàn rơi vào vực sâu. Hắn rất muốn tìm Tiêu Phàm báo thù, thế nhưng lúc kia thực lực Tiêu Phàm so với hắn còn cường hãn hơn rất nhiều, căn bản không phải hắn có thể địch. Sở Trung Thiên đành phải rời Sở gia, rời Đại Ly Đế Triều, may mắn là hắn trở thành gia chủ Sở gia cũng không phải là không thu hoạch được gì, hắn được không ít tài nguyên tu luyện, cùng phương pháp tiến vào Sở gia vô song thánh thành. Sau khi rời khỏi Đại Ly Đế Triều hắn liền đột phá đến chiến đế cảnh, cũng thành công tiến vào Sở gia. Ngay từ đầu tại Sở gia cũng không có bất kỳ địa vị nào, bất quá khi Tiêu Phàm xuất hiện, tại vô song thánh thành náo ra rất chuyện lớn, trở thành bước ngoặt của Sở Trung Thiên hắn. Người khác không biết nội tình Tiêu Phàm nhưng Sở Trung Thiên hắn rõ ràng, cho nên hắn nghĩ trăm phương ngàn kế liên lạc với trưởng lão Sở gia. Sở Khinh Cuồng cũng xác thực là bởi vì Sở Trung Thiên hắn mới bị người Sở gia mang đi, Sở Trung Thiên là rõ ràng Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng có quan hệ bằng hữu. Chỉ là Sở Trung Thiên cũng không nghĩ đến, Sở Khinh Cuồng vậy mà sẽ phát huy được tác dụng. Thần sắc Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều không có biến hóa quá lớn, nhìn chăm chú Sở Trung Thiên nói, đây chính là di ngôn của ngươi. Di ngôn, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta, ngươi nếu dám giết ta, Nam Cung. Sở Trung Thiên mặt coi thường nói. Phốc phốc, lời nói chưa dứt âm, Sở Trung Thiên thanh âm két két mà tới. Một đạo lăng lệ kiếm mang từ trong con mắt hắn xẹt qua, trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn. Hắn chỉ cảm thấy ngực truyền đến một cỗ xuyên tim, cúi đầu nhìn lại phát hiện vị trí ngực đột nhiên phun ra máu tươi dài mấy mét. Ngay sau đó, hắn nửa người trên cùng nửa người dưới tách ra, nửa người dưới nhanh chóng hướng về hư không rơi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh như ve mùa đông, cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Tất cả mọi người đều bị Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Sở Trung Thiên cũng chẳng tốt đẹp gì, con người hắn mãnh liệt run rẩy, tựa như đã quên đau đớn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà xuất thủ quyết đoán như thế. Hắn lại dám giết bản thân, chẳng lẽ hắn không muốn để cho Nam Cung Tiêu Tiêu sống sót sao?
ta không dám động thủ với các ngươi, ta còn phải tự phế tu vi. Còn người Tiêu Phàm băng lãnh nhìn chằm chằm Sở Trung Thiên, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu, ánh mắt giống như nhìn kẻ ngu, thực không biết ngươi lấy tự tin từ đâu. Tiêu Phàm, ngươi sẽ chết rất thảm, rất thảm, tất cả mọi người cùng ngươi có quan hệ đều sẽ thần hồn câu diệt. Sở Trung Thiên dùng hết toàn lực gào thét ra. Hắn biết bản thân tuyệt đối không có cơ hội sống, dù là chết hắn cũng phải nguyền rủa Tiêu Phàm. Công tử, người đã cứu ra, những người khác toàn bộ bị giết. Đúng lúc này, bên cạnh Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, chỉ thấy Diệp Phong vịn Nam Cung Tiêu Tiêu hôn mê bất tỉnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đó. Nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu, trên mặt Sở Trung Thiên đều là vẻ tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm cùng bọn hắn ở chỗ này lãng phí nước bọt, nguyên lai chỉ là chuyển lực chú ý bọn hắn mà thôi. Mặt khác còn có một người đi cứu Nam Cung Tiêu Tiêu, bây giờ Nam Cung Tiêu Tiêu được cứu ra, không cần nghĩ cũng biết rõ, những người này bọn hắn đoán chừng đã không có đường sống. Tiêu Phàm gật đầu, Tu La kiếm trong tay vũ động, một trận vô hình khí lãng từ trên người hắn khuấy động, ngay sau đó thể nội mười mấy người xung quanh đột nhiên kích xạ ra vô số kiếm khí. Tiếng kêu thảm thiết trong hư không vang lên, mười mấy người toàn bộ bị kiếm khí rảo sát. Tiêu Phàm nhìn qua Sở Trung Thiên, con người u lãnh vô cùng, một vòng lục quang từ trong mắt bắn ra tiến vào trong đầu Sở Trung Thiên. Chỉ một thoáng, vô số xuất hiện ở trong đầu Tiêu Phàm thần sắc càng ngày càng băng lãnh. Tiêu Phàm, Sở Trung Thiên dùng hết toàn lực gào thét. Bảo, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, thân thể Sở Trung Thiên trực tiếp nổ tung. Hóa thành vô tận huyết vũ tràn ngập hư không, thấy cảnh này Diệp Phong bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bị chủng ma chi thuật khống chế tư tưởng cơ hồ không có bất kỳ sức phản kháng, giết người chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi, cho dù hắn là chiến thánh cũng giống như thế. Tiêu Phàm mặt không biểu tình vịn bàn tử xuống mảnh đất trống phía dưới, cau mày, trong bàn tay bỗng nhiên xuất hiện ba cây long văn kim châm, cắm vào phía trên huyệt đạo bàn tử. Lúc này, từng tia máu đen từ trên người bàn tử lan tràn ra, thảm thực vật chung quanh vừa mới tiếp xúc liền nhanh chóng bị ăn mòn, Diệp Phong thấy thế vội vàng rút lui mấy bước. Công tử cẩn thận, đây là thất nhật Diêm Vương. Diệp Phong vội vàng nhắc nhở, nếu như Tiêu Phàm chết, hắn cũng sống không được. Tiêu Phàm mặt không biểu tình, hiển nhiên sớm đã nhận ra độc dược này, từ ký ức Sở Trung Thiên hắn biết được rất nhiều tin tức hữu dụng. Sở Nhãn Nam, lần trước không giết chết ngươi. Là ta quá nhân từ. Hồi lâu, nhìn bàn tử bị thương, Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt nói ra một câu. Tiêu Phàm giờ phút này sát tâm nổi lên, hận không thể lập tức giết Sở ra, hắn hít sâu mấy hơi mới bình tĩnh suy nghĩ. Công tử, vị tiểu huynh đệ này chúng thất nhật Diêm La, người cũng phải cẩn thận. Diệp Phong lần thứ hai nhắc nhở, vừa nghĩ tới trước đó bản thân hắn mang theo bàn tử đi ra, trên người liền nổi da gà. Hắn rất rõ ràng thất nhật Diêm Vương là vật gì, cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới như sợ rắn rết. Thất nhật Diêm Vương chính là độc dược cửu phẩm, từ 7749 loại độc dược, tốn hao 7 ngày luyện chế mà thành, một khi ăn vào, thân thể sẽ sau 7 ngày bắt đầu thối rữa. Cái quá trình này rất chậm chạp, khắp người sẽ ngứa vô cùng, người chúng độc sẽ điên cuồng gãi ngứa, sau đó sẽ xé rách da mình, lại từng khối huyết nhục rơi xuống, cho đến chết đi. Người bình thường khó mà chịu đựng quá trình này, đều sẽ lựa chọn kết thúc tính mạng mình. Chủ yếu nhất là loại độc dược này cũng sẽ thông qua lây máu, người truyền nhiễm kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Tiêu Phàm từ bên trong Tu La truyền thừa biết rõ loại độc dược này, đây cũng là nguyên nhân hắn tức giận như thế, khó trách Sở Trung Thiên nguyện ý để bản thân mang bàn tử đi. Đồng dạng mà nói, cho dù hắn mang bàn tử đi cũng không có khả năng giải quyết độc tố thất nhật Diêm La trên người bàn tử. Tiêu Phàm tựa như không có nghe được Diệp Phong nói, trầm giọng nói, Diệp Phong, thay ta hộ pháp, vô luận ai tới gần, giết không tha. Vâng, công tử, Diệp Phong không biết Tiêu Phàm chuẩn bị làm cái gì, nhưng hắn vẫn theo bản năng gật gật đầu. Sau một khắc, chỉ thấy Tiêu Phàm lại lấy ra 6 cái long văn kim châm, dùng 3 cây cẩn thận từng ly từng tí khóa hồn hải bàn tử lại, mặt khác một cái định trụ tinh khí thần bàn tử, cuối cùng 2 cây lại cắm ở lòng bàn chân bàn tử. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm duỗi tay, một đóa kim sắc hỏa diễm xuất hiện ở đầu ngón tay hắn, chính là vô tận chiến hồn vô tận chi hỏa. Vô tận chi hỏa, nhìn thấy một màn này,
Còn người Diệp Phong hơi hơi co rụt lại, dù là hắn biết rõ Tiêu Phàm là Tu La Điện điện chủ cũng vẫn như cũ kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm lại không có để ý tới, toàn bộ tâm thần hắn toàn bộ đắm chìm trên người bàn tử, trong nháy mắt, vô tận chi hỏa từ mi tâm bàn tử bắn vào, hướng về toàn thân kinh mạch hắn tràn ngập đi. Ngay sau đó, quanh thân bàn tử bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, một cỗ khí lãng nóng bỏng từ trên người hắn tản ra. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng kinh ngạc vô cùng, lão tam vậy mà thực sự lấy được thiên lôi chiến hồn. Hơn nữa hắn đã đột phá chiến đế đỉnh phong, bên trong sát lục cổ địa đến cùng phát sinh cái gì. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như thế, trước khi bàn tử tham gia Nam vực đại bỉ chỉ là chiến đế cảnh sơ kỳ mà thôi. Khi hắn và quan tiểu thất rời đi, bàn tử cũng nương tựa theo thực lực chiến đế cảnh trung kỳ cùng tử tinh lôi thú chiến đấu, ngắn ngủi hơn nửa tháng đột phá chiến đế cảnh đỉnh phong, việc này không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa, hồn hải bên trong bàn tử trừ chiến hồn cửu phẩm kim cương đại lực thần nghiêu, còn có một đạo tia chớp màu trắng, rất hiển nhiên, đó chính là chiến hồn chiến tộc truyền thừa, thiên lôi chiến hồn. Cũng chỉ có được chiến tộc truyền thừa, bàn tử mới có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế. Bởi vì Tiêu Phàm hắn cũng giống như thế, khi lấy được Tu La truyền thừa cùng vô tận chiến hồn, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Không nghĩ tới chiến tộc truyền thừa vậy mà bên trong sát lục cổ địa. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong đáy lòng vì bàn tử cảm thấy cao hứng. Hắn cũng biết rõ, nếu như Sở gia không phải dùng độc dược đánh lén bàn tử bọn hắn, bàn tử cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị hàng phục, lấy thực lực hắn. Cho dù chiến thánh sơ kỳ đoán chừng cũng tùy tiện không làm gì được hắn. Nghĩ vậy, con người Tiêu Phàm băng lãnh tới cực điểm, lạnh giọng nói, Sở gia không phải ngàn năm luyện dược thế gia sao? Tiêu Mỗ liền dùng thất nhật diêm la của các ngươi, cho các ngươi một phần lễ vật. Cảm nhận được sát ý lạnh như băng trên người Tiêu Phàm, trong lòng Diệp Phong phát lạnh một trận, thầm nghĩ trong lòng, dám đắc tội công tử, đoán chừng có ai cũng không may. Trong nhận thức hắn biết, Tu La Điện Điện chủ mặc dù không phải hạng người có thù tất báo nhưng không phải là người có thể đắc tội, liền huynh đệ Tu La Điện chủ cũng dám hạ độc, đây không phải muốn chết sao. Tí tách thanh âm giọt nước nhỏ xuống vang lên, Tiêu Phàm lấy ra mấy cái bình ngọc, đem dòng máu màu đen chảy ra từ thể nội bàn tử đều gom lại, một giọt đều không có lãng phí. Cũng may bằng vào thực lực ta hiện tại, Huyền Hoàng Cửu Châm đã có thể thi triển đến Cửu Châm Tề Phát, bằng không mà nói, lần này thực nguy hiểm. Trong mắt Tiêu Phàm hàn quang bắn ra bốn phía, chậm chạp nói, hiện tại ta cũng nên miễn cưỡng xem như cửu phẩm luyện dược sư. Nếu như để cho người ta biết nhất định sẽ kinh hãi không thôi, Tiêu Phàm một chiến đế hậu kỳ, thuật chế thuốc vậy mà đạt tới cửu phẩm, nói ra ngoài tuyệt đối dọa người. Bất quá nói trở lại, Tiêu Phàm đối với thuật chế thuốc cùng y thuật bản thân vẫn luôn thập phần tự tin, thậm chí so với thực lực bản thân còn tự tin hơn. Nhất là y thuật hắn. Tiêu Phàm càng dễ như trở bàn tay, dù sao hắn hai đời hành y, am hiểu nhất chính là chữa bệnh giải độc. Không sai biệt lắm một lúc lâu sau Tiêu Phàm mới đình chỉ động tác trong tay, đồng thời thu hồi một sợi vô tận chi hỏa, giờ phút này bàn tử sắc mặt tái nhợt vô cùng, tựa như bệnh nặng. Tiêu Phàm lấy ra mấy loại huyết linh dược luyện hóa bổ sung nhét vào trong miệng hắn, sau đó nhìn về phía Diệp Phong nói, thay ta chiếu cố lão nhị. Đem bàn tử giao cho Diệp Phong. Tiêu Phàm liền dùng Tu La kiếm ở phía dưới ngọn núi mở ra một cái động phủ, sau đó mang theo mấy bình độc huyết tiến vào bên trong động phủ. Tiêu Phàm trong động phủ bố trí một tầng hồn giới ngăn cản người dò xét, lúc này mới lấy ra Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, trên đó tản ra một cỗ uy thế đáng sợ. Mặc dù Tiêu Phàm vẻn vẹn luyện hóa một trong vạn phần, nhưng mượn nhờ lực lượng bạch thạch còn có thể triệu hồi ra Càn Khôn Định Thiên Đỉnh. Sau đó Tiêu Phàm đem mấy bình độc huyết thu tập được cùng mấy chục linh dược ném vào bên trong Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, trong mắt lóe qua một tia hung ác, nghiêm nghị nói, Sở gia người dám dùng thất nhật diêm vương hại huynh đệ ta, cũng đừng trách Tiêu Phàm ta dùng Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch đối phó Sở gia ngươi. Vừa nói đến Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch, trong con người Tiêu Phàm liền hiện ra huyết quang, nếu là bình thường hắn tuyệt đối không có khả năng dùng loại phương pháp này ứng phó cửu nhân. Nhưng lần này Tiêu Phàm là thật giận. Dám động huynh đệ hắn, Tiêu Phàm sẽ không ngại thây nằm 100 vạn, cái gì mà không đành lòng, tất cả đều gặp quỷ đi thôi. Theo thời gian đưa đẩy, bàn tử ở ngoại giới đột nhiên tỉnh lại, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong, đưa tay trực tiếp một quyền đập tới. Sắc mặt Diệp Phong biến hóa,
cũng là một quyền nghênh lên, song khi nắm đấm bàn tử đụng phải hắn, hắn liền hối hận. Đáng tiếc, hắn đã tới không kịp thu tay lại, một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp đem hắn đánh bay, hung hăng đập trên núi. Chết đi cho ta, bàn tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chiến thiên kích xuất hiện, biến ảo thành một vệt sáng hướng về Diệp Phong đánh tới. Tiểu huynh đệ, ngươi hiểu lầm, là công tử để cho ta ở chỗ này bảo hộ ngươi. Diệp Phong chật vật từ trong phế tích bò lên, vội vàng hét lớn. Bàn tử cỗ quái lực nếu như không thi triển thánh vực chi lực mà nói, hắn đều có chút không chịu được, nào dám cùng bàn tử cứng đối cứng. Thua, hắn trên mặt tối tăm, thắng, một khi để Tiêu Phàm nổi giận, người không may là hắn. Còn muốn gạt ta, con người bàn tử băng lãnh đến cực điểm, căn bản không có ý tứ ngừng tay, Diệp Phong khóc không ra nước mắt, bản thân lần này tới vô song thánh thành làm sao lại xui xẻo như vậy chứ. Lão nhị, dừng tay. Cũng đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên. Nghe vậy, cánh tay bàn tử giơ chiến thiên kích đứng ở hư không, quay đầu hướng cách đó không xa nhìn lại, lại nhìn thấy Tiêu Phàm một mặt mỏi mệt đứng ở đó, thần sắc hơi trắng bệch. Lão Tam, ngươi làm sao? Bàn tử lo lắng hỏi, nhìn Diệp Phong một cái, lại thu hồi chiến thiên kích, người này thực không phải Sở Gia. Không phải. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, ngươi tỉnh lại liền tốt, thân thể không còn dị dạng gì chứ. Không có việc gì, ta cảm giác tinh thần tràn đầy, lão Tam, là ngươi cứu ta. Bàn tử lắc đầu, sau đó đột nhiên kinh tỉnh lại, lão Tam, nhanh đi cứu tiểu thất, Sở Phiền còn có tiểu lôi. Đúng rồi, bọn làm sao không ở cùng ngươi? Tiêu Phàm cau mày, nếu Sở Gia đem bọn hắn đều bắt lại, vì sao sẽ đem bàn tử đơn độc giam giữ đây? Là Lôi Gia yêu cầu như thế, hắn muốn bắt ta đến uy hiếp ngươi, Sở Gia thêm ta cũng không nhiều. Ít ta cũng không thiếu, hơn nữa có thể tránh cho ngươi duy nhất một lần cứu chúng ta, cho nên liền đem ta cho hắn. Bàn tử nhíu mày nói, sau đó lại đem sự tình lúc đầu nói một lần. Tiêu Phàm thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, người nói là lão đại để Lăng Thi Thi đến mang các ngươi đi thượng trọng thiên, lại bị người Lôi Gia phát hiện, nhưng người giam giữ là Sở Gia, mà không phải Lôi Gia. Bàn tử cau mày, cái này hắn cũng không rõ ràng. Hô! Vừa dứt lời, nơi xa từng đạo lợi mang đáng sợ lăng không chợt hiện, hướng về Tiêu Phàm bọn hắn đánh giết mà đến, Tiêu Phàm mấy người phản ứng cực nhanh, lách mình hướng về phía sau thối lui. Nhưng mà khiến bọn họ rất ngạc nhiên là phía sau cũng có từng đạo lợi mang đánh tới, căn bản không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Diệp Phong, hiện tại không cần ngươi xuất thủ, Tiêu Phàm bí mật truyền âm. Hắn và bàn tử hai người đem những công sát lợi mang tất cả đều ngăn cản bên ngoài. Hô hô ngay sau đó, hơn 100 đạo thân ảnh xuất hiện ở bốn phía Tiêu Phàm ba người, đem bọn hắn vây chật như nêm cối. Những người này Tiêu Phàm không biết ai, bất quá không khó từ quần áo trên người bọn hắn đoán ra. Tiêu Phàm, người quả nhiên đến nơi này, liền biết rõ đám rác rưởi Sở Gia này là dựa không được. Cầm đầu một khôi ngô nam tử trung niên mở miệng nói. Khóe miệng hiện ra một vòng lãnh quang. Lôi Gia, Tiêu Phàm mị mị hai mắt nhưng trong lòng thì vô cùng ngưng trọng, U Linh nhất hào thủ hộ tại khách sạn, không ai biết rõ ta tới nơi này mới đúng, chẳng lẽ bọn hắn đã sớm biết ta sẽ đến nơi này. Vừa nghĩ tới thực lực U Linh nhất hào, Tiêu Phàm tin tưởng, chỉ cần có người dám tìm hắn gây sự, tuyệt đối là chết. Đối với một người chết mà nói, biết rõ chúng ta là ai đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nam tử trung niên khôi ngô đạm mạc cười một tiếng, sau đó đưa tay vung lên, hơn 100 người sau lưng ùa lên. Hắn căn bản lười nói nhảm cùng Tiêu Phàm, chỉ muốn giết Tiêu Phàm. Lão Tam, những người này giao cho ta, người một bên xem kịch là được. Bàn tử thập phần bá khí nói, cầm chiến thiên kích trong tay, khí tức trên người cuồng bạo tản ra, như một người giữ quan ải, vạn người không thể qua. Ăn đi, nhưng mà lúc này... Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra hai khỏa đan dược nhỏ bé đưa cho bàn tử cùng Diệp Phong, đồng thời hắn cũng ăn một khỏa. Bàn tử không biết Tiêu Phàm là có ý gì, bất quá vẫn nuốt vào, Tiêu Phàm là người hắn có thể ký thác tính mệnh. Diệp Phong mặc dù giàu gì nhưng cũng không thể làm gì, ai bảo tính mệnh hắn bị Tiêu Phàm khống chế trên tay đây, bất đắc dĩ phía dưới cũng đành phải nuốt vào một khỏa. Mắt thấy tu sĩ bốn phía muốn tới gần, Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc. Gỡ nắp bình, một sợi xương mù màu máu nhàn nhạt từ trong bình ngọc tản ra,
gặp được không khí liền tiêu tán không còn một mảnh. Lão Tam, đây là cái gì, làm sao thơm như vậy? Bàn tử kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói. Thơm không? Tiêu Phàm mỉm cười cổ quái nhìn bàn tử, ngay sau đó phát sinh sự tình khiến bàn tử cùng Diệp Phong kinh hãi. Phù 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 phù, bọn tu sĩ thẳng hướng Tiêu Phàm tựa như sung dụng, tất cả đều rơi xuống mặt đất, hơn 100 người không có một ai sống. Tiểu tử, người vậy mà dùng độc, vô sỉ. Có người kinh khủng kêu to, nhưng mà việc này chỉ tăng tốc độc tố khuếch tán trong cơ thể. Vô sỉ sao, ta chỉ là lấy đạo của người, trả lại cho người mà thôi. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, lôi ra cùng sở ra các ngươi không phải là dùng độc ứng phó bản tử cùng quan tiểu thất bọn hắn sao. Hiện tại tiểu gia dùng độc ứng phó các ngươi chính là vô sỉ. Chỉ bất quá là lấy đạo của người, trả lại cho người mà thôi, làm sao lại vô sỉ. Không thể không nói, người những thế gia này thật đúng là quá vô sỉ. Bàn tử và Diệp Phong đứng sau lưng Tiêu Phàm hoàn toàn trợn tròn mắt, nhãn lực bọn hắn như thế nào cũng nhìn không ra, bên trong những người này yếu nhất đều là chiến đế cảnh trung kỳ, thậm chí còn có không ít chiến đế đỉnh phong. Trên trăm chiến đế cường giả đều bị Tiêu Phàm một người làm ngã. Chủ yếu nhất là, khí độc này đụng một cái liền thấy hiệu quả, cũng quá mức khủng bố rồi. Tiểu tử, Lôi Cô Vân ta thề, nhất định phải làm cho ngươi chết không nơi chôn thân. Nam tử trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng lấy nơi xa bay đi, thân thể hắn lung lay sắp đổ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Lôi Cô Vân, hắn là gia chủ Lôi gia. Bàn tử cả kinh kêu lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm lại là thần sắc thập phần bình tĩnh, tựa như đã sớm đoán được, thản nhiên nói, không hổ là cường giả chiến thánh cảnh, liền Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch đều tạm thời không làm gì được hắn. Công tử, độc này là Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch trong truyền thuyết. Diệp Phong kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, hắn trong lòng may mắn bản thân trước đó ăn viên thuốc nhỏ kia, rất hiển nhiên đó chính là giải dược. Cái gì là Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch, bàn tử một mặt không hiểu. Quả nhiên không hổ là người chiến hồn điện, cái này cũng biết. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Diệp Phong, nói, người giải thích cho lão nhị một cái. Vâng, công tử, Diệp Phong hơi thi lễ, sau đó nhìn về phía bàn tử nói, Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch chính là độc dược cửu phẩm, tổng cộng ẩn chứa 8-11 loại độc dược, độc tính càng ở phía trên Thất Nhật Diêm Vương. Bởi vì nó vốn là trên cơ sở Thất Nhật Diêm Vương tinh luyện ra. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên nuốt nước miếng, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, hắn trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, chẳng lẽ Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch là Tiêu Phàm luyện chế ra? Nếu quả thật là như thế, Tiêu Phàm há không phải cửu phẩm luyện dược sư? Cửu phẩm luyện dược sư tuổi trẻ như thế, cho dù là cổ tộc sở ra cũng chưa chắc có dạng thiên tài này. Hít sâu một cái, Diệp Phong tiếp tục nói, đúng. Thất Nhật Diêm Vương là người trước đó bị trúng độc, chính là một loại 7 ngày luyện thành, người trúng độc, 7 ngày liền sẽ phát tác độc dược, hơn nữa trong vòng 7 ngày nhất định sẽ gặp Diêm Vương, nên tên là Thất Nhật Diêm Vương. Ngừng lại, Diệp Phong lại nói, bất quá, Thất Nhật Diêm Vương cùng Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch so sánh, lại là cá bé gặp cá lớn. Người bên trong Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch trong nửa chén trà nhỏ thời gian hẳn phải chết, cho dù muốn tìm giải dược đều không có thời gian. Cho nên loại độc này bình thường đều là dùng bên trong đồ thành, nguyên một tòa thành chỉ đều chịu chết, tại Hoàng Tuyền lộ tự nhiên không tịch mịch, vì vậy, loại độc này tên là Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch. Tê bàn tử nghe vậy cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí, độc này cũng quá bá đạo. Lão Tam, người yên tâm, thú người ta sẽ gấp bội trả lại sở ra cùng lôi ra, hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiêu Phàm lại bình tĩnh như thường. Đáng tiếc, lại để Lôi Cô Vân chạy. Bàn tử thầm thở dài nói. Hắn dù sao cũng là chiến thánh cảnh, có thể ngăn cản một trận cũng hợp tình lý, qua một lúc dẫn người đi nhìn một trò hay. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, sau đó nhìn hơn trăm chiến đế cảnh trên mặt đất, nói, bất quá trước khi đi xem kịch vui, trước tiên đem những người này xử lý rồi nói. Bọn hắn không phải đã trúng độc à, chẳng lẽ còn phải cho bọn hắn mấy đao? Bàn tử nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm nói, dứt lời. Hắn liền chuẩn bị tiến lên. Cứ như vậy giết bọn hắn vậy liền quá lãng phí, ta có biện pháp lợi dụng phế vật. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, con ngươi lạnh tới cực điểm. Bỗng nhiên, trong mắt Tiêu Phàm kích xạ ra từng sợi lục sắc quang mang, bàn tử không biết Tiêu Phàm đang làm cái gì,
nhưng Diệp Phong lại thập phần rõ ràng. Lúc này, Tiêu Phàm làm xong tất cả những thứ này, nhìn về phía Diệp Phong nói, bọn hắn không may mắn như ngươi, đều biến thành không có ý thức tự chủ. Đa tạ công tử. Toàn thân Diệp Phong run một cái, hắn tự nhiên minh bạch ý tứ Tiêu Phàm, chính là Tiêu Phàm trực tiếp nô dịch ý chí những người này. Bởi vì trong mắt Tiêu Phàm, những chiến đế cảnh đã không có tư cách để hắn khống chế tư tưởng, cũng chỉ Diệp Phong hắn bởi vì là chiến thánh cảnh mới có thể may mắn như vậy. Bàn tử hoàn toàn là hòa thượng không nghĩ ra, hắn phát hiện Tiêu Phàm càng ngày càng thần bí, thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần lão tam còn coi ta là huynh đệ, hắn liền vĩnh viễn là huynh đệ của ta, vô luận hắn biến thành cái dạng gì. Đem những cái này hóa thành nước, mỗi người uống một chén, nhớ kỹ phải nhanh, qua thời gian nửa chén trà nhỏ bọn hắn coi như chết thật, giải dược ngươi có thể lưu hai viên, mặt khác, dùng nước mưa đem mấy dặm xung quanh thanh tẩy một chút. Tiêu Phàm ném cho Diệp Phong mấy hạt hồng sắc dược hoàn nói. Đa tạ công tử. Diệp Phong hưng phấn chạy đi, được hai viên giải dược cửu phẩm độc dược hoàng tuyền bất tịch mịch, đây chính là thứ có giá trị không nhỏ. Hắn mảy may không quan tâm Tiêu Phàm coi hắn là hạ nhân sai sử, trong lòng hắn, có thể được Tu La Điện chủ sai sử vốn là phúc khí. Tiêu Phàm lơ đễnh, sau đó lại ném cho bàn tử hai bình ngọc nói, lão nhị, trong này là một bình hoàng tuyền bất tịch mịch, còn có một bình giải dược, không sai biệt lắm có 20 khỏa, người giữ lại phòng thân. Được, bàn tử tự nhiên là không khỏi khách khí đem hai bình độc dược thu vào trong lòng, qua sự tình lần này, bàn tử rốt cục biết rõ, một người thực lực cường đại có thời điểm căn bản không dùng được, người khác dùng độc dược liền giải quyết được bọn hắn. Lão Tam, Tiểu Ngũ bọn họ đâu? Vừa nghĩ tới Quan Tiểu Thất, bàn tử lại lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu Phàm thần sắc hơi trầm xuống, hắn hiện tại cũng không biết như thế nào tìm Quan Tiểu Thất bọn hắn, vỗ vỗ bả vai bàn tử, hít sâu một cái nói, yên tâm, lôi ra cùng Sở ra bắt bọn hắn là vì ứng phó ta, bọn hắn tạm thời không có gì. Bàn tử gật gật đầu, lấy thực lực bọn hắn, muốn xâm nhập Sở ra là không có khả năng, đến thời điểm liền không phải cứu Quan Tiểu Thất bọn hắn, ngược lại là hại bọn hắn. Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Tiêu Phàm cũng thập phần lo lắng, hơn nữa, hắn luôn cảm giác sự tình tiếp theo sẽ rất phiền phức. Còn có hơn 2 ngày, trước tiên đem sự tình lôi ra giải quyết rồi nói, chỉ ít âm thầm cũng ít một uy hiếp. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Hơn trăm chiến đế cảnh, Tiêu Phàm cũng đoán được thân phận bọn hắn, hẳn là Lôi Chi Ảnh Vệ trong miệng Lôi Hạo, chỉ cần một số người bây giờ đối với Tiêu Phàm uy hiếp cũng không lớn. Sau nửa ngày, Diệp Phong đem tất cả Lôi Chi Ảnh Vệ cứu tỉnh lại, bọn hắn đều bị Tiêu Phàm nô dịch ý chí, cũng không sợ bọn hắn phản bội. Công tử, những người này, bên trong có 72 người là lôi ra cái gì Lôi Chi Ảnh Vệ, những người khác cũng đều là tử sĩ lôi ra. Diệp Phong hấp tấp chạy tới, cung kính nói. Tiêu Phàm gật đầu, đại khái đếm một cái, có 120 người, từng người đều là chiến đế cảnh, cỗ lực lượng này nếu như đặt ở cửu đại đế triều đều không phải bình thường. Liền Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận nội tình lôi ra mạnh, hơn nữa, lôi ra chỉ là bài danh cuối cùng bát đại thế gia mà thôi. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, Sở ra bài danh thứ ba bên trong bát đại thế gia sẽ mạnh cỡ nào. Tất cả mọi người các ngươi trở lại lôi ra, chỉ nghe Lôi Hạo điều khiển. Tiêu Phàm trực tiếp ra lệnh, ngữ khí không cho phép phủ định. Vâng, chủ nhân, tất cả mọi người cung kính quá to, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm đều tràn ngập kính sợ, một màn này làm bàn tử phát sợ. Lôi ra hơn 100 chiến đế cảnh vừa rồi đều đánh giết giết đối với Tiêu Phàm, có thể trong nháy mắt lại xưng hô Tiêu Phàm là chủ nhân, điều này khiến hắn tiếp nhận như thế nào? Rất hiển nhiên, những người này tất cả đều bị Tiêu Phàm khống chế, chỉ là những người này nghe ý tứ Lôi Hạo lại là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ Lôi Hạo cũng bị Tiêu Phàm khống chế hay sao? Nghĩ vậy, ánh mắt bàn tử nhìn về phía Tiêu Phàm biến biến, bất quá rất nhanh liền vô cùng kiên định, trong lòng hắn, vô luận Tiêu Phàm biến hóa như thế nào vẫn là huynh đệ hắn. Lão nhị, đi, dẫn người đi xem trò hay. Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười nói, lôi kéo bàn tử hướng Vô Song Thánh Thành Thượng Trọng Thiên bay đi, Diệp Phong cùng hơn 100 cường giả lôi ra cũng nhao nhao cùng lên. Bàn tử mặc dù không có lệnh bài thân phận Thượng Trọng Thiên, nhưng Tiêu Phàm trước đó điêu khắc mấy cái, mấy người dễ như trở bàn tay liền tiến vào Thượng Trọng Thiên. Lão Tam, chúng ta đi đâu?
Bàn Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, hắn căn bản không có tâm tư thưởng thức cảnh đêm thượng trọng thiên. Lôi ra, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cười nói, Lôi Cô Vân cũng kém không nhiều. Vị trí Lôi ra, Lôi Cô Vân thất tha thất thểu chạy vào đại sảnh, hạ nhân Lôi ra thấy thế, muốn lên dìu đỡ hắn nhưng mà đều bị hắn phẫn nộ quát lui. Hạo Nhi, Hạo Nhi đâu? Lôi Cô Vân kêu to, trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, thần sắc vô cùng nhợt nhạt, vành mắt bên cạnh thêm một cái dấu vết huyết sắc thật sâu. Còn trần chờ cái gì, nhanh tìm thiếu chủ đến. Trưởng lão Lôi ra phẫn nộ quát, nhìn thấy bộ dáng Lôi Cô Vân, bọn hắn cũng bị dọa kêu to một tiếng. Thiếu chủ đến, đột nhiên có người hét lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, lại nhìn thấy Lôi Hạo một bộ hoàng kim chiến bào chậm rãi từ cửa ra vào đi tới, thần sắc đần độn vô cùng. Hạo Nhi, Lôi Cô Vân trong mắt vui vẻ, sau đó nhìn về phía đám người Lôi ra nói, tất cả mọi người nghe lệnh, bản gia chủ thân chúng kịch độc, muốn bế quan chữa thương, thẳng đến khi xuất quan, tất cả sự tình Lôi ra đều do Lôi Hạo quyết định. Nếu như bản gia chủ xảy ra bất trắc, chi vị gia chủ Lôi ra do Lôi Hạo kế thừa, các ngươi có dị nghị gì không? Gia chủ Hồng Phúc Tề Thiên, tất nhiên không có sự tình. Rất nhiều tu sĩ Lôi ra khóc ròng ròng, cũng có một số người mặt âm trầm, còn có một số người âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng mưu tính lấy cái gì? Ta chỉ hỏi các ngươi một câu, các ngươi có gì dị nghị không? Lôi Cô Vân mặt âm trầm, kìm nén một hơi phẫn nộ quát. Vâng, gia chủ, Lôi ra đám người tất cả đều quỳ lạy. Dù là trong lòng không phục cũng quỳ xuống, trong đó có mấy người trong mắt lóe lên một đạo lợi mang, khóe miệng hơi hơi dương lên, Lôi Cửu chính là một người trong đó. Tất cả mọi người ra ngoài, Lôi Hạo lưu lại. Lôi Cô Vân phất tay quát. Đám người thấy thế, nhao nhao rời khỏi đại sảnh, chỉ có Lôi Hạo một người lưu lại. Hạo Nhi, Lôi Cô Vân một mặt hiền lành nhìn Lôi Hạo, vì phụ không thể giết chết Tiêu Phàm thay người báo thù, ngược lại bên trong bị hắn ám toán. Ta lập tức liền bắt đầu bế quan luyện hóa khí độc thể nội, có thể xuất quan cũng liền thôi, nếu như không thể xuất quan, Lôi ra hết thảy đều giao cho ngươi. Nói đến đây, Lôi Cô Vân trịnh trọng vỗ vỗ bả vai Lôi Hạo. Phụ thân, ngươi liền yên tâm giao cho ta. Lôi Hạo gật đầu, đột nhiên khóe miệng uốn cong. Phốc phốc, một tiếng vang giòn truyền ra, Lôi Cô Vân gắt gao nắm lấy bả vai Lôi Hạo, ngón tay sắc bén khảm vào bên trong bả vai hắn. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Lôi Hạo, sau đó chậm rãi cúi thấp đầu, nhìn về phía ngực mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.